Bát gia tái thế, Trần Đức. Trên cùng của biểu mẫu. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Tập 38. Khác với vân tiêu giới, hoàng đế ở địa cầu chính là đại diện của quyền lực, ở đại thiên thế giới, người có thể được gọi là đế vương không nhiều lắm. Đó không phải là chức vị, mà là một loại cảnh giới, một loại tôn vị. Hai chữ cổ đế đại diện cho thực lực, đại diện cho quân lâm thiên hạ, đại diện cho thực lực được mọi người ngước nhìn. Mà Tiêu Thần, là một cao thủ cấp đế cuối cùng của 10 vạn năm trước. Sau ổng ta, không còn người nào bước lên cấp đế đó nữa. Là tôi. Tiêu Thần cười hiền lành, nhóc con, cậu tên gì thế? Trần Đức, tự Bát Hoang. Trong giọng Trần Đức là sự tôn kính, không thể ngờ được tôi lại được gặp người ở nơi này. Có người tìm thấy vũ khí của người ở bên ngoài, đoán rằng người có thể đã đến đây, thì ra đó là sự thật. Đây, Tiêu Thần nói rất hờ hững và lạnh nhạt. Chôn vùi ở đây. Trần Đức ngẩn người. Không sai. Tiêu Thần chậm rãi, 10 vạn năm trước, tôi cùng với một người tự xưng là thần đế đánh nhau đến nơi này, tôi nằm xuống dưới kiếm của người đó, vả lại, chuyện này còn có chút liên quan đến huyết mạch thần ma trong người cậu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cậu. Đã gặp được ma hoàng đúng không? Tiêu Thần vừa mới dứt lời thì như tiếng sét đánh ngang tai Trần Đức, anh không thể tin nổi, tiền bối, người. Biết ma hoàng ư? Đâu chỉ lè quen biết, tôi với ông ấy như anh em một nhà. Tiêu Thần vẫn bình tĩnh trước sau như một, như đang kế một chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn, tính ra thì đây cũng là một loại duyên phận thì người tỏi chờ được lại là cậu. Lòng Trần Đức khẽ run, tiền bối. Vậy cuối cùng thần đế như thế nào? Bị thương nặng. Tiêu Thần nói, tôi vốn định nhốt kẻ đó trên đảo Khốn Long này, mãi mãi không thể thoát ra được, nào ngờ tên đó thật sự quá mạnh mẽ, đột phá gông xiềng của đảo Khốn Long rồi trốn đi mất dạng. Dừng lại một chút, Tiêu Thần nói tiếp, Trần Bát Hoang, thời gian của tàn hồn này không còn nhiều, nơi này là di tích của thiên đình Thái Cổ, bên trong có lẽ sẽ còn những truyền thừa nghịch thiên. Tôi chờ đến lúc này trí đế tàn hồn của mình có thể mở cánh cống này ra cho người bước lên đây. Lẽ ra, người đó cần phải trải qua thử thách, nhưng cậu là người ma hoàng đã chọn, thử thách đó xem như bỏ qua. Tôi sẽ mở cánh cổng thiên cung này ra cho cậu, đưa cậu vào trong. Tiền bối. Trần Đức nặng nề hỏi, tiểu bối có hai câu hỏi. Hỏi đi. Tiêu Thần nói. Thứ nhất, rốt cuộc phải làm thế nào để rời khỏi đảo Khốn Long? Bọn họ nói cuối cùng chỉ có 300 người được phép rời khỏi đây, chuyện đó có thật không? Thứ hai, cung khuyết này rốt cuộc chứa cái gì? Tiêu Thần cười hiền, nói, đúng là đảo Khốn Long này chỉ có 300 người được phép rời đi, vùng biển trước thiên đình đó cậu có thấy không? Nó thông đến Tây Hải, nhưng mà vùng biển đó có một cái tên khác, nó còn được gọi là Hoàng Tuyền, hay có thể nói là đường xuống Hoàng Tuyền. Muốn từ bờ bên kia qua đây rất dễ, nhưng muốn quay trở về. Hoặc là đi thông ra Tây Hải bên ngoài chỉ có một cách, đó là bước qua cầu Nại Hà, 10 cây cầu Nại Hà, mỗi cây cầu chỉ có 10 người được đi qua, thần hồn cũng được tính là một người. Đường xuống Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà. Những cái tên quen thuộc đó khiến Trần Đức sợ run, không ngờ những thứ trong truyền thuyết ở địa cầu, lại xuất hiện ở đại thiên thế giới, nhưng anh vẫn có chút khó hiểu. Tiền bối, lúc tôi tới không có cây cầu nào cả. Bèn dưới thang trời có đại trận. Sau khi mở ra, đại trận đó sẽ có cầu Nại Hà xuất hiện. Tiêu Thần nói, còn câu hỏi thứ hai của cậu. Tiêu Thần lắc đầu, tuy tàn hồn của tôi đã ở đây 10 vạn năm, nhưng cũng phải có người bước lên thang trời mới có thể thức tỉnh. Không phải tôi thật sự ở đây 10 vạn năm, nên rốt cuộc bên trong cung khuyết đó có cái gì thì khi nào vào đó cậu mới có thể biết được. Cảm ơn tiền bối đã giải đáp thắc mắc của tôi. Trần Đức đã hiểu được phần nào, anh hành lễ với Tiêu Thần. Ân tình của tiền bối và ma hoàng, Trần Bát Hoang tôi sẽ khắc ghi đến cuối đời, nước vĩnh hằng đó, kẻ tự xưng là thần đế đó, đến khi đủ mạnh tôi sẽ tự tay giết đế báo mối thù này. Vào trong đi. Tiêu Thần cười đứng dậy, đế lại một câu cuối cùng rồi cả người hòa thành một pháp tắc đại đạo hẹp dài, đó là đạo của Tiêu Thần, cực kỳ mạnh mẽ, bám vào cống cung khuyết. Rất lâu sau đó, kẽo kẹt, cổng cung khuyết, mớ ra. Nhưng... có thể thấy rất rõ, ý chí thuộc về cố đế Tiêu Thần, tàn hồn của ổng đang dần biến mất khi cảnh cống đó mở ra, nó tan biến đi rất nhanh. Nhóc Trần, mau vào trong đi. Linh Lung nhắc nhở, nói, Tiêu Thần chí là một tàn hồn,
sức mạnh của ông ấy thua xa 10 vạn năm trước cả 100 triệu lần, rất khó giữ được lâu, nếu không vào sẽ mất đi cơ hội đó. Trần Đức cực kỳ quyết đoán, gật đầu, sau đó hóa thành một vầng sáng trực tiếp vọt vào trong. Khoảnh khắc anh bước vào. Cánh cổng đóng chặt. Đại đế từ thời cổ xưa, tàn hồn của Tiêu Thần đã hoàn toàn biến mất. Chuyện về Tiêu Thần cách đây không lâu, chỉ có 10 vạn năm, ông ta từng có những trận chiến kinh thiên động địa, nó vẫn còn được ghi trong sách cổ. Khi ông ta còn sống đã như một cơn sóng tràn bờ, có thể nói là một thiên tài, một yêu nghiệt thật sự. Thời niên thiếu có được ấn ký thiên đạo, 20 tuổi lẻn đến cảnh giới phản hư, 300 tuổi trở thành một thế hệ đại đế. 10 vạn năm trôi qua, phản là đệ nhất yêu nghiệt. Đó chính là những lời nhận xét về ông ta trong sách cổ ở đại thiên thế giới. Ông ta có ảnh hưởng sâu sắc đến đại thiên thế giới, tiếc là đến cuối đời vẫn không có người nối dõi. 10 vạn năm trước ổng ấy đã đến đây, tiếc là ông ấy biết mình phải chết nên không tiến vào cung khuyết, để cơ duyên lại cho người đời sau, trí tuệ như thế cũng rất hiếm thấy, không hổ là một đời đế vương. Linh Lung cũng có chút bùi ngùi, cô ta đã sớm nghe nói về Tiêu Thần, hôm nay gặp được, có thể nói đã khiến cô ta bội phục. Dù thế nào tôi cũng nhất định phải dốc hết sức hoàn thành di nguyện cuối cùng của ông ấy và Ma Hoàng. Trần Đức im lặng, dù là Ma Hoàng hay Mạt Pháp Đế Vương Tiêu Thần, thì ân của hai người. Trần Đức sẽ báo. Mối thù của anh với cái kẻ tự xưng là thần đế kia đã được kết rồi. Cộp, cộp, cộp. Sau cánh cổng cung điện là hành lang thật dài, Trần Đức đi từng bước tới. Cả hành lang chỉ có tiếng bước chân anh quanh quẩn. Hành lang rất dài, hai bên là vách đá khắc những hình thù kỳ lạ, những hình vẽ không giống người mà cũng chẳng giống thú. Cẩn thận một chút, những kỳ vẽ đó có thế thôi miên đấy. Bên trong thức hải, Linh Lung nhắc nhở. Trần Đức cẩn thận tiến về phía trước, khoảng vài tiếng sau, rốt cuộc anh cũng đã đi tới cuối hành lang. Nơi này là một hồ nước. Một hồ nước rất lớn. Thế nhưng quan trọng nhất là trong hồ không phải nước, mà là nguyên khí. Nguyên khí nồng đậm. Lượng nguyên khí đó đều ngưng tụ thành nước, thành một loại chất lỏng. Ngoài ra, giữa hồ nước còn có những luồng điện đan xen vào nhau, nhảy nhót, những luồng điện đó không phải là tia chớp bình thường, dù Trần Đức đứng trên bờ cũng cảm thấy run rẩy, tim đập nhanh. Đôi mắt ngự thú mở ra. Đôi mắt Trần Đức như ánh sao bắn ra bốn phía, thử dùng thấu thị nhìn xuống mặt hồ. Quan sát đáy hồ xem có sinh vật gì không. Dù sao, hồ nguyên khí nồng đậm thế này, rất khó đoán được nó sẽ tạo thành loại quái vật gì. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, mắt Trần Đức đã phát hiện ra một con cá. Con cá không lớn, cả người một màu vàng, to chừng ngón tay cái, ở đại thiên thế giới thì hình thể này có vẻ rất nhỏ, nói là vì sinh vật cũng không sai đâu nhỉ. Nhưng, số lượng rất nhiều. Dưới mặt hồ phẳng lặng đó là một đàn cá nhỏ đang bơi qua lại, chi chít, đảo mắt xem thử, có ít nhất hơn 10 vạn con. Nhưng, có thể thấy vảy cá màu vàng đó là những tia chớp đáng sợ đan xen, luồng điện màu tím có ánh kim, giữa màu vàng kim lại có tím. Trên người một con cá có điện thì không sao một, chẳng là gì cả, nhưng hơn 10 vạn con cũng lượn qua lượn lại một chỗ, sự khủng bố đó đúng là chết người. Dù là Trần Đức cũng thấy run hết cả da đầu. Sau lưng hiện lên cảm giác lạnh lẽo. Những con cá đó đều trốn dưới đáy hồ, trên mặt hồ không thể thấy được gì cả, nếu không phải Trần Đức cẩn thận thì ai mà ngờ được bên dưới mặt hồ phẳng lặng đó lại ẩn chứa thứ dữ dội như thế. Cùng lúc đó, Trần Đức cũng tạo ra hình ảnh động trong thức hải về những gì mình thấy trước mặt cho Linh Lung xem. Điện trên người mấy con cá đó. Linh Lung sắp choáng váng đến nơi, nhìn chằm chằm vào những hình vẽ cảnh tượng trước mặt do Trần Đức tạo ra. Đúng vậy, chắc chắn là nó, nhất định là nó. Linh Lung, nhất định là cái gì? Trần Đức khó hiểu. Hỗn độn tử kim lôi, một. Linh Lung rung động thật lâu, cuối cùng chí phun ra đúng 5 chữ, Trần Đức còn chưa kịp hỏi thì cô ta đã nói tiếp. Trên đời này có rất nhiều loại nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bẽn dưới 5 nguyên tố đó lại chia ra phong, lôi, vũ này kia. Nguyên tố của mỗi một võ giả là khác nhau. Thuộc tính cũng khác nhau, nhưng trên thực tế thì trừ thuộc tính hỏa, có 99% võ giả không tiến hành khai thác nguyên tố, đơn giản là vì nguyên tố quá vô dụng. Đúng vậy. Quan điểm Linh Lung giống với Trần Đức,
Trước đó khi ở Côn Luân Hư thì các võ giả ở địa cầu vẫn còn phân chia nguyên tố khá rạch ròi, nhưng càng về sau, có rất ít người nhắc đến việc dùng nguyên tố. Tu luyện đến giờ phút này, Trần Đức đã sắp quên mất chuyện nguyên tố. Chịu thôi. Bởi vì đến cảnh giới của anh bây giờ, những nguyên tố đó quá là yếu ớt. Bất kỳ một võ kỹ nào, hoặc một hơi thở của cao thủ thôi cũng có thể nhấc lèn cả đại đạo thiên địa. Mà bên trong đại đạo đó lại ấn chứa các loại nguyên tố khác nhau. Dân ra, làm gì có ai chỉ tu luyện một nguyên tố nữa. Trên thực tế, không phải nguyên tố vô dụng, mà là đa số mọi người không thể tu luyện đến mức tận cùng. Trên đời này chỉ có rất ít người am hiểu về nguyên tố, cùng một cảnh giới. Những người chuyên tu nguyên tố còn mạnh hơn cả võ giả bình thường, bởi vì bọn họ sẽ góp nhặt những nguyên tố giữa đất trời để hội tụ thành tinh hoa, chẳng hạn như ly hỏa trong người anh. Linh Lung nói tiếp, ly hỏa nằm trong tay võ giả bình thường chính là một loại vũ khí mạnh mẽ, mà trong người anh, vì anh có thuộc tính hỏa nên nó biến thành một loại năng lượng, có thể hòa vào làm một với anh, hơn nữa còn có thêm tự tại thần ma công này kia, nên anh mới có được thực lực giết người mạnh hơn mình ba cánh giới. Nói đến đây thì Trần Đức cũng đã hiểu được phần nào rồi, hỗn độn tử kim lôi cũng là một loại thuộc tính giống ly hỏa, một thuộc tính cực kỳ thuần khiết đúng không? Đúng vậy. Linh Lung gật đầu, ly hỏa xếp hạng thứ 6 trong các loại lửa ở đại thiên thế giới, hỗn độn tử kim lôi thì lại xếp hạng nhất trong số các loại lôi điện, đồng thời, nguyên tố lôi cũng là một nhánh nhỏ của thuộc tính hỏa. Nó xếp hạng nhất trong số các loại lôi, trong các loại hỏa, nó cũng có thể xem là mạnh nhất. Nhóc Trần. Số mệnh của anh thật sự rất nghịch thiên. Số mệnh và kỳ ngộ của Trần Đức khiến Linh Lung cũng phải hâm mộ, một đường đi tới, dường như tẽn này vẫn luôn gặp được hàng ngon. Khụ, cái này, Linh Lung, hòn độn tử kim lôi đang ở trên người đám cá đó, tôi phải làm sao để lấy đây? Ánh mắt Trần Đức nóng cháy, đầy mong chờ, anh biết rất rõ hỗn độn tử kim lôi còn mạnh hơn cả ly hỏa, nếu như có được nó thì thực lực và cảnh giới của anh chắc chắn sẽ tăng vọt. Nhóc Trần, hỗn độn tử kim lôi còn có lấy hơn cả ly hỏa, anh phải nhảy xuống đó, hấp thu hết lôi điện trên người lũ cá, hỗn độn tử kim lôi đã ở ngay trước mặt, chỉ xem anh có dám lấy hay không thôi. Trần Đức nghệt mặt ra, kinh ngạc nhìn hồ nguyên khí, choáng váng. Nên biết rằng bên dưới hồ có tận 3-40 vạn con cá, miệng đám cá đó còn có răng nanh, nếu anh nhảy xuống đó thì khỏi phải nói, 100% đám cá đó sẽ nhào lên. Cắn nát anh như món ngon dâng tận miệng. Một con cá thì Trần Đức có thể chống lại được, 10 con, 100 con, 1000 con, vạn con thì Trần Đức cũng chống lại được. Nhưng mà, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, anh có thể đánh lại hay không còn chưa biết. Một khi nhảy xuống, tỷ lệ sống của anh không quá 30%. Nhìn mặt hồ phẳng lặng, trong mắt Trần Đức hiện lên tia sáng. Chẳng mấy chốc, anh đã quyết định. Nhẹ nhàng đặt Tiểu Y đang ngủ say lên bờ, sau đó lại đặt đống quả lấy được trên bậc thang xuống cạnh Tiểu Y, Linh Lung, cô ớ lại trên bờ chăm sóc Tiểu Y, nếu tôi có mệnh hệ gì, cô và Tiểu Y hãy nghĩ cách rời khỏi đảo Khốn Long. Ừ, Linh Lung hóa thành một luồng sáng, rời khỏi thức hải của Trần Đức, gương mặt xinh đẹp, bế nguyệt tu hoa, Trần Bát Hoang, anh phải cẩn thận, một khi đánh không lại thì quay trở lại đây, biết chưa? Ừm, Trần Đức hết sức quyết đoán. Đáp lời. Sau đó, phù phù, trực tiếp nhảy xuống hồ nguyên khí. Cùng lúc đó, cực cảnh, tự tại thần ma công. Ly hỏa, đôi mắt ngự thú, thi triển toàn bộ. Đối mặt với đàn cá đó, anh không dám lơ là. Quả nhiên, khoảnh khắc anh nhảy xuống, đầu tiên bầy cá đã tản ra, sau đó nó chẳng những không sợ mà ánh mắt còn sáng rỡ lên, như cá giết qua sông, trực tiếp nhào về phía Trần Đức. Nhanh chóng bao vây anh. A, à, thăng thăng. Dù Trần Đức có mình đồng ra sắt, lại có đôi mắt ngự thú để khống chế đàn cá, nhưng số lượng của chúng nó quá nhiều, anh không thể điều khiển hết được. Há miệng nhào tới, chẳng mấy chốc đã cắn nát lớp phòng ngự, da thịt, cắn thẳng vào xương anh. Cơn đau tê tâm liệt phế truyền đến thần hồn, dù có sức chịu đựng tốt cũng không nhịn được hét chói tai, gân xanh nảy liên tục. Cảm giác đau đớn đó có thể ảnh hưởng đến thần hồn của anh. Hết sức khủng bố. Một đàn cá nhỏ lại nối dài, dường như đã phát hiện ra món ngon, chúng nó liên tục há miệng, cả đáy hồ nguyên khí xuất hiện xương máu dày đặc, mây máu càng nhiều thì cá bơi đến cũng càng đông. Đàn cá đan vào nhau, có thể sánh với ngang 10 vạn lôi đình cùng đánh xuống, những luồng điện điên cuồng len lỏi,
mặt hồ yên tĩnh bỗng chốc dấy lên gợn sóng mạnh mẽ, điên cuồng nhấp nhô. Trần Bát Hoang, anh nhất định phải chịu đựng. Lình Lung ở trên bờ bay qua bay lại, như một bóng ma, lại như tiên, đôi mắt xanh đầy lo lắng, không ngừng cầu nguyện. Đồng thời, bên ngoài, số người chết ở vực thiểm điện cũng gần đủ chỉ tiêu rồi. Máu của hàng vạn người tạo thành cây cầu máu chảy đầm đìa, đỏ lòm. Mấy vạn tu sĩ, người sau tiếp bước người trước. Điên cuồng lao về phía phế tích thiên cung. Trong đó, Trần Tử Phi là người xông vào trước, sau lưng hắn ta đều là cao thủ bảng thứ nhất, bảng thứ hai, những người đó vừa bước vào lập tức bắt đầu càn quét phế tích. Cỏ người thật sự tìm thấy cơ duyên, họ tìm thấy võ kỹ thất truyền từ trăm vạn năm trước, dù không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Nhưng nó vẫn kích thích rất nhiều người, một đám tu sĩ bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Tất nhiên là đám Trần Tử Phi, Đoàn Phong Trần, Lãng Nhất Hải không thèm nhìn tới những thứ đó. Trong mắt họ, nó chẳng khác gì thứ vô dụng, rác rưởi, không có tác dụng gì, thứ bọn họ tìm kiếm là Long Vương, là những kỳ ngộ hấp dẫn khác. Nhưng, không ai ngờ được rằng Long Vương lại chủ động xuất hiện. Đó là một con hắc Long Vương, cả người đen như mực, tán ra sự lạnh giá. Hơi thớ kiêu ngạo, nó tự động đi tới chỗ Độc Cô Huyền, bày tỏ ý thân thiết. Đến lúc này, quyền sở hữu đám Long Vương đã được xác định. Trần Võ Si có được một con, nay đã nằm trong tay Trần Tử Phi, Lý Thiên Cương tìm được con Long Vương màu đỏ, Độc Cô Huyền tìm thấy hắc Long Vương. Còn một con nữa thì đã rơi vào bụng Tu La Tử. Mau nhìn kìa, trước mặt là cái gì thế? Sau khi tiến vào phế tích thiên cung đâu đó 30 tiếng đồng hồ, thì An Như Hiển là người đầu tiên phát hiện ra biến rộng. Đôi mắt xanh đầy mê hoặc lòng người của cô ta lóe lên ánh sáng. Đó là, một cung khuyết hoàn chỉnh, còn có cả thang trời. Tôi cũng nhìn thấy. Mau, qua đó xem thử đi. Trần Tử Phi, Lăng Nhất Hải, Lý Thiên Cương, Đoàn Phong Trần, An Như Yên, Hoắc Hạo, Thích Thiện này kia, một đám người vừa xác định nước biến an toàn thì lập tức bước lên, thi chiến kỳ pháp băng qua biến rộng. Độc Cô Huyền, Tu La Tử dẫn theo đám Lâm Tử Huyên, La Văn Sơn theo sát phía sau, đằng sau họ chính là mấy vạn người, một đám như đàn cá ảo ảo qua sông, lao về phía bờ đối diện. Tô Y Y ấn trong đám người, cả Dư Tư Vũ được Trần Đức để lại ở khu vực an toàn cũng có mặt, cô ta biết được tin Trần Đức đã qua đời ở trong không gian nên đã đi tới nơi này, không vì lý do gì khác, cô. Ta chỉ muốn biết Trần Đức có chết thật hay không, dọc theo đường đi, cô ta như người mất hồn. Không có chút cảm xúc. Biển rộng mênh mông, bọn họ không có tốc độ của Tiểu Y, dù đã đẩy nhanh hết mức có thể nhưng vẫn tốn đến 5 tiếng đồng hồ. Đó là cao thủ ở báng thứ nhất, thứ hai như Trần Tử Phi, Đoàn Phong Trần, Lăng Nhất Hải, An Như Yên, Độc Cô Huyền, còn lại thì chậm hơn, so với biến rộng khổng lồ đó, bọn họ như một con ốc sẻn vậy. Nhưng mà, nhóm Trần Tử Phi đến trước nhưng không ai dám tùy tiện bước lên thang trời. Chịu thôi. Bởi vì hai con Long Vương Lý Thiên Cương và Trần Võ Si đế lại, thêm cả hắc Long Vương mà Độc Cô Huyền vừa có được, tất cả đều có một sự sợ hãi nhất định khi đối mặt với những bậc thang đó. Cậu Trần, làm sao bây giờ, chúng ta có bước lên thang trời không? An Như Yên ngạc nhiên lo lắng nói, dù đôi mắt cô ta đặc biệt, nhưng cũng không thể nhìn thấy được đoạn giữa của những bậc thang đó, thứ cô ta nhìn thấy được chỉ là những bậc phía dưới cùng với vài bậc trên cùng. Tất nhiên là có cả cung khuyết khổng tô kia. An Như Yên không phải là người duy nhất trắng thế nhìn thấy những bậc thang, kẻ mạnh như Trần Tử Phi cũng thế. Tôi muốn chờ thêm chút nữa, còn các người muốn leo lên đó thì tùy. Trần Tử Phi lạnh giọng nói, hai tay vẫn khoanh trước ngực, nói xong thì bắt đầu nhắm hai mặt lại, chờ. Hắn ta không dám tùy tiện hành động, An Như Yên, Lăng Nhất Hải, Đoàn Phong Trần, Hoắc Hạo lại càng không dám mạo hiểm. Một đám mấy chục người cứ thế lắng lặng chờ dưới bậc thang. Một giờ trôi qua. Dưới bậc thang ngày càng có nhiều võ giả tập trung đến. Một vạn, hai vạn, ba vạn, đảo mắt nhìn lại. Một đám đông nghìn nghịt người, có khoảng 5 đến 6 vạn võ giả. Chỉ cần là người còn sống trên đảo Khốn Long thì đều có mặt. Đây là bậc thang gì thế? Sao không ai dám lên vậy? Không biết nữa, Trần Tử Phi cũng không dám. Lên, đám bọn tôi lại càng không. Thiên cung nguy hiểm như thế, trên đường đến đã có rất nhiều người chạm vào cấm kỵ nên chết rồi, lúc này ấy lại dám lấy mạng mình ra mạo hiểm cơ chứ. Tiếng bàn tán xôn xao, từ vực thiểm điện đến đây đã không hề dễ dàng,
từ con đường thiên hà được trải bởi máu tươi của hàng vạn người, cho đến khi tiến vào thiên cung, họ lại gặp được rất nhiều chuyện kỳ quái, chết cả vạn người. Rất nhiều võ giả lo lắng sợ hãi, lo sẽ xảy ra chuyện gì. Hừ, một đám chết nhát như chuột. Cũng có người khinh thường, trong không gian cũng có nói, chỉ 300 người được phép rời khỏi đây, hơn nữa tin tức này cũng được xác nhận trong sách cổ, chỉ có những kẻ mạnh nhất mới thoát được, các người nghĩ ở lại đây thì không phải chết hả, nực cười. Sau đó, trong đám đông có hơn 100 võ giả bước ra, bọn họ không mạnh lắm, có thể nói là xếp dưới đáy đảo Khốn Long, có thể tới đây đều nhờ vào thế lực của gia tộc, hoặc là nhà ở ngay gần Tây Hải. Cũng vì không đủ mạnh, nên họ đã kết thành liên minh, lấy đông bù yếu, mới có thể đi đến nơi này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù sao cũng không thể rời khỏi đảo Khốn Long, chi bằng liều mạng, chúng ta tiếp tục hợp tác, lên thang trời. Ánh mắt người dần đầu đầy sắc bén, nói xong lập tức đi về phía thang trời. Sau lưng người đó, mấy chục võ giả kéo nhau đi theo, có thể nói là sánh vai cùng đi. Chẳng mấy chốc, gần 100 người đó đã bước lẻn bậc thứ nhất. Không sao, bọn họ không sao cả. Chờ thêm một lát nữa xem, không biết sốt của cầu thang này cao đến mức nào. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía 100 người kia, cả Trần Tử Phi cũng mở mắt ra, chú ý quan sát họ. Hắn ta vẫn chưa bước lên đó vì đang chờ tới giờ phút này, chờ người khác thử trước, sau khi xác định an toàn rồi mới hành động. Dù sao, thực lực của hắn ta vẫn còn đó. Không thể nhận là đệ nhất nhưng cũng gần gần đó, chỉ cần đám cao thủ như Lý Thiên Cương, Thích Thiệt, Khổng Lâm Sinh không bắt tay nhau thì hắn ta chẳng ngại bất kỳ người nào. Vì thế, dù người khác có lên trước thì cũng chẳng sao cả, hoặc là có được cơ duyên trước cũng không thành vấn đề, hắn ta tin chắc mình có thế hơn thế. An Như Yên, Đoàn Phong Trần, Lăng Nhất Hải cũng suy nghĩ như thế, không hề sốt ruột một chút nào. Mọi người nhìn một chảm người kia không ngừng trèo lẽn. Một bậc, hai bậc, ba bậc, 98 bậc, 99 bậc, 100 bậc. Khoảng hơn 3 giờ sau, một chảm người đó đã lên được bậc thứ 100. Từ khi bọn họ bước lẻn bậc 100, có đỡ thấy bọn họ đã trở nên quá sức, 100 người đó có khoảng 27 người không thể tiến về phía trước được nữa, hai chân như đeo tạ, hoàn toàn không thể nhấc lên. Cùng lúc đó, quanh 73 võ giả còn lại xuất hiện những vầng hào quang. Hoa văn đại đạo cũng xuất hiện, chảy vào trong người họ. Sau đó, có thể thấy rất rõ, bọn họ đã đột phá rồi, như trải qua một lề rửa tội nào đó, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Trở nên mạnh hơn 27 người còn lại nhiều. Nhưng, bọn họ vẫn không thể tiếp tục bước lên, như có một sức mạnh vô hình trói buộc, ngăn cản bọn họ lại, cuối cùng đành phải chọn buông tha. Vẻ mặt 27 người còn lại hết sức rung động. Vui sướng, sau đó, tiếp tục bước lên, đột phá, bọn họ thật sự đột phá rồi. Ít nhất cũng phải đột phá lẻn 2, 3 cảnh giới. Gì đó ấy? Đúng vậy. Khi 73 người xuống dưới, một đám nhào lẻn quan sát, sau đó lại có thêm nhiều võ giả hành động, rốt cuộc bọn họ cũng không thể nhịn được nữa, bước lên bậc thang. Lúc này, có tận 1, 2 vạn người, như chim kéo nhau thành đàn bay đi tránh rét. Trận thế hết sức khổng lồ. Nhưng, đám Trần Tử Phi vẫn không hành động, trước khi chắc chắn an toàn tuyệt đối, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Khi mọi người lần lượt trèo lên, chẳng mấy chốc đã có người bắt đầu đột phá. Chỉ cần đi đến bậc thang mà mình không thể bước thêm được nữa, thì đều sẽ trải qua một lễ rửa tội của sức mạnh bí ẩn nào đó, bắt đầu đột phá theo từng cấp bậc khác nhau. Ít nhất cũng phải đột phá lẻn 2, 3 cảnh giới gì đó ấy. Đúng vậy. Khi 73 người xuống dưới, một đám lại nhào lẻn quan sát, sau đó lại có thêm nhiều võ giả hành động, rốt cuộc bọn họ cũng không thể nhịn được nữa, bước lên bậc thang. Lúc này, có tận 1, 2 vạn người. Như chim kéo nhau thành đàn bay đi tránh rét, trận thế hết sức khổng lồ. Nhưng, đám Trần Tử Phi vẫn không hành động, trước khi chắc chắn an toàn tuyệt đối, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Khi mọi người lần lượt trèo lên, chẳng mấy chốc đã có người bắt đầu đột phá. Chỉ cần đi đến bậc thang mà mình không thể bước thêm được nữa, thì đều sẽ trải qua một lễ rửa tội của sức mạnh bí ẩn nào đó, bắt đầu đột phá theo từng cấp bậc khác nhau. Càng lên cao, càng đột phá nhiều hơn. Ai cũng có được thu hoạch nhất định. Má nó,
thế này mà cũng có thể đột phá được, đúng là cách đột phá dễ nhất, đơn giản nhất trên đời rồi đấy. Đúng vậy, hoàn toàn không cần phải tu luyện. Chỉ mới bước lên thang đã thế rồi, thì trong cung khuyết đó còn có cơ duyên nhường nào nữa. Nhất thời, bên dưới cung khuyết, mọi người đều nao nao, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, một đám nhào lên thang trời, tốc độ của bọn họ nhanh đến lạ, như đội cảm tử vậy, sợ mình bị tuột lại phía sau. Chỉ có cao thủ bảng thứ nhất, thứ hai vẫn còn ở đó quan sát, không di chuyển. 4, 5 giờ sau. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Đột nhiên, một hơi thở bùng nổ, ở bậc thang thứ 1000 có võ giả đi tít phía trước, thực lực trong bảng thứ 3 tên là Trương Đình Ngọc, hắn ta là cảnh giới hợp đạo sơ kỳ, đã trực tiếp đột phá lên quy. Nguyên nhân đột phá là hắn ta nhặt được một dây leo đã khô cùng với những mảnh lá nhỏ trên cầu thang, ăn vào, luyện hóa. Lần đột phá đó trực tiếp đưa hắn ta lên tới quy nguyên, trở thành cao thủ bảng thứ nhất. Quan trọng nhất là, ăn mảnh lá cây đó, luyện hóa xong, hắn ta có thể tiếp tục bước lèn. Tốc độ hắn ta còn nhanh hơn trước, mang theo hy vọng tiến về phía trước, mong mình có thể gặp được nhiều mảnh lá cây hơn nữa. Trong nháy mắt, đám Trần Tử Phi, Lăng Nhất Hải, Đoàn Phong Trần, An Như Yên, Lý Thiên Cương, Thích Thiện cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, hóa thành một vầng sáng lao về phía thang trời. Hai người theo sát sau lưng tôi. Độc Cô Huyền quay đầu nhìn về phía Lâm Tử Huyên, La Vãn Sơn, tôi và Tu La Tử sẽ bảo vệ hai người an toàn. Nói xong, hắn ta lại dẫn theo hai người bước lên thang. Trời! Tốc độ bọn họ rất nhanh, nhất là Trần Tử Phi, thực lực của hắn ta là mạnh nhất, trọng lực của cầu thang cũng như các pháp tắc hoàn toàn không thể ngăn cản bước chân hắn ta. Bậc thang mà người khác mất 4, 5 giờ để lên, hân ta chỉ cần một nửa thời gian. Trên cao, Trương Đình Ngọc dẫn đầu tít đằng xa. Đã bước lên bậc thứ 2000. Cùng lúc đó, mắt hắn ta sáng rỡ. Cũng đúng thôi. Bởi vì trước mắt hắn ta là một gốc cây đầy đủ cành lá, dây leo bám vào bậc thang, ngoài quả ra thì nó gần như là trọn vẹn, không tốn hao gì. Ha ha ha, ha ha ha. Trương Đình Ngọc xúc động đến run cả người, không thể ngờ được Trương Đình Ngọc tôi lại có được cơ duyên nhường này. Hắn ta hào hứng nhổ tận gốc cả thân, rễ, hoa, lá. Đang định cắn nuốt và luyện hóa thì đột nhiên một bóng người đã chắn ngang trước mắt chính là Trần Tử Phi. Hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Đình Ngọc, dùng giọng ra lệnh, lạnh lẽo nói, thứ trong tay cậu đưa đẩy cho tôi sẽ cho cậu 100 suất rời khỏi đảo Khốn Long này. Trần Tử Phi rất ngang ngược. Giọng lạnh như băng, không phải đang thương lượng, cũng không phải xin xỏ, mà là ra lệnh, lệnh của người cấp cao với người cấp thấp, lệnh của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu. Trương Đình Ngọc còn chưa kịp trả lời, Trần Tử Phi đã giơ tay ra, trực tiếp giật lấy dây leo và hoa trong tay hắn ta. Toàn bộ quá trình đó, Trương Đình Ngọc vẫn ngơ ngác, mạch não bị tắc nghẽn, khi hắn ta lấy lại tinh thần thì hoa và dây leo đã nằm trong tay Trần Tử Phi rồi. Nếu là người khác, chắc chắn hắn ta sẽ nối giận, sẽ giết người. Nhưng mà, trước mặt hắn ta là kẻ mạnh nhất đảo Khốn Long này. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Dù Trương Đình Ngọc đã đột phá lèn, thực lực cũng bước vào bảng thứ nhất, nhưng đối mặt với Trần Tử Phi Vân là rác rưởi, một cỏ máy chiến đấu trong đống rác mà thôi, hắn ta nào dám phản bác. Chỉ cần có một chút sát ý hay thù hận, e là cổ sẽ trở nên lạnh lẽo. Cả cái xác cũng không còn trọn vẹn. Anh Trần, đây là thứ tôi hái về cho anh, dù anh không nói thì tôi cũng sẽ đưa. Trương Đình Ngọc biết thời biết thế, thiếu điều cúi đầu khom lưng. Những lúc thế này, ngoài cúi đầu chịu thua, hắn ta không còn sự lựa chọn nào khác. Chịu thiệt, lại có được sự bảo vệ của Trần Tử Phi, nói không chừng sau này còn có thể tiến vào nhà họ Trần. Không chịu, ngoài cái chết, Trương Đình Ngọc không thể nghĩ ra được kết quả nào khác. Từ giờ trở đi, cậu theo tôi, trở thành hộ pháp của tôi. Trần Tử Phi vui vẻ nhìn Trương Đình Ngọc, bẻ một cánh hoa xuống ném cho hắn ta, thưởng cho cậu. Cảm ơn anh. Bất ngờ đột nhiên xuất hiện khiến mặt hắn ta đỏ bừng lẻn, cẩn thận nhận lấy cánh hoa đó, không chút suy nghĩ, lập tức nuốt vào bụng, sau đó bắt đầu luyện hóa. Một cánh hoa, tốc độ luyện hóa của hắn ta rất nhanh, dùng đâu đó nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng sau, Trương Đình Ngọc lại mạnh hơn. Chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá.
Trần Tử Phi cũng cắn nuốt số dây leo và hoa còn lại, thực lực của hắn ta nhanh chóng tăng lên điên cuồng. Gần nửa tiếng đồng hồ, hắn ta bắt đầu từ hỗn nguyên nhất giai đột phá lên nhị giai. Chỉ đột phá một giai thôi. Nhưng Trần Tử Phi đã vui sướng, hào hứng, điên cuồng lắm rồi. Nên biết rằng, một giai đó tiêu phí mất 3 năm của hắn ta. Đằng đẵng 3 năm. Có lẽ với võ giả bình thường mà nói, một cảnh giới vài năm, mười mấy năm, thậm chí là cả đời cũng hết sức bình thường. Nhưng, bản thân Trần Tử Phi thì khác, từ khi tu đạo đến nay hết sức xuôi trèo mát mái, đừng nói là 3 năm, trước cảnh giới hỗn nguyên, thời gian lâu nhất hắn ta cần để đột phá chỉ có nửa năm mà thôi. 3 năm qua, hắn ta đã dùng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, thăm hỏi, xin kinh nghiệm của không biết bao nhiêu danh sư, lại bế quan 5-6 lần, nhưng chẳng có lần nào thành công. Quan trọng nhất là, vì thời gian quá gấp gáp, hắn ta lo những người bên dưới đuổi kịp mình nên không cẩn thận luyện hóa lượng nguyên khí cũng như đạo vận bên trong đóa hoa và dây leo, khiến hắn ta chỉ lĩnh ngộ được không đến một nửa. Hiệu quả kinh người như thế khiến hắn ta cảm thấy rung động, ánh mắt nóng bỏng nhìn lên những bậc thang phía trên, đầy tham lam. Sau đó, hắn ta lại bước lên cao. Tốc độ còn nhanh hơn trước. Hắn ta muốn đi trước tất cả mọi người, có được toàn bộ cơ duyên bên chẽn thang trời. Sau lưng hắn ta, Trương Đình Ngọc miễn cưỡng leo theo hắn ta thêm 100 bậc nữa thì đành chịu thua, cả cái bóng của Trần Tử Phi cũng không nhìn thấy nữa rồi. Cuối cùng đành phải từ bỏ. Đó là người nhà họ Trần sao, chỉ một Trần Tử Phi thôi đã khủng bố như thế. Mặt Lý Thiên Cương đầy rung động, thời điểm quan trọng thế này, Trần Tử Phi đã thể hiện hết thực lực khủng bố của bản thân mình. Nguyên khí bùng nổ, uy thế thần uy khủng bố, mạnh mẽ như một con báo trên bậc thang trời, bỏ bọn Trương Đình Ngọc ở tít đằng xa. Thiện tai, sau ngày hôm nay, có lẽ tu vi của Trần Thí Chủ sẽ tăng lên rất cao. Thích Thiện chắp hai tay lại, ánh mắt lộ vẻ thương xót, không biết đang đau lòng vì ai. Sắc mặt Tu La Tử, Độc Cô Huyền không hề đẹp một chút nào, nếu Trần Tử Phi chớ nên mạnh hơn, thì đó không phải là chuyện tốt lành gì với hai người. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Những bậc thang bên dưới, Huệ Nhược Vân bên cạnh Cơ Tuyết cười cợt, đáng tiếc, tẻn rác rưởi Trần Bát Hoang kia chết quá sớm, nếu không nhất định sẽ nhìn thấy cậu Trần Tử Phi mạnh đến mức nào, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên rác rưởi đó có thể lên tới bậc thứ 100 không còn chưa biết được, ha ha. Gương mặt xinh đẹp của Cơ Tuyết trở nên trưng bệch, chẳng nói một lời nào, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bấy giờ, Trần Tử Phi đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, tốc độ của hắn ta thật sự quá nhanh, một đường chạy như điên, đã lên đến 3-4 ngàn bậc, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đến gần cung khuyết. Mà Trương Đình Ngọc sau lưng hắn ta thì đã dừng lại ở vị trí hơn 2.600 bậc, không thể bước tiếp, chẳng thể di chuyển dù chỉ là nửa bước. Cuối cùng, hắn ta lại đón nhận lễ rửa tội của đại đạo, như vừa ngộ đạo trong nháy mắt, lại đột phá. Nhưng hắn ta không quay ngược trở về, mà vẫn đứng yên tại chỗ, không vì lý do gì cả, chỉ muốn xem rốt cuộc Trần Tử Phi có thể tiến vào cung khuyết, có thể trèo đến đỉnh cuối cùng hay không. Các võ giả khác cũng thế, đa số mọi người đều dừng lại ở bậc thứ 1.200, 1.500. Những người dừng lại, không có ngoại lệ, tất cả đều đột phá. 7-8 giờ sau. Ầm. Từng hơi thở khủng bố bùng nổ. Liên tục có người đột phá. Độc Cô Huyền, Tu La Tử lên thẳng cảnh giới Thiên Nguyên đỉnh phong. Lý Thiên Cương, Thích Thiện, Khổng Lâm Sinh thì lên đến bậc thứ 4.000, đột phá đến tận cảnh giới hỗn nguyên. Mà điều khiến con người ta bất ngờ nhất là, Đoàn Phong Trần đi đến bậc 4.500, một khí đột phá sẽ vượt hẳn nhóm Lý Thiên Cương, trở thành hỗn nguyên nhất giai. Nhóm Hoắc Hạo, An Nhị Yên, Lăng Nhất Hải này kia cũng đột phá, ba người lên đến Quy Nguyên đỉnh phong. Chỉ cách Thiên Nguyên một lần danh rất nhỏ. Hầu như mỗi người đều có đột phá, bên trong thang trời ẩn chứa pháp tắc đại đạo đủ để con người ta có thể ngộ đạo, hòa hợp với thiên địa rồi ngộ đạo đột phá. Nhưng, bây giờ, toàn bộ thang trời, ngoài Trần Tử Phi thì hầu như không còn người nào đủ sức tiếp tục tiến về phía trước. Một khi dừng lại, đột phá xong, trước mặt sẽ xuất hiện một lá chắn thật nặng nề, ngăn cản đường đi của bọn họ, không thể tiếp tục đi tới. Chỉ có mình Trần Tử Phỉ. Hắn ta chẳng những đang tiếp tục bước, mà còn tìm được thêm hoa cùng dây leo. Lúc này, hắn ta không nóng nảy nữa,
dừng lại bắt đầu chậm rãi luyện hóa. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Một hơi thở điên cuồng bùng lên, chân tử phi lại đột phá rồi. Hồn nguyên ngũ giai. Ha ha ha. Chân tử phi cười to, tiếng người như sấm rền bên tai, cực kỳ vui sướng, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng, càng lèn cao thì tốc độ hắn ta càng chậm. Một phần là trọng lực và sức mạnh pháp tắc tăng lên, mặt khác là do hắn ta vẫn liên tục tìm kiếm hoa và dây leo đế cắn nuốt. 3 ngày kế tiếp chính là 3 ngày khiến con người ta rung động nhất. Thời gian 3 ngày, Trần Tử Phi lại một lần nữa đột phá. Hỗn nguyên ngũ giai, hỗn nguyên lục giai, hỗn nguyên thất giai, bát giai, cửu giai. Người ta dùng hết cả đời cũng không thể đột phá lên cảnh giới đó. 3 ngày trôi qua, hân ta như đang ngồi trên tên lửa bay thẳng lên cao, sống chết điên cuồng đột phá. Hỗn nguyên cửu giai là khái niệm thế nào? Cảnh giới đó đủ để đứng trên toàn bộ đảo Khốn Long này. Dù là người hay là thú, dù tất cả bắt tay với nhau, liên minh với nhau cũng không thể trở thành đối thủ của Trần Tử Phi. Không hề nói quá một chút nào, đó là sự thật. Nên biết rằng, trên hòn đảo này, ngoài Trần Tử Phi, võ giả mạnh nhất cũng chỉ tới hồn nguyên sơ kỳ mà thôi. Quan trọng nhất là, Trần Tử Phi vẫn chưa lên đến đỉnh. Nếu có thể bước lên bậc thang cao hơn, có thể tiến vào trong cung khuyết thì an mà biết được sẽ mạnh đến mức nào, sẽ nhận được cơ duyên thế nào. Không ai dám tưởng tượng. Bấy giờ, trên cả thang trời, ánh mắt mọi người đều nhìn theo bóng lưng Trần Tử Phi với đủ loại cảm xúc ghen tị, hâm mộ, hận. Nhưng, bọn họ cũng chỉ có thế nhìn mà thôi. Nếu tên Trần Bát Hoang đó ở đây, thấy được cảnh này, chắc sẽ sợ tiểu cả ra quần ấy nhỉ. Đoàn Phong Trần nói đầy lạnh lẽo, có Lăng Nhất Hái và Tu La Tử lên cùng một bậc thang với hắn ta. Nó mà ở đây chắc sẽ tè ra quần mất, loại rác dưới đó, còn chẳng đủ tư cách sách xếp cho Trần Tử Phi nữa là. Lăng Nhất Hải cười lạnh, hồn nhiên quên mất dáng vẻ bị Trần Bát Hoang dọa đến mức chết khiếp trước đó. Tu La Tử im lặng, trong lòng là cảm xúc đau thương. Tuy là hắn ta đến từ hồn tộc, giết người thành thánh, cũng mới quen biết Trần Bát Hoang không bao lâu. Nhưng Trần Bát Hoang chết vẫn khiến hắn ta có chút khó chịu, tiếc hận. Có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, Trần Bát Hoang rất hợp với hắn ta, dù là tính cách hay món anh làm, hắn ta đều thích cả. Thứ hai, tên đó thật sự quá yêu nghiệt, cảnh giới hóa đạo đã có thế giết chết Trần Võ Si, cảnh giới hợp đạo sơ kỳ đã đánh với Trần Tử Phi cánh giới hồn nguyên. Lực chiến khủng khiếp như thế, đảo mắt khắp đại thiên thế giới, cũng được tính là hạc trong bầy gà, chỉ cần cho anh đủ thời gian để trưởng thành, sau này chắc chắn sẽ trở thành viên đá quý giá nhất, trở thành tia sáng rực rỡ nhất. Một người mạnh như thế lại chết trẻ, chết trên hòn đảo Khốn Long này, quả là đáng tiếc. Trần Bát Hoang, nếu anh còn sống, chắc sẽ có được nhiều cơ duyên hơn như thế nữa, đúng không? Ở bậc thang thứ 1000, vẻ mặt Sư Tư Vũ đầy đau thương, anh bảo tỏi phải ngoan ngoãn ở yển đó, anh sẽ trở về đón tôi cơ mà. Thời gian cô ta tiếp xúc với Trần Đức không nhiều, cũng chỉ mới quen biết trên đảo Khốn Long mà thôi, nhưng ấn tượng lại được khắc quá sâu, nó đã in hằn vào đầu óc cô ta, có lẽ đời này không thể quên đi được. Đến tận lúc này, cô ta vẫn còn chìm trong sự ái. Nấy, hôm đó, nếu không phải vì cô ta, Trần Bát Hoang đã chẳng giả làm người nhà họ Trần, lại càng không gặp phải Trần Võ Si, sau đó, lại càng không phải gặp Trần Tử Phi. Dự Tư Vũ âm thầm thề, nửa đời sau cô ta phải dùng mọi cách để báo thù cho Trần Bát Hoang. Dù sao, nếu như ngày đó không có Trần Đức thì cô ta cũng đã chết rồi, không thể sống đến ngày hôm nay. Cô gái, cô biết cậu Trần hả? La Văn Sơn quay đầu nhìn Dư Tư Vũ, ông ta và Lâm Tử Huyên đứng ngay trước mặt Dư Tư Vũ, cách nhau không xa. Cậu Trần, ông đang nói đến Trần Bát Hoang, Trần Võ Si, hay Trần Tử Phi? Dư Tư Vũ thản nhiên hỏi, dù sao trên hòn đảo nhỏ này, người gọi Trần Bát Hoang là cậu không nhiều mấy, hay có thể nói là không có, chứ cậu đó chỉ được dùng cho Trần Tử Phi. Tất nhiên là Trần Bát Hoang mà cô vừa gọi, Trần Đức. La Văn Sơn đáp. Đúng vậy, quen biết. Dư Tư Vũ hơi bất ngờ, gật đầu. Nhưng đối mặt với người lạ, cô ta cũng không muốn nói quá nhiều. Tôi từng nhận được sự giúp đỡ của Trần Bát Hoang, không biết ông là. Tôi là La Văn Sơn. La Văn Sơn cười khổ, sau đó giới thiệu cho cô ta về Lâm Tử Huyên đang đứng chẻn họ vài bậc thang,
đây là cô chủ nhà tôi, Lâm Tử Huyên. Là các người ư? La Văn Sơn thì Dư Tư Vũ không biết, nhưng Lâm Tử Huyên thì cô ta muốn giả ngu cũng không được. Tại sao Trần Bát Hoang lại chết? Tại sao anh lại đế lộ thân phận? Là vì người con gái đang đứng trước mặt chứ còn ai vào đây nữa? Ngay sau đó, Dư Tư Vũ nhìn Lâm Tử Huyên với ánh mắt đầy thù hận, nhưng chút hận thù đó cũng biến mất rất nhanh. Cũng phải thôi, ngọn nguồn khiến Trần Đức chạm mặt Trần Võ Si là cô ta cơ mà, không phải sao? Khi Dư Tư Vũ đang quan sát Lâm Tử Huyên, thì đối phương cũng nhìn cô ta. Một lát sau, Lâm Tử Huyên hỏi, cô là Dư Tư Vũ đúng không? Dư Tư Vũ có thể biết được Lâm Tử Huyên từ không gian, tất nhiên, Lâm Tử Huyên cũng biết đến cô ta. Sau khi Trần Đức qua đời, mấy ngày nay Lâm Tử Huyên vẫn luôn tìm mọi cách để tìm tòi tin tức về anh. Cô ta muốn biết anh có người nhà hay có bạn bè gì không, nên đã liên tục dùng thiên cơ thuật để tìm kiếm. Thế nhưng, Trần Bát Hoang như một người xuất hiện từ hư vô vậy, thông tin về anh quá ít, thật sự là quá ít. Chỉ có những chuyện đã xảy ra trên đảo Khốn Long mà thôi. Tất nhiên Dư Tư Vũ cũng lọt vào tầm mắt cô ta. Ừm, Dư Tư Vũ khẽ gật đầu, tôi là Dư Tư Vũ. Thì ra là cô Dư. La Ván Sơn chợt hiểu ra, người mà cậu Trần quen biết quả nhiên là Đức Hạnh Đoan Trang. Chỉ là một câu khách sáo đơn giản, La Văn Sơn lại nói, cô Dư, dù sao cô cũng chỉ đi một mình, hay là cô theo chúng tôi, có thể chăm sóc lẫn nhau. Nói xong, La Văn Sơn lại nhìn về phía Lâm Tử Huyên, cô chủ, cô thấy thế có được không? Được. Lâm Tử Huyên chủ động lùi về phía sau vài bước, đứng trước mặt Dư Tư Vũ, Tư Vũ, có lẽ cô nhỏ hơn tôi một chút, tôi sẽ gọi cô là em, nay anh Trần đã. Đã mất, chúng ta đều là người từng được anh ấy giúp đỡ, đỡ đần nhau cũng là chuyện hợp. Tình hợp lý, mặt khác, chúng tôi cũng có cậu độc cô và Tu La Tử bảo vệ, thế sẽ an toàn hơn. Không. Dư Tư Vũ lắc đầu, tôi không muốn rời khỏi nơi này, nếu không có Trần Bát Hoang thì tôi đã chết từ lâu rồi, tôi muốn ở lại đây. Báo thù. Hai chữ báo thù như được nghiến qua kẽ răng, sát ý của Dư Tư Vũ cũng tràn ngập, không thể che giấu được nữa, dù mất mạng tôi cũng phải giết Trần Tử Phi, dù có phải. Phải bán sắc. Tư Vũ em à, tôi cũng muốn báo thù cho Trần Bát Hoang chứ. Lâm Tử Huyên cười khố, đôi mắt cũng đầy đau thương và thù hận. Nhưng thứ cho tôi nói thắng, với thực lực của chúng ta, muốn báo thù thật sự quá khó khăn, dù chúng ta bắt tay với nhau, cũng chẳng thế đến gần Trần Tử Phi nửa bước. Bán sắc, trên đảo Khốn Long này thì bán thế nào được, ai dám ra tay với Trần Tử Phi? Em à, chỉ có rời khỏi nơi này, nghĩ cách để trở nên mạnh hơn, một ngày không được thì chúng ta dùng 10 ngày, 10 ngày vần không được thì 10 năm, trảm năm, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ tìm được cơ hội báo thù. Còn sống rời khỏi đảo Khốn Long, trở lại đại thiên thế giới thì chúng ta mới có cơ hội báo thù, hiểu không? Lâm Tử Huyên nắm lấy tay Dư Tư Vũ. Tôi. Dư Tư Vũ dần bình tĩnh lại, đúng vậy, Lâm Tử Huyên nói không sai, nếu là Trần Tử Phi trước đó, cô ta có thể dụ dỗ cao thủ trên đảo Khốn Long này để tìm kiếm một cơ hội. Nhưng với Trần Tử Phi bây giờ, muốn báo thù thì xác suất là bằng không. Chỉ còn 10 bậc nữa thôi. Chỉ còn thiếu 10 bậc cuối cùng nữa thôi. Lúc này, không biết ai đó trong đám người đã gào lên nói, cậu Trần sắp lên đến đỉnh rồi. Âm thanh cực lớn hệt như tiếng sét ngang tai khiến mọi người vực dậy tinh thần, tập trung nhìn về phía cung khuyết. Chỉ còn cách cung khuyết 10 bậc thang nữa. Thôi, bóng dáng Trần Tử Phi dần xuất hiện, tốc độ của hắn ta không nhanh cũng không chậm, từng. Bước đi tới. 10. 9. 8. 7. Trong mắt Trần Tử Phi là sự hưng phấn, cả người bắt đầu run lên bần bật, mất khống chế. Khi chỉ còn cách cung khuyết một bậc nữa thì, hắn ta dừng lại, như một giấc mơ, nhìn cung điện tráng lệ, cao lớn, hùng vĩ trước mắt, cảm xúc mạnh mẽ trong lòng hắn ta không thể che giấu được nữa. Ha ha ha, Trần Tử Phi hít một hơi thật sâu, sau đó, nở nụ cười, cười rất to, như đang trút hết mọi cảm xúc trong lòng. Bao nhiêu năm rồi? Năm nay Trần Tử Phi 29 tuổi, chẳng. Bao lâu nữa sẽ lên 30? 30 năm nay, tuy hắn ta là người nổi bật trong số những thanh niên của nhà họ Trần, dùng sức mạnh của bản thân, đưa bản thân mình từ một chi nhỏ, trở thành kẻ có được một chỗ đứng ở trung tâm gia tộc. Nhưng, chỗ đứng đó thật sự quá nhỏ.
hắn ta là lớp trẻ có thực lực mạnh mẽ ở nhà họ Trần thì sao? Trên đầu hắn ta vẫn còn những người trẻ hơn, mạnh hơn hắn ta cơ mà. Nhánh nhỏ của hắn ta, ở nhà họ Trần cũng chỉ có thế miễn cưỡng nằm ở khóe mắt những nhân vật trung tâm mà thôi. Dù hắn ta là hỗn nguyên cửu giai, cũng chỉ xếp hạng thứ 5 trong số những thanh niên mạnh nhất của nhà họ Trần. Lại càng miễn bàn đến trên bọn họ, còn có cao thủ sống đến mấy trăm năm, mấy ngàn năm, hơn vạn năm. Những người đó, chọn bừa một người thôi cũng có thể nghiền nát hắn ta rồi. Vì thế, hạng 5 không là cái gì cả. Nhà họ Trần là khắc nghiệt như thế. Có những chế độ hết sức khắt khe, nếu không phải là dòng chính, không phải là chi quý tộc, thì bản thân hắn ta không thể lọt vào mắt nhà họ Trần với cảnh giới hồn nguyên sơ kỳ. Địa vị gia đình họ cũng khá là thấp. Thấp đến mức nào? Đến mức nhìn thấy quý tộc, nhìn thấy nhân vật trung tâm lẻ phải chủ động hành lễ, hỏi han. Mà bây giờ, hắn ta đã lên tới cửu giai. Hỗn nguyên đỉnh phong. Tuy là địa vị của một hồn nguyên đỉnh phong ở nhà họ Trần không cao mấy, nhưng hắn ta vẫn còn cơ hội đột phá. Nên biết rằng, chỉ đi hết từng đó bậc thang, hắn ta đã điên cuồng đột phá rồi, mà trước mắt vẫn còn. Một cung khuyết. Cung khuyết chưa từng được khai phá, chưa từng có một ai nhìn thấy. Chỉ mồi thang trời sau lưng thôi đã giúp hân ta đột phá lên hồn nguyên cửu giai rồi, nếu tiến vào cung khuyết thì sẽ thế nào? Thậm chí, Trần Tử Phi tin chắc 100% mình có thể mượn cơ duyên này để đột phá hỗn nguyên, đạt tới phản hư. Đến lúc đó, nhà họ Trần nhất định sẽ xem trọng hắn ta. Nghĩ thế, tim Trần Tử Phi đập nhanh, dù rằng hắn ta đã rất mạnh, nhưng máu nóng vân dâng cao, sắc mặt đỏ bừng. Hít sâu một hơi, trong ánh mắt của tất cả mọi người. Rốt cuộc, hắn ta cũng nhấc chân đi lên bậc cuối cùng. Tràn đầy khao khát nhìn cánh cổng cung điện trước mặt, dường như đang chờ đợi nó mở ra. Thế nhưng, một giây, hai giây, ba giây, một phút, hai phút, khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cổng vẫn đóng chặt như trước, chẳng hề có động tĩnh gì, trông cũng không giống sẽ mở ra. Sao lại thế này? Trần Tử Phi hết sức kinh ngạc, đi về phía trước, muốn đẩy nó ra. Nhưng, cánh cổng quá nặng, dù hắn ta có hàng trăm triệu ngàn thần lực thì cũng không thể lay động dù chỉ là một chút. Má! Ánh mắt Trần Tử Phi dần trở nên dữ tợn, nguyên khí trong người như thủy triều, bắt đầu bùng nổ, một đấm đánh thẳng vào cánh cổng. Rầm! Một tiếng nổ như sấm rền, dao động khủng bố xuyên thấu hư không, hoàn toàn nện vào cánh cổng lớn. Thế nhưng, nó vẫn không thể nhấc lẻn gọn sóng gì. Không thể nào, sao lại có thể như vậy được? Trần Tử Phi không cam tạm, theo hân ta đoán, khi lên cầu thang có thể tìm được chút cơ duyên, lên đến đỉnh cuối cùng rồi, thì theo lý phải được phép bước vào cung điện mới đúng. Nhưng, sự thật là hắn ta vẫn bị ngăn ngoài cửa. Nhất định có thể đi vào, chỉ là phương pháp không đúng mà thôi. Trần Tử Phi tự hỏi, sau đó dò xét xung quanh. Nhưng lại thêm một giờ trôi qua, hắn ta vẫn không thể đi vào. Đừng ép tôi phải dùng đến vũ lực. Ánh mắt Trần Tử Phi đầy hung ác, cả người bay lên cao, nguyên khí tràn ngập bốn phía, tiếng giống giận vang lên, lại ra tay. Lần này, hắn ta dồn hết mọi sức lực, cơ thể bay vọt lên, đạt tới độ cao 5, 6 trượng, như một vị thần hạ phàm, cánh tay có đại đạo quẩn quanh, nguyên khí mênh mông như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Rầm. Trần Tử Phi nghiêm túc hơn, một đấm đánh xuống, không gian trực tiếp trở nên méo mó. Khoảnh khắc đó, hân ta đánh ra mấy trăm, mấy ngàn đấm. Vòm trời như bị hân ta đảo điên, liên tục nổ vang, như đang chìm trong cơn động đất, cuồng phong rít gào, âm phong vang vọng. Trên thang trời, một đám võ giả vẫn cảm nhận. Được áp lực rất lớn, một vài người hơi yếu trực tiếp quỳ xuống, như đang nhìn thấy thiên thần, quỳ xuống trước hơi thở khủng bố đó. Lạnh run, thấp thỏm lo lắng. Ầm, ầm, ầm. Từng đòn tấn công, mỗi một lần ra tay hắn ta lại dồn mấy vạn lần sức mạnh, kết hợp với đại đạo, Trần Tử Phi điên cuồng ra tay, thề phải mở ra thiên cung, đất trời bị hân ta khuấy động rầm rầm, khiến con người ta sợ run. Cùng lúc đó, sâu trong thiên cung, dưới đáy hầu nguyên khí, Trần Đức như mất đi sinh mệnh, phản ngồi dưới đất không nhúc nhích. Có thể thấy rất rõ trên người anh là những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Nếu những vết thương đó không lành lại, thì chắc ai cũng tưởng anh đã chết mất rồi ấy. Quanh người anh chỉ còn đúng một con cá màu vàng, mà con cá đó đã biến mất không thấy bóng dáng trong vài giây,
không thấy tung tích, bị cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng, Trần Đức vẫn không nhúc nhích, như một tượng gỗ đứng yên. Cùng lúc đó, âm dương kinh được vận chuyển, tứ chi bách hải mở ra, lỗ chân lông thư giãn, trong phút chốc, nguyên khí xung quanh như bị hút mạnh, điên cuồng bay vọt vào người anh, trắng mấy chốc đã tạo thành một lốc xoáy. Bên trên thần thức, chấm đen kia cũng bắt đầu hoạt động, như cái hố đen hút mạnh lấy nguồn nguyên khí dồi dào, nhanh chóng luyện hóa. Tràn đầy khao khát nhìn cánh cổng cung điện trước mặt, dường như đang chờ đợi nó mở ra. Thế nhưng, một giây, hai giây, ba giây, một phút, hai phút, khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cổng vẫn đóng chặt như trước, chẳng hề có động tĩnh gì, trông cũng không giống sẽ mở ra. Sao lại thế này? Trần Tử Phi hết sức kinh ngạc, đi về phía trước, muốn đẩy nó ra. Nhưng, cánh cổng quá nặng, dù hắn ta có hàng trảm triệu ngàn thần lực thì cũng không thể lay động dù chỉ là một chút. Má! Ánh mắt Trần Tử Phi dần trở nên dữ tợn, nguyên khí trong người như thủy triều, bắt đầu bùng nổ, một đấm đánh thẳng vào cánh cổng. Rầm! Một tiếng nổ như sấm rền, dao động khủng bố xuyên thấu hư không, hoàn toàn nện vào cánh cổng lớn. Thế nhưng, nó vẫn không thể nhấc lẻn gọn sóng gì. Không thể nào, sao lại có thể như vậy được? Trần Tử Phi không cam tạm, theo hân ta đoán, khi lên cầu thang có thể tìm được chút cơ duyên, lên đến đỉnh cuối cùng rồi, thì theo lý phải được phép bước vào cung điện mới đúng. Nhưng, sự thật là hắn ta vẫn bị ngăn ngoài cửa. Nhất định có thể đi vào, chỉ là phương pháp không đúng mà thôi. Trần Tử Phi tự hỏi, sau đó dò xét xung quanh. Nhưng lại thêm một giờ trôi qua, hắn ta vẫn không thể đi vào. Đừng ép tôi phải dùng đến vũ lực. Ánh mắt Trần Tử Phi đầy hung ác, cả người bay lên cao, nguyên khí tràn ngập bốn phía, tiếng giống giận vang lên, lại ra tay. Lần này, hắn ta dồn hết mọi sức lực, cơ thể bay vọt lên, đạt tới độ cao 5, 6 trượng, như một vị thần hạ phàm, cánh tay có đại đạo quẩn quanh, nguyên khí mênh mông như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Rầm. Trần Tử Phi nghiêm túc hơn, một đấm đánh xuống, không gian trực tiếp trở nên méo mó. Khoảnh khắc đó, hân ta đánh ra mấy trăm, mấy ngàn đấm. Vòm trời như bị hân ta đảo điên, liên tục nổ vang, như đang chìm trong cơn động đất, cuồng phong rít gào, âm phong vang vọng. Trên thang trời, một đám võ giả vằn cảm nhận. Được áp lực rất lớn, một vài người hơi yếu trực tiếp quỳ xuống, như đang nhìn thấy thiên thần, quỳ xuống trước hơi thở khủng bố đó. Lạnh run, thấp thỏm lo lắng. Ầm, ầm, ầm. Từng đòn tấn công, mỗi một lần ra tay hắn ta lại dồn mấy vạn lần sức mạnh, kết hợp với đại đạo, Trần Tử Phi điên cuồng ra tay, thề phải mở ra thiên cung, đất trời bị hân ta khuấy động rầm rầm, khiến con người ta sợ run. Cùng lúc đó, sâu trong thiên cung, dưới đáy hồ nguyên khí, Trần Đức như mất đi sinh mệnh, phản ngồi dưới đất không nhúc nhích. Có thể thấy rất rõ trên người anh là những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Nếu những vết thương đó không lành lại, thì chắc ai cũng tưởng anh đã chết mất rồi ấy. Quanh người anh chỉ còn đúng một con cá màu vàng, mà con cá đó đã biến mất không thấy bóng dáng trong vài giây, không thấy tung tích, bị cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng, Trần Đức vẫn không nhúc nhích, như một tượng gỗ đứng yên. Cùng lúc đó, âm dương kinh được vận chuyển, tứ chi bách hải mở ra. Lỗ chân lông thư giãn, trong phút chốc, nguyên khí xung quanh như bị hút mạnh, điên cuồng bay vọt vào người anh, trắng mấy chốc đã tạo thành một lốc xoáy. Bên trên thần thức, chấm đen kia cũng bắt đầu hoạt động, như cái hố đen hút mạnh lấy nguồn nguyên khí dồi dào, nhanh chóng luyện hóa. Người này, đúng là biến thái mà. Bên hồ nguyên khí, Linh Lung nhìn nguyên khí đang giảm với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, kìm lòng không đậu than thở. Tốc độ hấp thu đó. Dù là bản thân cô ta cũng không thể làm được. Hay có thể nói, 99% võ giả trên đời này cũng không thể làm được. Khi Trần Đức ngày càng mạnh lên, thiên phú của anh cũng được thể hiện ngày càng nhuần nhuyễn. Quan trọng nhất là, sự biến thái của anh đã mất đi cái giới hạn cuối cùng của nó rồi. Mỗi lần cô ta nghĩ rằng như thế là được rồi, thì Trần Bát Hoang lại một lần nữa thay đổi quan điểm của cỏ ta về mọi thứ. Mỗi lần cô ta tưởng rằng mình đã chết lặng, thì lại một lần nữa cảm thấy chấn động. Giữa hồ nguyên khí là một lốc xoáy xoay tròn, ngày càng lớn, khi lốc xoáy dần lớn lên, thì hồ nguyên khí cũng dần cạn. 7-8 giờ sau, khi nguyên khí biến mất, thì bóng dáng Trần Đức cũng dần xuất hiện ở đáy hồ. Mãi đến khi giọt nguyên khí cuối cùng không còn nữa. Cuối cùng,
Trần Đức đang ngồi yên cũng có chút động tĩnh. Trong cơ thể anh là thứ hơi thở điên cuồng, thứ hơi thở khiến con người ta bất an chợt dâng lên. Bên trong hồ nguyên khí, sấm sét vang dội, vầng sáng bắt đầu dâng lên, chẳng mấy chốc nó đã lan ra bẻn ngoài, bao trùm lấy cả vòng trời ấy. Cảnh tượng đó quá khủng khiếp, như một biển lôi điện tử kim điên cuồng lan rộng, lóe lên, khi thì khiến thế giới sáng ngời chói mắt, khi lại biến nó thành một mảnh hỗn độn, lần lượt thay đổi, rất khó đoán trước. Đây là hỗn độn tử kim lôi sao? Linh Lung nhìn vầng sáng rợp trời, dùng thần thức để bảo vệ Tiểu Y, thì thào tự hỏi, nét mặt chợt thay đổi. Không lâu sau đó, bên trong sấm chớp đột nhiên xuất hiện động tĩnh rất nhỏ. Bộp, âm thanh như đá ném vào hồ nước, rất bé nhỏ, lại giòn tan, cũng hết sức rõ ràng, rất khó để bỏ qua. Sau đó nữa, Trần Đức đã đột phá hợp đạo nhất trọng, lưỡng trọng, tam trọng. Trong nháy mắt, anh đắp lên đến hợp đạo đỉnh. Phong. Sau đó, đột phá dừng lại, lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hái của Trần Đức đều lóe lên vầng sáng rực rỡ, cơ thể như được đúc từ vàng ròng, sáng ngời. Chợt trông thấy những tế bào dây thần kinh của anh như ngôi sao lóe lẻn, cực kỳ quái dị. Tên này, đang mở tiểu thế giới ư. Ảnh mất Linh Lung đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm Trần Đức. Cao thủ cảnh giới hợp đạo có thể mở ra một tiểu thế giới. Tiểu thế giới đó giống giới nạp, giống túi càn khôn, có thể chứa đựng đồ vật, cũng có thể chứa cả sinh mệnh. Tiểu thế giới không chỉ là một không gian để chứa đồ, mà còn là một thế giới thật sự. Khi cảnh giới dần tăng, diện tích của tiểu thế giới cũng tăng theo. Tiểu thế giới của một cao thủ mạnh nhất giữa đất trời có thể sánh ngang với một ngôi sao, lớn bằng cả hành tinh. Chỉ là, người thật sự có được tiểu thế giới quá ít, 100 triệu người thì xác cũng chỉ có một, hai người. Mà một, hai người đó thật sự là con cưng của trời, là một nhãn tài đương thời. Đừng thấy Trần Võ Si, Trần Tử Phi nhà họ Trần mạnh là thế, nhưng bọn họ cũng không có tiểu thế giới của riêng mình. So với việc một tên ản mày biến thành kẻ giàu nhất thế giới, thì mở ra một tiểu thế giới còn khó hơn gấp trăm lần. Linh Lung căng thẳng, nhìn chằm chằm Trần Đức không rời mắt, chờ anh sáng tạo ra kỳ tích và chứng kiến kỳ tích đó. Rầm rầm, thần hồn Trần Đức nảy lên, như bàn cổ khai thiên lập địa, thoát ra khỏi thức hải hồn đột, lượn lờ quanh lục phủ ngũ tạng, không ngừng thúc đẩy. Theo Linh Lung, muốn mở ra một tiểu thế giới thật sự quá khó khăn, không phải là con cưng của trời thì không thể làm được. Nhưng mà, Trần Đức bất ngờ phát hiện nó cũng không khó như những gì anh tưởng, tiểu thế giới này chỉ tốn chút sức là mở ra được. Suy nghĩ vừa thay đổi, thần hồn của anh đã đứng trong một không gian khác. Đó là một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ thứ kỳ. Cũng không thấy bất kỳ thứ gì. Thần thoại ở địa cầu có ghi, khi bàn cổ khai thiên lập địa, mắt trái là trăng, mắt phải là mặt trời, nơi này lại là một mảnh hỗn độn không rõ ngày hay đêm, thế thì dùng mặt mình làm ngày và đêm đi. Trần Đức nghĩ tới thần thoại ở địa cầu, từ nhỏ anh đã thấy câu chuyện này có hơi hư ảo, nhưng chưa chắc tất cả đều là giả, bấy giờ, anh muốn thử xem thế nào. Sau đó, ấn quyết được thực hiện, giữa hỗn độn đầy tối tăm xuất hiện hai vầng sáng. Một mặt trời, một mặt trăng. Mặt trời và mặt trăng cùng sáng. Trần Đức lại thay đổi suy nghĩ, mặt trời biến mất, chỉ còn mỗi ánh trăng, đó là pháp tắc ngưng tụ lại từ mắt trái của anh, còn mặt trời là pháp tắc bên mặt phải. Có trăng rồi, phải có thêm những vì sao nữa. Tâm niệm lại đổi, Trần Đức dẫn dắt đống tế bào thần kinh ở tứ chi bách hải để ngưng tụ thành những ngôi sao, che kín cả bầu trời. Ầm ầm, gì? Thế nhưng pháp tắc của mặt trăng, mặt trời, ngôi sao vừa được tạo thành, thì đột nhiên cả thế giới hỗn độn lắc lư, pháp tắc rối loạn, như sập đổ sập xuống, không hề vững chắc. Vẫn không được hả, lục phủ ngũ tạng, đúng rồi, phải dùng lục phủ ngũ tạng để củng cố thế giới này. Trần Đức không học tự hiểu, chậm rãi suy diễn, lại qua 5 ngày, cuối cùng thế giới cũng đã được gia cố, mặc cho Trần Đức làm gì nó cũng không rung lắc chút nào. Tiếp theo chính là núi non, sông suối, động thực vật này kia. Những thứ đó không thể dùng pháp tắc của mình để tạo ra được. Những thứ đó đều có sinh mệnh, Trần Đức cảm thấy mình không thể dùng pháp tắc để sáng tạo ra một sinh mệnh được, huống chi tiểu thế giới tương lai mà anh hướng tới sẽ có người ở, là những người vợ của anh, tất cả đều sẽ ở đó, nếu như tất cả đều bao trùm các loại pháp tắc của anh, thì cũng khá bất lợi cho bọn họ. Núi non sông suối, tất cả những thứ có sinh mệnh đều phải rời từ bên ngoài vào. Vì thế,
Tạm thời Trần Đức không thể tiến hành khai phá tiểu thế giới thêm nữa, anh quay về thức hải, tiếp tục đột phá. Vào ngày thứ năm, Trần Đức cảnh giới hợp đạo đỉnh phong lại đột phá, cảnh giới quy nguyên. Nhưng, với tốc độ đó, nó vẫn tiếp tục tăng lên, tăng lên. Quy nguyên nhất trọng, lưỡng trọng, tam trọng. Đỉnh phong. Sau đó, không hề dừng lại một phút giây nào, trong nháy mắt, anh đã bước lên cảnh giới thiên nguyên. Ông, khoảnh khắc tiến vào cảnh giới thiên nguyên, đại đạo run lên, bao vây lấy Trần Đức, hỗn độn tử kim lôi, ly hỏa cũng bắt đầu khởi động, thế giới phát ra những âm thanh vang vọng, bầu trời xuất hiện dị tượng, mặt đất rộ sen vàng. Trong dị tượng đó, trên cùng của biểu mẫu, dưới cùng của biểu mẫu, Trần Đức vẫn không ngừng, không ngừng đột phá. Thiên nguyên sơ kỳ, thiên nguyên trung kỳ, thiên nguyên đỉnh phong. Lại một lần nữa, không hề có chút chần chừ nào, anh tiến vào cảnh giới hỗn nguyên. Quanh người anh là hỗn độn cuồn cuộn, như thiên địa sơ khai, hơi thở hỗn độn cố xưa quanh quấn. Hỗn nguyên nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai. Âm dương kinh vận chuyển, u u vận chuyển, khí huyết của anh cũng đang quay cuồng, như sôi sục cả lên. Thứ năng lượng khủng bố dao động trong người anh bắt đầu khởi động, như quả bom hạt nhân sắp nổ mạnh. Có thể cảm nhận được tên kia đang không ngừng trèo lên cao, không ngừng tạo ra động tĩnh ngày càng mạnh, Linh Lung lại choáng váng ngây ngấn. Cô ta biết lần này Trần Đức lại có một phen đột phá nghịch thiên rồi, anh sẽ đột phá rất nhiều cảnh giới. Nhưng, trực tiếp từ hợp đạo lên đến cảnh giới hỗn nguyên, anh cũng biến thái quá rồi đó. Biến thái hoàn toàn không có giới hạn, không thể biết trước, cũng không thể đoán được mà. Lẽ ra, theo những gì Linh Lung đoán thì có lẽ Trần Đức sẽ từ hợp đạo trực tiếp lên thẳng quy nguyên. Thậm chí còn có thế lên tận thiên nguyên sơ kỳ. Nhưng mà, cô ta hoàn toàn không thể ngờ được, bản thân vẫn còn xem nhẹ Trần Đức. Tên yêu nghiệt này, kìm lòng không đậu, Linh Lung nuốt một ngụm nước bọt. Dù rằng cô ta đã gặp được rất nhiều yêu nghiệt và thiên tài, nhưng lần này vẫn bị Trần Đức làm cho rung động. Huyết mạch bất tử điếu, huyết mạch thần ma, cộng thêm thiên phú sẵn có, cùng với hôn độn tử kim lôi, ly hỏa. Những thứ đó đã hòa vào nhau và tạo ra tên yêu nghiệt này hả? Linh Lung sợ run, lầm bầm lầu bầu. Rầm rầm. Khi Linh Lung đang than ngắn thở dào, thì cuối cùng hơi thở đột phá kia cũng dừng lại. Dừng ở hồn nguyên lục giai. Cùng lúc đó, tử kim lôi cũng nhanh chóng co rụt lại, chui vào trong cơ thể Trần Đức. Chưa đến 10 giây, vùng trời này lại trở về sự bình yên vốn có. Cùng lúc đó, Trần Đức cũng chậm rãi mở mắt. Anh thức tỉnh nhanh như vậy khiến Linh Lung hơi bất ngờ, mở thiếu thế giới không có. Nhanh vậy đâu ha. Trước đó cô ta cứ tưởng Trần Đức muốn đột phá rồi mở tiểu thế giới sau, dù sao thì với sự yêu nghiệt của Trần Đức. Đó cũng không phải là chuyện bất khả thi gì. Nhưng mà, anh lại nhanh chóng thức tỉnh như thế. Tính lại thời gian thì từ lúc ở cảnh giới hợp đạo đến giờ chỉ mới trải qua 8 ngày ngắn ngủi. Trong nhận thức của Linh Lung, dù là yêu nghiệt hay thiên tài ghê gớm cách mấy cũng tuyệt đối không thể mở ra tiểu thế giới trong 5 ngày ngắn ngủi như thế được. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Chẳng lẽ, thất bại rồi. Nghĩ thế. Linh Lung có hơi tiếc hận, nhưng mà nghĩ lại thì cũng bình thường, từ xưa đến nay, có bao nhiêu cao thủ, chí tôn thanh danh hiến hách. Nhưng trong số những người đó, cũng chỉ có một trong cả vạn người mở ra tiểu thế giới, cực kỳ hiếm có. Mở tiểu thế giới không chỉ cần đến thiên phú, mà còn cần cả may mắn, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ thôi cũng không được, chuyện. Thế này, dù là bản thân cô ta ngày trước cũng không dám nghĩ tới. Vì thế. Mở tiểu thế giới không thành công thì cũng bình thường thôi. Thấy Trần Đức thức tỉnh lại vẫn đứng yên đó một lúc lâu, hết sức bình tĩnh, không hề có vẻ hào hứng nào, Linh Lung lại càng chắc chắn về suy đoán của mình. Cô ta thoáng bình tĩnh lại, nở nụ cười, thần hồn chậm rãi bay về phía Trần Đức, an ủi, nhóc Trần, không thể mở được tiểu thế giới cũng không sao, quan trọng là bây giờ anh đã lên đến hồn nguyên lục giai, nếu gặp lại Trần Tử Phi, chắc chắn hắn ta sẽ không phải là đối thủ của anh. Trần Đức hơi sửng sốt, ai nói tôi không thành công vậy, mở rồi mà, không tin thì cô xem này. Vừa nói xong, tâm niệm Trần Đức chợt biến đổi, một sức mạnh thời không cuồn cuộn, hào quang giáng xuống, nhanh chóng bao trùm lấy Trần Đức, Linh Lung và cả Tiểu Y.
Sau đó, Linh Lung nhìn thấy một thời không, có trời, có đất, mênh mông bát ngát, đảo mắt nhìn lại, nó cực kỳ rộng rãi, bán kính ít nhất cũng 700 dặm. Tuy là, so với sự tồn tại ngoài đời thật như đại thiên thế giới và vân tiêu giới thì vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng, Linh Lung vẫn trợn tròn mắt. 5 ngày. Trần Đức thật sự chỉ dùng đúng 5 ngày để mở ra tiểu thế giới. Hơn nữa tiểu thế giới này còn chống trả. Nên biết rằng, có một số cao thú là đứa con cưng của trời, chẳng hạn như Tố Tiên cô ta, người đó vô cùng mạnh mẽ, từng bế nghĩa thiên hạ, danh chấn 10 phương, nhưng khi ông ta mở ra tiểu thế giới ở cảnh giới hợp đạo, thì ban đầu nó cũng chỉ bé bằng một căn phòng ở địa cầu, đâu đó 10 mét vuông mà thôi. Thậm chí còn có người khi mới mở ra, tiểu thế giới chỉ lớn chừng một bàn tay, còn có người nhỏ hơn nữa. Vậy mà, tiểu thiên thế giới của Trần Đức lại rộng khắp 800 dặm. Nó lớn đến mức nào ấy hả? Nói dễ hiểu hơn một chút, thì nó đâu đó tầm 16 vạn km vuông. Nó tương đương với diện tích của 2-3 thành phố ở địa cầu cộng lại. So ra thì, tiểu thế giới mà tổ tiên cô ta mở ra có thể nói là nhỏ như con kiến. Khụ, Linh Lung, tiểu thế giới này có hơi nhỏ, nhưng mà sau này khi tôi dần trở nên mạnh hơn, thì chắc nó sẽ rộng thêm một chút. Trần Đức đứng bên cạnh Linh Lung, hơi bất mãn với tiểu thế giới này. Trong nhận thức của anh, tiểu thế giới ít nhất cũng phải là một vùng trời rộng lớn mới đúng chứ. Bán kính 800 dặm, còn không bằng 1% triệu thế giới mà anh nghĩ, đúng là nhỉ. Khóe miệng Linh Lung giật giật. Nhỏ. Cô ta rất muốn dùng một cái tát đánh chết tên thích ra vẻ này, như vậy rồi còn nhỏ, thì thiếu thế giới của tổ tiên cô ta cùng với những người khác là cái gì? Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Cố gắng kiềm nén sự bùng nổ trong lòng, Linh Lung giải thích, quả thật có thể tiếp tục mở rộng, sau này anh mạnh lên, thậm chí nó còn biến thành một thế giới độc lập. Mong là ngày đó sẽ đến. Trần Đức khẽ gật đầu, Linh Lung. Sau này cô có thể ở trong tiểu thế giới, tôi sẽ dẫn lực thần hồn đến đây để giúp cô hồi phục chân thân. Bây giờ cô có thể yên tâm tu luyện hồi thiên. Rồi, tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Trần Đức cảm thấy hơi áy náy, nếu không phải do anh chìm vào nguy hiểm, Linh Lung phải thức tỉnh trong thời gian bế quan để chỉ đường, thì chắc là bây giờ cô ta đã hồi phục lại cơ thể rồi. Anh không cần phải tự trách mình. Linh Lung khẽ nói. Nếu anh xảy ra chuyện không hay thì làm sao tôi có thể khư khư giữ mình được? Được rồi, anh ở trong thiên cung này cũng khá lâu, đến lúc phải rời khỏi đây rồi. Đúng đó, đến lúc phải ra ngoài rồi, nếu còn chưa chịu ra, chắc tên Trần Tử Phi kia sẽ giết người mất. Tất cả mọi thứ diễn ra ngoài thiên cung đã được Trần Đức cảm nhận được từ khi anh thức tỉnh. Bấy giờ, muốn rời khỏi thiên cung là chuyện hết sức dễ dàng. Thậm chí... anh còn có thể cảm nhận được bản thản đã có một sợi dây gắn kết nào đó với cung khuyết này. Người khác có thể cảm nhận được thì anh cũng. Thế, người khác không thể cảm nhận được thì anh vẫn cảm nhận được rất rõ ràng. Khóe miệng cong lên một nụ cười đầy tự tin, sau đó, Trần Đức sải bước rời khỏi thiên cung. Bước chân đầu tiên, mở ra cực cảnh, nguyên khí màu vàng bùng nổ, anh như một mặt trời chói chang đang hừng hực thiêu đốt, cực kỳ chói mắt. Bước chân thứ hai. Mỗi một sợi tóc như cỏ dại ngày xuân, điên cuồng mọc dài, sau đó biến thành màu trắng, không ngừng bay bay, như thác nước chảy xuôi, mà nguyên khí màu vàng cũng biến thành hai màu chân đen. Bước chân thứ ba, mái tóc trắng dần hóa thành màu xám, có thể thấy rất rõ đôi mặt Trần Đức cũng biến thành màu xám, hai mắt nhìn thẳng, sắc bén như kiếm, sợi tóc màu xám cũng nhọn hoặc như kim. Khi màu tóc dần thay đổi thì cũng là lúc một tia lôi điện màu vàng tím mỏng manh lóe lẽn. Không gian xung quanh người anh trở nên méo mó, co rút lại, như bị pháp tắc của anh ảnh hưởng, vô cùng khủng bố. Đó chính là giai đoạn thứ hai của tự tại thần ma cống. Cũng là một trong những thu hoạch quan trọng nhất của Trần Đức mấy ngày qua. Tự tại thần ma cống của anh, đột phá rồi. Chấm đen nhỏ trên thần thức kia, anh có thể nắm giữ nó ngày một chặt chẽ hơn, chính xác hơn. Trần Đức tiến vào giai đoạn thứ hai có thể cảm nhận rất rõ sự khủng bố khi sức mạnh tăng lên. Đừng thấy anh chỉ là hồn nguyên lục giai mà lầm, dù gặp được cao thủ phản hư anh cũng có thể giết gọn. Bước chân thứ tư, Trần Đức đã trở về bình thường, chậm rãi bước ra ngoài thiên cung. Đồng thời, tâm niệm chợt động, cánh cổng xa xa bên ngoài hành lang thiên cung đột nhiên có động tĩnh. Há!
Trước cổng thiên cung, Trần Tử Phi tấn công mấy ngày liền bỗng nhiên khựng lại, lần đầu tiên cảm nhận được dị động của thiên cung. Cuối cùng cũng chịu mở ra rồi ư. Hắn ta sống chết nhìn chằm chằm cổng thiên cung, cùng lúc đó, ánh mắt hắn ta thấy rất rõ, cánh cổng đang chậm rãi hé ra một khe hở. Phút chốc, bên trên thang trời, tinh thần của tất cả mọi người bỗng chốc tăng cao, nhìn chằm chằm cánh cổng không rời mắt. Cuối cùng cũng mở ra. Trần Tử Phi làm được rồi. Một mình lay động cả cống thiên cung. Tuy là bọn họ không thể có được cơ duyên bên trong, nhưng trong lòng họ vẫn có thứ cảm xúc chờ mong dạt dào. Bọn họ chờ đợi suốt mấy ngày nay, cũng chỉ muốn chờ đến lúc cánh cổng mở ra, xem coi thiên cung đó rốt cuộc đang cất giấu thứ gì thôi mà. Dù là Lăng Nhất Hải, Đoàn Phong Trần, Hoắc Hạo, An Như Yên hay Tu La Tử, thì tất cả các cao thủ đều trở nên căng thẳng, tim đập nhanh. Dù là người lạnh nhạt hờ hững như Động Cô Huyền, thì bấy giờ cũng ngẩng đầu lên, nhìn cánh cổng đang dần mở ra. Tốc độ cánh cổng thiên cung mở ra không nhanh, hai cánh cổng trắng như tuyết sừng sững mang theo thứ âm thanh nặng nề, chậm rãi mở ra. Tinh thần và ánh mắt của tất cả mọi người đều kéo về phía nó, không ai muốn rời tầm mắt mình sang chỗ khác, bỏ lỡ khoảnh khắc mình đã chờ suốt mấy ngày nay. Ầm ầm. Vài ba phút sau, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cuối cùng cánh cổng đó cũng hoàn toàn mở ra, một hành lang thật dài, nhìn không thấy điếm cuối đã xuất hiện trong tầm mắt họ. Không ngờ lại là một hành lang. Mau nhìn kìa, hai bẽn vách tường có một số hình vẽ, hình như nó ghi lại chuyện gì đó. Bên trong thiên cung chắc chắn sẽ có cơ duyên rất lớn. Võ số võ giả nhìn chằm chằm cánh cống thiên cung rộng mớ kia với ánh mắt đỏ rực, nếu bản thân có thể đi tiếp, chắc chắn bọn họ sẽ là người đầu tiên xông vào. Trước cổng thiên cung, Trần Tử Phi cũng vô. Cùng kích động, sự kích động đó, chẳng khác gì một thằng khờ suốt ngày ru rú trong nhà, chỉ nói chuyện với con gái người ta thôi cũng đỏ mặt, để rồi đến một ngày, nữ thần mà hắn ta thầm thương trộm nhớ bấy lâu lại tìm đến tận phòng, chính là cảm giác xúc động đó, dường như có thể khiến máu nóng trong người Trần Tử Phi dâng cao, hai mắt đỏ bừng, tim đập điên dại, suýt chút nữa chảy máu mũi. Nhưng hắn ta lại không hấp tấp lao vào trong. Ở cái nơi như đảo Khốn Long này, đi đến đâu cũng có thể gặp phải nguy hiểm, trước đó khi tiến vào thiên cung, rất nhiều người đã chạm phải điều cấm mà bỏ mạng. Vì thế, tất nhiên hắn ta không dám lơ là, lại càng không dám xông thẳng vào. Dù sao bây giờ cũng chỉ có mình hắn ta đủ tư cách tiến vào thiên cung, chẳng còn người nào khác, hắn ta cũng không sốt ruột, dùng thần hồn do thám bên trong, kiểm tra xem có nguy hiểm gì không. Khoảng vài giây sau, hắn ta đã xác định. Bên trong rất bình yên. Không có nguy hiểm gì. Vì thế, hắn ta hành động. Đi từng bước một đến cổng thiên cung. Tim của tất cả mọi người cũng trở nên căng thẳng theo từng bước chân của hắn ta. Có lẽ, cách rời khỏi đảo Khốn Long nằm ngay bên trong thiên cung đó. Trần Tử Phỉ là người duy nhất có thể vào thiên cung. Cũng có thể là người duy nhất tìm được cách rời khỏi nơi này. Tất nhiên là bọn họ cảm thấy căng thẳng rồi. Đương nhiên, cũng có một số người hào hứng. Chẳng hạn như Trương Đình Ngọc từng được Trần Tử Phi hứa sẽ cho một suất rời khỏi đây. Chẳng hạn như đám người Lăng Nhất Hải, Đoàn Phong Trần, An Như Yên, Hoắc Hạo, những kẻ đã đứng cùng chiến tuyến của Trần Tử Phi để đối phó với Trần Bát Hoang. Bọn họ là những người mong Trần Tử Phi có được cơ duyên nhất, sau đó dẫn họ rời khỏi đảo Khốn Long. Đảo Khốn Long này, bọn họ không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa. Những người còn lại thì có chút lo lắng. Nghe đồn chỉ có 300 người được phép rời khỏi đảo Khốn Long, mà ở đây có ít nhất 4, 5 vạn người. Chỉ có 1/1000 người có thể rời khỏi. Đây, trong số 1/1000 đó, Trần Tử Phi và những cao thủ hạng nhất, hạng hai kia chắc chắn sẽ giữ được một chỗ. Chắc cũng chỉ còn khoảng 200 chỗ cho những võ giả khá yếu như họ, thậm chí còn chưa tới 200. Mấy vạn người, tranh 200 suất. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ giấy lẽn một hồi gió tanh mưa máu. Một số người đã bắt đầu liên minh kết bạn, đạt được một sổ giao ước, mong có thể rời đi được. Hoặc là mang một số tín vật, cơ duyên rời khỏi nơi này, đưa về cho đệ tử, người thân, con gái, anh em. Chẳng mấy chốc, Trần Tử Phi đã đứng trước cổng thiên cung. Chỉ là, khi hắn ta chuẩn bị đi một bước cuối cùng, hoàn toàn tiến vào thiên cung. Thì đột nhiên. Hành lang vắng vẻ và tĩnh lặng trong thiên cung bỗng nhiên vang lên một âm thanh lạ. Cộp, âm thanh rất nhỏ,
như một hòn đá ném xuống hồ nước, nếu là nơi khác thì chắc sẽ không có ai chú ý tới. Nhưng đây là Thiên Cung. Âm thanh rất nhỏ đó khiến Trần Tử Phi lập tức dừng lại. Hắn ta nhìn về phía hành lang với ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu. Hắn ta nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm hay không. Nhưng, ngay sau đó, cộp, lại một âm thanh nữa vang lên. Từ khi âm thanh thứ hai vang lên, chưa tới nửa giây sau đã có âm thanh thứ ba, thứ tư. Cộp, 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 cộp. Âm thanh rất đều, lần này, không chỉ mình Trần Tử Phi nghe thấy mà mấy vạn võ giả trên thang trời cũng nghe rất rõ. Tiếng bước chân. Đó là tiếng bước chân. Âm thanh phát ra như thế, rất dễ để đoán được, 1000%, đó chắc chắn là tiếng bước chân. Trong nháy mắt, bọn họ đều ngơ ngác. Bên trong Thiên Cung, cỏ người. Má, Thiên Cung này nằm trên đảo Khốn Long, không biết bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, bên trong. Làm sao bẽn trong có người được cơ chứ? Đúng đó, không thể như thế được, chẳng lẽ trên đời có người sống được lâu như thế? Trảm vạn năm, một người sống cả trăm vạn năm. Ngoài giả thiết đó, thì không thể có bất kỳ khả năng nào khác được. Mấy vạn người bắt đầu đoán, một đám đều sợ choáng váng hết cả đầu. Nếu bên trong có một người sống trăm vạn năm thật, thì phải ghê gớm đến mức nào? Nên biết rằng, trước mắt, dù là nhân tộc, yêu tộc, hay là linh tộc, thì nhiều nhất cũng chỉ sống đến 20 vạn năm. Mà bây giờ, lại có người sống cả trăm vạn năm. Đảo mắt khắp đại thiên thế giới cũng không có một tiền lệ nào. Không một võ giả nào nghĩ là có người nhanh chân đến trước, đúng thôi, trên đảo Khốn Long này thì Trần Tử Phi là mạnh nhất rồi. Mà hắn ta cũng chính là người đầu tiên bước tới cổng Thiên Cung. Trước hắn ta, chắc chắn sẽ không có người. Nào, dù sao, nếu có người nhanh chân đến trước, thì đống giải leo và hoa trên bậc thang vẫn còn đó được. Nén biết chúng đều là bảo bối. Cộp, 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 một, tiếng bước chân ngày càng gần, ngày càng lớn, ngày càng vang dội. Tâm trạng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại của Trần Tử Phi trở nên căng thẳng, sắc mặt hơi chẳng, có chút run rẩy. Đến tận lúc này hắn ta mới hiểu được. Cổng Thiên Cung không mở ra vì những đòn tấn công bạo lực của hắn ta. Mà là vì bên trong có người, người đó đã mở cánh cổng này từ bên trong. Hay có thể nói là hắn đã thức tỉnh người bẽn trong. Chắc chắn là có người Thiên Cung còn sống sót. Chắc chắn đã có người được sinh ra. Trần Tử Phi rất thích nghiên cứu sách cổ, hắn ta biết rõ một võ giả chỉ có tuổi thọ 20 vạn năm mà thôi, nhưng một số cao thủ thật sự có thể dùng rất nhiều cách để kéo dài thời gian sống. Chẳng hạn như chuyến thế, chẳng hạn như niêm phong tuổi thọ vào một không gian đặc biệt. Nào đó, những cách đó với người như họ mà nói là nguy hiểm trùng trùng, nhưng với những cao thủ chân chính mà nói, nó chỉ là một sự thật mà thôi. Trần Tử Phi nhìn hành lang thật dài, tim bị bóp thật chặt. Nếu bên trong có người, chắc chắn là một người rất mạnh. Mà hắn ta đang đứng gần với người đó nhất. Nếu đối phương hài lòng với hắn ta, nhận hắn ta làm đệ tử, thì chắc chắn Trần Tử Phi sẽ một bước lên mây. Nghĩ tới đó, hai mắt Trần Tử Phi dần hiện lên vẻ thành kính, sợ hãi, bắt đầu thảm dò xem rốt cuộc người đang đi tới mạnh đến mức độ nào. Nhưng mà hắn ta hoàn toàn không thể thăm dò được. Thần thức quay trở về, chỉ thấy một mảnh hồn. Đột. Sâu không lường được. Cộp. Cộp. Thời gian dần trôi, bên trong hành lang dài loáng thoáng trông thấy mông bóng người cao giáo. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng đó. Cuối cùng Trần Tử Phi cũng không thể nén được sự kích động, trước mặt mấy vạn võ giả, nhanh chóng hành lễ không hề có chút do dự nào, cúi đầu 90 độ, lớn tiếng nói. Võ giả Trần Tử Phi một lòng cầu đạo, chỉ mong muốn trở nên mạnh hơn, không hề cố tình quấy rầy tiền bối, mong tiền bối có thể tha thứ. Nếu có thể, xin tiền bối hãy nhận tôi làm đệ tử, tiểu bối nguyện làm trâu làm ngựa. Trần Tử Phi cúi người 90 độ, thái độ hết sức kính cẩn, cung kính, như gặp được cha ruột của mình vậy, cúi đầu hết sức chân thành. Giọng Trần Tử Phi mạnh mẽ, hữu lực, nghe như sấm rền bẽn tai. Mấy vạn người trên thang trời có thể nghe rõ từng câu từng chữ, hết sức rõ ràng. Nhưng, không một ai chê cười hắn ta. Thứ nhất, họ không dám cười. Thứ hai, hành động của Trần Tử Phi không hề mất mặt, thế giới của võ giả vốn là như thế, đối mặt với cao thủ thật sự thì không cần đến danh dự và tôn nghiêm.
hai thứ đó chẳng hề có chút tác dụng nào cả, chỉ có thể tăng tốc độ về với cát bụi mà thôi. Cúi đầu 90 độ, không mất mặt. Đối mặt với một cao thủ sống trăm vạn năm và bước ra từ thiên cung thế này, chẳng những không mất mặt, mà còn là vinh hạnh tuyệt đối. Thậm chí có rất nhiều người đỏ mắt, hâm mộ đến mức rơi lệ, nếu là bọn họ, chắc chắn họ sẽ không cúi đầu, mà sẽ quỳ hẳn xuống. Trần Tử Phi vừa dứt chữ cuối cùng. Cả thang trời và thiên cung đều chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân đều đều kia. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía hành lang. Thiên cung, chờ đợi cùng với hy vọng và mong chờ. Cộp, cộp, cộp. Trong hành lang trống trải, tiếng bước chân không ngừng vang lên, mỗi một bước chân lại khiến tim Trần Tử Phi nhảy lên một lần, mặt đỏ tai hồng, đầu không dám ngước lẽn. Soạt. Đột nhiên, không gian bỗng chốc giấy lẻn một cơn lốc xoáy, bộ trường bào của một võ giả trên thang trời bỗng nhiên bị cuốn vào trong hành lang. Sau đó, rốt cuộc thì một bóng người cũng dần xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Bóng người cao ráo, gương mặt góc cạnh, mái tóc ngắn thoải mái dễ nhận biết, cùng với đôi mắt sâu thắm như hồ nước lập tức khiến tất cả mọi người sửng sốt. Toàn bộ không gian lập tức chìm vào sự yên tĩnh, yên tĩnh như chết lặng. Cả tiếng hít thả cũng chả nén im bặt trong khoảng thời gian ngắn. Một đám Đoàn Phong Trần, Lăng Nhất Hải, Hoắc Hạo, An Như Yên trợn trừng hai mắt, miệng há thật to, có thể nhét cả quả trứng gà, nét mặt đông cứng, nhìn chằm chằm về phía trước. Khổng Lâm Sinh, Thích Thiện, Lý Thiên Cương cũng biến thành hóa thạch, đứng chết chân tại chỗ, lập tức nghĩ rằng mình vừa mới gặp ma. Tô Y Y, Lâm Tử Huyên, Dư Tư Vũ, Cơ Tuyết và cả La Văn Sơn cũng chìm trong sửng sốt, đầu óc trống rỗng, vang ong ong, hốc mắt ửng đỏ, như đang nhìn thấy ảo giác, hoàn toàn không thể tin nổi. Tu La Tử, Độc Cô Huyền cũng cảm thấy ngu người. Mấy vạn võ giá còn lại cũng không thua kém gì, đứng ngây người ra tại chỗ, như một đống tượng binh mã, lại di kính hình ảnh bị bấm dừng, mãi không nhúc nhích. Trong nháy mắt, bầu không khí quỷ dị đến lạ lùng, như vừa mới đặt chân đến địa ngục trống rỗng, đến một cái nhà xác vậy, chẳng hề có chút ảm thanh nào. Tình huống quỷ dị như thế, tất nhiên Trần Tử Phi đang cúi người 90 độ trước cổng thiên cung cũng cảm nhận được. Nhưng, càng như thế thì hắn lại càng không dám ngẩng đầu lẽn. Hắn ta thật sự không thể tưởng tượng một người như thế nào mà lại khiến mấy vạn võ giả cùng câm nín, trong vài giây ngắn ngủi, họ còn chẳng dám thở. Càng suy nghĩ nhiều, hắn ta lại càng thấy khủng bố, thắt lưng lại càng khom xuống, hẹn mọn. Bên dưới, sự yên tĩnh kéo dài đâu đó một vài phút, cuối cùng, bên cạnh Cơ Tuyết, vợ Đoàn Phong Trần, Huệ Nhược Vân là người đầu tiên bật thốt thành tiếng. Sao, sao lại như thế được, sao lại là hắn, hắn đã chết rồi cơ mà. Một tiếng cô ta thốt lên, lập tức kéo mạch suy. Nghĩ của đám võ giả trở về. Trần Bát Hoang, sao lại là Trần Bát Hoang được chứ? Rõ ràng tôi thấy Trần Bát Hoang đã chết rồi cơ mà. Không thể nào, không thể nào, mình hoa mắt rồi ư. Những tiếng bật thốt đầy ngỡ ngàng, chấn động liên tục vang lên. Sắc mặt đám Đoàn Phong Trần, Lăng Nhất Hải, Hoắc Hạo, An Như Yên cực kỳ đặc sắc. Bọn họ biết rất rõ. Trước mắt không phải là ảo giác, cũng không phải họ gặp ma. Trần Bát Hoang, thật sự, còn sống, hơn nữa, giờ phút này, anh đang đứng trước mặt họ. Cùng lúc đó, Trần Đức hào hứng nhìn Trần Tử Phi trước mặt đang cúi đầu khom lưng, thái độ cực kỳ thấp hèn, lại. Đáo mắt nhìn mấy vạn võ giả ở đó, nhất là đám Đoàn Phong Trần, Lăng Nhất Hải, Hoắc Hạo, An Như Yên. Khóe miệng nhếch lên, suy ngầm, chậm rãi mở miệng. Các vị, lâu rồi không gặp, bất ngờ lắm phải không, ngạc nhiên lâm phải không? Giọng nói văng vẳng vang lén, Trần Tử Phi đang cúi đầu trước mắt anh lập tức cứng đờ cả người, như hóa đá. Trần Bát Hoang. Là Trần Bát Hoang. Sao lại như thế được, chắc chắn không thể nào. Trần Tử Phi nghe thấy giọng nói đó, cùng với tiếng bàn tán xung quanh, hắn ta phủ định theo bản năng. Hắn ta tận mắt nhìn thấy Trần Bát Hoang đã chết. Dù anh không chết, nhưng sao có thể bước ra từ thiên cung được. Một, hai giây sau, Trần Tử Phi vất vả ngẩng đầu lên, mang theo chút hy vọng nhìn người trước mặt. Sau đó, sắc mặt hắn ta bỗng chốc trở nên dữ tợn, mặt trắng như xác chết, không có hột máu nào. Là Trần Bát Hoang. Trước mắt, chính là Trần Bát Hoang từng bị hắn ta ép đến đường cùng, đến mức phải tự sát.
Má nó! Trong nháy mắt, Trần Tử Phi bùng nổ, cả người bay vọt lên, nguyên khí như lửa hừng hực thiêu đốt, mặt mũi nhíu lại thành một đoàn, hai mắt như dã thú nhìn chằm chằm Trần Đức. Sao lại là mày, tại sao lại là mày, má nó! Bấy giờ, Trần Tử Phi trở nên điên cuồng, mái tóc dài bay bay, vạt áo phất phơ trong gió, nhìn chằm chằm Trần Đức. Thiên cung này, lại bị Trần Bát Hoang nhanh chân đến trước. Vậy mà, hắn ta còn cúi đầu hành lễ với tên khốn kiếp chết tiệt này. Nghĩ tới những lời mình vừa nói, Trần Tử Phi lại nổi cơn điên, buồn nôn. Ha ha, cái loại rác rưởi như mày mà cũng đòi làm trâu làm ngựa cho tao á. Trần Đức lắc đầu. Trước khi ra khỏi thiên cung, Trần Đức muốn tìm Trần Tử Phi báo thù, giết chết hắn ta, nhưng bây giờ khi gặp lại Trần Tử Phi một lần nữa, anh lại mất đi hứng thú. Chịu thôi. Đơn giản là vì bây giờ, Trần Tử Phi trong mắt anh quá yếu. Yếu đến mức anh hoàn toàn không có hứng thú ra tay. Cũng đủng thôi. Khi thực lực tăng lên, cảnh giới của Trần Đức cũng tảng lẽn. Trần Tử Phi, hỗn nguyên cửu giai, cảnh giới có vẻ rất cao, thậm chí còn cao hơn cả anh. Thế nhưng, hoàn toàn rồng tuếch, cảnh giới mà hắn ta không tốn sức có được, như tòa nhà cao tầng không có móng, nhìn được, nhưng không dùng được. Trần Đức đã hoàn toàn mất đi hứng thú với hắn ta. Thậm chí, anh còn chẳng muốn ra tay. Rồi cái gì mà Đoàn Phong Trần, Lăng Nhất Hải, Hoắc Hạo, An Như Hiển, thì lại càng yếu hơn nữa. Đối mặt với những người đó, Trần Đức chỉ có một cảm giác. Vô địch. Không sai. Chính là vô địch. Trước mắt là hàng vạn võ giả, bất kỳ người nào nhảy ra, anh cũng có thể một tay đè xuống. Không chỉ một, dù tất cả bắt tay với nhau, anh cũng có thể thoải mái nhấn chìm. Đó không phải là chém gió, mà là tự lượng sức mình. Tự tin và tự nhận thức về thực lực của bản thân mình. Sau khi lắc đầu, Trần Đức lười chẳng thèm liếc nhìn Trần Tử Phi dù chỉ là một lần, trực tiếp lờ đi. Sau đó, anh nhanh chóng đi về phía thang trời. Việc quan trọng 7 giờ là cướp Cơ Tuyết từ tay Đoàn Phong Trần về, sau đó lại báo bình an cho nhóm Lâm Tử Huyên, Tô Y Y, Dư Tư Vũ, Tu La Tử, Độc Cô Huyền. Trần Bát Hoang, mày đi chết đi. Trần Tử Phi cảm nhận được sự khinh thường của Trần Đức, vốn đang trong cơn lửa giận, hẳn ta không thể nhịn được nữa, chẳng nói nhiều lời, trực tiếp ra tay. Thực lực điên cuồng của hỗn nguyên cửu giai hoàn toàn bùng nổ, sức mạnh khủng bố dao động như biển lớn, sôi trào dữ dội. Chẽn thang trời. Mấy vạn võ sĩ đều bị sự khủng bố đó bao trùm, bọn Trương Đình Ngọc, Lăng Nhất Hải, Đoàn Phong Trần gần hơn ta nhất cảm nhận được áp lực đó lập tức loạng choạng, lùi lại mấy bước. Đó là hồn nguyên cửu giai sao? Đoàn Phong Trần thì thào nói, vẻ mặt đầy sợ hãi, bây giờ Trần Tử Phi đã hoàn toàn rời khỏi thế giới của bọn họ. Đứng ở một nơi rất cao, dù là hẳn ta, thì cũng chỉ có thể ngước nhìn. Lần trước may mắn không chết, lần này, Trần Tử Phi sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào nữa. Lăng Nhất Hải run như cầy sấy, mí mắt giật giật, dù mục tiêu của Trần Tử Phi không phải hắn ta, nhưng vẫn cảm nhận được sự khủng bố đến từ sâu trong linh hồn. Bộp, bộp, một số võ giả hơi yếu trực tiếp quỳ xuống, hai chân gãy xương, dập nát. Bị bao trùm trong bóng tối tử vong, cả thở cũng không dám thở. Tên này đúng là phiền phức mà. Trần Đức nhướng mày, dừng bước. Anh dừng lại. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh sợ. Trương Đình Ngọc gần anh nhất lại không nhịn được mỉa mai. Trần Bát Hoang, loại rác như mày, dù có được cơ duyên của thiên cung thì cũng thua cậu Trần 10 con phố. Tao khuyên mày nên quỳ xuống, giao hết cơ duyên ra, họa may cậu Trần có thể tha cho mày một mạng. Ha ha, thứ rác rưởi, cứ tưởng nó trâu bò như nào, thì ra cũng biết sợ, dừng lại đấy thôi. Đoàn Phong Trần liên tục cười lạnh, dáng vẻ bình tĩnh của Trần Đức lúc nãy khiến hắn ta tưởng anh đã trở nên mạnh hơn, ghẽ gớm hơn, nhưng kết quả vẫn là rác rưởi. Trần Bát Hoang có được cơ duyên cũng vô dụng, Trần Tử Phi xuất phát ở vạch đích, còn hắn thì trước đó vẫn là hợp đạo sơ kỳ, có ghẽ gớm, có mạnh cách mấy cũng chỉ lên đến cảnh giới quy nguyên. Mà Trần Tử Phi đã là hồn nguyên cửu giai, hoàn toàn không thể so sánh được. Hoắc Hạo lạnh như băng, nói. Gương mặt quyến rũ của An Như Yên hiện lên vẻ cười cợt, đúng vậy, cùng là họ Trần, Trần Bát Hoang chỉ là một con kiến, một kẻ vô dụng mà thôi, còn không đủ tư cách sách giày cho cậu Tử Phi. Cùng lúc đó, thập tuyệt chú chi, thiên đao. Trần Tử Phi hét to,
cánh tay không ngừng kết ấn, nhưng ấn ký quỷ dị xuất hiện, không gian xung quanh bỗng hiện lên gió lạnh rít gào, hơi thở tịch diệt tràn ngập, lan ra khắp nơi. Trong nháy mắt, một thanh đao màu đen ngưng tụ, trông như thiên đao đánh xuống, uy thế khủng bố khiến con người ta không thở nổi. Vù vù, trắng mấy chốc, trên cùng của biểu mẫu, dưới cùng của biểu mẫu, thiên đao rơi xuống, dù nơi này có không gian đặc biệt, cũng bị chém ra một vết nứt. Hơn 10 võ giả đứng gần lập tức bị chém thành hai nửa. Ầm, ầm, chợt, thiên đao rơi xuống cách Trần Đức rất gần, chỉ còn chưa đến nửa thước. Cũng ngay lúc này Trần Đức ra tay. Nguyên khí màu vàng sôi trào, sau đó tiến vào cực cảnh, bàn tay to vung lên. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến con người ta hoảng sợ hiện lên trong mắt mọi người. Một cái vung tay nhẹ nhàng của Trần Đức, nguyên khí bắt đầu tản ra, bao quanh thiên đao như dừng lại, một giây sau. Rắc, có thể thấy rất rõ, thiên đao màu đen đã nát. Nguyên khí màu vàng bám vào lập tức khiến nó vỡ nát, hóa thành những mảnh nhỏ, bắn ra khắp nơi. Cùng lúc đó, phụt, xa xa, trước ngực Trần Tử Phi xuất hiện một lỗ máu, không biết từ đâu ra, không có một dấu hiệu báo trước. Bên trong lỗ máu đó là máu tươi đầm đìa, xương cốt lạnh giá. Trần Tử Phi trợn trừng mắt, chấn động, không thể tin nổi, sợ hãi, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Đức như gặp ma. Bấy giờ, hắn ta có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình như nước nhanh chóng trôi đi, thần thức, hồn phách đang dần trở nên suy yếu. Lại 3 giây trôi qua, một khắc trước Trần Tử Phi còn khí thế hung hăng, lúc này như diều đứt dây, một tiếng bịch rơi xuống đất, không có bất kỳ khí tức nào nữa. Tất cả những điều này, xảy ra vô cùng nhanh, cho đến khi đại đa số người lấy lại tinh thần, Trần Tử Phi đã chết rồi, chết trong nháy mắt. Cái này, Lăng Nhất Hải ngây ra, nhìn chằm chằm vào thi thế của Trần Tử Phi, nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm rồi không, xuất hiện ảo giác hoặc đang nằm mơ. Đoàn Phong Trần, Hoắc Hạo, Trương Đình Ngọc, An Như Hiến, Khổng Lâm Sinh, Lý Thiên Cương, Thích Thiện, thậm chí cả Tu La Tử và Độc Cô Huyền, mấy chục ngàn võ giả, toàn bộ đều ngây ra. Sao có thế? Sao có thể? Trần Bát Hoang đã giết chết Trần Tử Phi, con mẹ nó còn vung tay một cái liền giết chết. Từ lúc anh ra tay, rồi đến khi Trần Tử Phi chết, toàn bộ quá trình chưa đến 10 giây. Mẹ kiếp! Kết quả như vậy, ai có thể chấp nhận, ai dám tin? Cho dù tận mắt nhìn thấy, đích thân trải qua, bọn họ cũng khó mà chấp nhận hiện thực như vậy. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Lúc này, toàn bộ không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Mấy người vốn giễu cợt xem thường Trần Đức, giống như rơi vào đại địch, vô cùng sợ hãi. Đặc biệt là đám người Đoàn Phong Trần, Hoắc Hạo, Lăng Nhất Hải sắc mặt giống như quét qua một lớp sơn trắng, còn khó coi hơn người chết gấp trăm lần, ngay cả đứng cũng không vững, run lấy bẩy, cảm giác bất an dâng lên từ chỗ sâu nhất trong nội tâm. Ngược lại Trần Đức không có để ý nhiều như vậy. Biểu cảm của mấy người này cũng đều nằm trong dự liệu của anh, suy cho cùng Trần Tử Phi thật. Sự rất mạnh. Nếu như anh không có được hỗn độn tử kim lôi, Trần Tử Phi chính là người mạnh nhất đảo Khốn Long, không ai bằng. Mà hắn ta, bị giết trong nháy mắt. Dù là ai cũng không thể bình tĩnh. Trần Đức lại bước đi, trực tiếp đi đến trước mặt Huệ Nhược Vân. Anh cũng không để ý Huệ Nhược Vân đang ngây người đứng như phỏng. Mà anh trực tiếp đi về phía Cơ Tuyết, bàn tay khẽ lộ ra, xin lỗi, mấy ngày qua đế cô chịu khổ rồi, đi cùng tôi, được chứ? Tôi, Cơ Tuyết kích động đến mức nước mắt cũng chảy xuống, tâm tư bị Trần Đức gọi trở về, hốc mắt đỏ bừng, cô ta nhìn Trần Đức đầy ngơ ngác. Nhưng, điều khiến Trần Đức bất ngờ là, giây tiếp theo, Cơ Tuyết lại lắc đầu, xin lỗi, tôi không thể đi cùng anh. Hả? Trần Đức nhướng mày. Tại sao, lẽ nào cô muốn gả cho Đoàn Phong Trần? Không, Cơ Tuyết vội vàng lắc đầu, bố tôi đã bị trúng độc dược nhà họ Đoàn đặc chế, không có nhà họ Đoàn, ông ấy. Chắc Trần sẽ chết. Ồ, cái này đơn giản. Trần Đức bừng tỉnh, tiếp tục đi về phía Đoàn Phong Trần. Trong nháy mắt, da đầu Đoàn Phong Trần tê dại, con người gần như nổ tung. Khi Trần Đức tiến đến ngày càng gần, lưng hắn ta hiện lên một lớp mồ hôi lạnh. Sau 4-5 cái hít thở, hắn ta quỳ xuống. Căn bản không thể chịu nổi áp lực đang nhằm vào hắn ta lan truyền từ trên người Trần Đức. Áp lực kia khiến hắn ta giống như cõng trăm ngàn núi lớn,
lại giống như nhìn thấy một vị thần, không có cách nào đứng lên nổi. Anh Trần, xin tha mạng. Đoàn Phong Trần quỳ xuống, tay giơ lên tự tát mấy cái bạt tai, mặt bị đánh sưng phồng, cầu xin anh tha cho tôi một mạng. Đồng thời, trong tay hắn ta xuất hiện một lọ thuốc. Là thuốc giải độc mà bố Cơ Tuyết bị trúng, anh Trần, chính nó, tôi cho anh, xin anh tha cho tôi. Nói xong, đầu Đoàn Phong Trần đã sập chạm đến mặt đất, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Trần Đức. Đoàn Phong Trần vâng vâng dạ dạ, cực kỳ sợ hãi, loại sợ hãi này hoàn toàn đến từ sâu trong linh hồn hắn ta, không chỉ có cơ thể, ngay cả thần hồn. Cũng đang run lấy bấy. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Cái quỷ này. Mặc dù có phần hắn ta tự nguyện, nhưng trong đó nhiều hơn là linh hồn áp chế. Anh Trần, lọ thuốc này là thuốc giải, phối hợp với thủ pháp đặc biệt của nhà họ Đoàn, có thể trị khỏi cho bố Cô Cơ. Đoàn Phong Trần run lẩy bẩy, giống như đứng trong ngày đông giá rét lạnh thấu xương, sau khi rời khỏi đảo Khốn Long, tôi có thể đi theo anh cùng. Cùng đến nhà họ Cơ. Trần Đức nhận lấy lọ thuốc, ánh mắt lạnh lùng, nếu đã như vậy, tôn không giết anh. Lời Trần Đức vừa dứt. Sâu trong ánh mắt Đoàn Phong Trần hiện ra một tia mừng rỡ khó mà che giấu, nội tâm càng sung sướng như điên. Còn sống rời khỏi đảo Khốn Long, chỉ cần Trần Bát Hoang không ra tay, đối với hắn ta mà nói, không khó. Mà một khi còn sống rời khỏi nơi này, quay về đại thiên thế giới, như vậy Trần Bát Hoang còn có cơ hội giết hắn ta sao? Ha ha! Nhà họ Đoàn hắn ta không phải loại ăn chay. Hắn ta! Chính là lứa thanh niên được nhà họ Đoàn yêu thương nhất. Đến lúc đó, sống hay chết không còn là thứ Trần Bát Hoang có thể quyết định. Đoàn Phong Trần nghĩ gì, đương nhiên Trần Đức có thể đoán được. Chỉ là, anh không quan tâm. Tình hình của nhà họ Đoàn anh đã sớm thông qua thiên cơ thuật tìm hiểu qua một chút trong không gian tin tức, loại gia tộc như nhà họ Đoàn cũng chỉ tính là gia tộc cường thế ở Tây Hải. Dõi mắt ra toàn bộ đại thiên thế giới. Trung hạ lưu. Chỉ như vậy mà thôi. Gia tộc như vậy, trước kia Trần Đức sẽ có thể kiêng kỵ ba phần, còn bây giờ. Chỉ hai chữ, ha ha. Nhận lấy lọ thuốc, Trần Đức quay lại bẽn cạnh Cơ Tuyết, bây giờ yên tâm chưa? Cô quên rồi hả, cô? Chính là nha hoàn của tôi, cô có chuyện, chẳng lẽ tôi mặc kệ? Hốc mắt Cơ Tuyết đỏ bừng, chảy ra hai hàng nước mắt, Trần Đức, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Lập tức cô ta nhào vào ngực Trần Đức. Chạm vào cõi lòng, giống như người phụ nữ chịu hết tổn thương, không ngừng co quắp. Hai cô gái Dư Tư Vũ, Lâm Tử Huyên đưa mắt nhìn nhau, đồng thời từ con ngươi trong trẻo nhìn thấy một chút ghen tuông, lúc này các cô hy vọng người phụ nữ trong lòng Trần Đức là mình. Khốn kiếp, tôi cũng chuẩn bị đánh bạc mạng để giúp anh báo thủ, hai người Dư Tư Vũ và Lâm Tử Huyên còn chưa đủ, giờ lại tới một Cơ Tuyết. Trong đám người, tôi y tay nắm thành quyền, tự lấm bẩm, đại sắc ma. Chỉ có điều, dù là ai cũng có thể nghe ra không phải cô ta thật sự nổi giận, mà lòng tràn đầy vui sướng. Suy cho cùng, cô ta rất rõ một đạo lý. Trong thế giới của võ giả, một cường giả chân. Chính không thể nào chỉ có một người phụ nữ. Đừng nói là võ giả nam. Dù là phụ nữ, chỉ cần đủ mạnh, chỉ cần cô ta bằng lòng, cũng có thể có rất nhiều đàn ông. Đương nhiên, loại phụ nữ này chỉ là thiếu số. Đại đa số nữ cường giả chỉ muốn đi theo người mạnh hơn bọn họ, hoặc là thích, thật tâm thật ý đi theo cả một đời. Được rồi, không sao, có tôi ở đây. Trần Đức trấn an Cơ Tuyết, khóe miệng nhếch lén nụ cười khổ. Nhớ lại lúc Cơ Tuyết và anh vừa gặp mặt, cô lạnh lùng biết bao. Độc lập biết bao, nữ vương biết bao. Bây giờ nhìn lại, người phụ nữ không hề mạnh mẽ, chí là không có người đàn ông nào có thể chinh phục cô ta. Nhóc Trần. À không, cậu Trần. Lúc này, La Văn Sơn cuối cùng đã lấy lại tinh thần, cực kỳ hưng phấn, cậu Trần, tốt quá, cậu còn sống. Tiểu thư, đi, mau đi cùng tôi. La Văn Sơn từ trong thâm tâm cao hứng. Trước đó ông ta đã suy đoán Trần Đức không bình thường, sau đó biểu hiện của Trần Đức hết lần này đến lần khác làm ông ta khiếp sợ, mà lúc này anh còn mạnh hơn. La Văn Sơn có thế không sung sướng sao? Đương nhiên. Ông ta cũng sợ Trần Đức không vui, cho nên ông ta cũng đổi cách xưng hô với Trần Đức từ tên nhóc Trần thành cậu Trần. Lâm Tử Huyên, Dư Tư Vũ đã muốn qua đó từ lâu, La Văn Sơn vừa đánh động,
hai cô gái cũng đương nhiên đi qua. Đến gần, hai người Lâm Tử Huyên và Dư Tư Vũ đều kích động đến rơi lệ. Bởi vì, cho đến bây giờ, khi cảm nhận được khí tức quen thuộc chẽn người Trần Đức, các cô mới chắc chắn 100% đây không phải là mơ, không phải ảo giác, Trần Bát Hoang vẫn còn sống. Chú La, không cần gọi tôi là cậu Trần, cứ như trước đây, gọi là tên nhóc Trần cũng được. Giọng nói Trần Đức ôn hòa, so với trước kia không có bất kỳ thay đổi nào, La Văn Sơn lập tức cảm thấy thân thiết hơn nhiều, ông ta cười hắc hắc nói, được, tên nhóc Trần, hi. Tiểu thư, tên nhóc Trần còn sống, cô rơi nước mắt làm gì chứ? Nên vui mừng mới đúng, mấy ngày nay không phải ngay cả nằm mơ cô cũng gọi tên của cậu ta sao? Không có. Lâm Tử Huyên lau nước mắt, quật cường nói. Quay về là tốt rồi. Dư Tư Vũ cũng lau khô nước mắt. Chúc mừng đạo hữu tiến thêm một bước. Lúc này, Lý Thiên Cương cũng từ xa đi đến, hạ xuống trước mặt Trần Đức, mặc bộ áo giải phóng khoáng phiêu giật. Thiện tai, Thích Thiện miệng ngâm Phật hiệu, cũng tiến lên, thí chủ lại được hồi sinh, thật đáng mừng. Anh Trần, anh lại mạnh lẽn rồi. Khống Lâm Sinh ôn hòa nho nhã, cười tiến lên chào hỏi. Đa tạ ba vị, nhờ giúp đỡ trước đó của ba vị, Trần Bát Hoang sẽ không quên. Trần Đức đáp lại. Ba người đồng thời ngấn ra, nội tâm mừng như điên, vô cùng sung sướng. Thiện duyên lúc trước bọn họ lưu lại, quả nhiên không sai. Trần Bát Hoang, ha ha, lão béo tôi đã nói cậu sẽ không xảy ra chuyện mà. Tu La Tử cười khanh khách đi đến, chẽn người mơ hồ tản ra một chút sát khí, những sát khí này không phải nhằm vào bất kỳ ai, là người tộc Tu La bẩm sinh đã có, bình thường Tu La Tử giấu rất tốt. Hôm nay ở trên thang trời, đối mặt với thiên cung uy nghiêm, quả thực khó mà che giấu. Độc Cô Huyền ngược lại không đi qua, chỉ đứng từ xa gật đầu với Trần Đức, hai mắt như kiếm, từ đầu đến cuối mang theo khí lạnh, giống như hầm bảng, lạnh đến thấu xương. Kiếm của hắn ta là kiếm vô tình. Không cần tình. Tình thân hay tình bạn, hắn ta đều không cần. Còn về Trần Bát Hoang, hắn ta ra tay giúp đỡ cũng chỉ vì một vò rượu. Rượu đúng khấu vị, người cũng đúng khấu vị. Giúp cũng giúp rồi, Độc Cô Huyền chưa cầu mong lời báo đáp, càng chưa từng nghĩ cần báo đáp cái gì. Nếu Trần Đức sống lại, hắn ta cũng chẳng buồn nói thêm gì. Đây không phải căm thù Trần Đức, chỉ là tính cách như vậy. Phần lớn võ giả đến đảo Khốn Long đã một tháng có thừa, khoảng thời gian này bọn họ không chỉ phải tính toán để phòng giữ các võ giả với nhau, mà còn phải cảnh giác thường xuyên sẽ có long tộc tập kích. Thần kinh lúc nào cũng căng thẳng cao độ, thậm chí ngay cả nghi ngơi một chút cũng không dám. Một tháng nay, đa phần mọi người không chỉ không có được cơ duyên, mà còn chớ nên gầy gò, chớ nên mắc bệnh thần kinh, sớm đã muốn rời khỏi nơi này. Câu hỏi của Lý Thiên Cương đã hỏi đến tâm khảm bọn họ. Nhưng, mọi người đều biết, căn cứ theo truyền thuyết, chỉ có 300 người có thể khỏi đảo Khốn Long. Thứ chờ đợi bọn họ tiếp theo sẽ là một trận chém giết. Bọn họ vừa mong đợi, lại vừa hồi hộp, sợ hãi, tâm tình cực kỳ phức tạp. Dưới sự mong đợi của vạn chúng, Trần Đức gật đầu. Cố Đế Tiêu Thần từng nói, muốn rời khỏi đảo Khốn Long, phải thông qua cầu Nại Hà. Mở ra đại trận cầu Nại Hà, ngay mảnh đất trống dưới thang trời. Lời vừa dứt, bóng người Trần Đức đã đến phía dưới cùng. Đám người Lý Thiên Cương, Khống Lâm Sinh, Thích Thiện, Tu La Tử, La Văn Sơn, Lâm Tử Huyên, Dư Tư Vũ, Cơ Tuyết theo sát phía sau, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Đức. Mà Trần Đức, đứng ở bên bờ biến lớn, anh không nhúc nhích, đang liên hệ với Linh Lung. Linh Lung, cô nhận ra có trận pháp tồn tại không? Đối với trận pháp, Trần Đức tự nhận thua kém hơn nhiều Linh Lung, cho nên, anh không tự tìm, mà hỏi Linh Lung. Chờ chút, tôi tìm xem. Giọng Linh Lung nhỏ dần, một luồng hồn lực hào hùng. Mình mông tự lan tràn trong thức hải Trần Đức. Toàn bộ quá trình, ngoại trừ Thích Thiện có chút phát hiện ra, không có bất kỳ ai cảm thấy có gì đó khác thường. Sau 20-30 giây, hồn lực lui về, Linh Lung nói, thật sự có, chẳng trách lúc trước khi qua đây không có phát hiện, bây giờ xem ra, trận pháp này ẩn núp quả thật quá sâu. Ở đâu? Trần Đức lộ ra vui mừng, anh cũng sớm đã muốn rời khỏi nơi này, muốn đi ra ngoài tìm hiểu một chút bát ngát rộng lớn của đại thiên thế giới. Ngay dưới chân chúng ta. Dưới chân. Không sai, nghe tôi, dưới trạng thái bình thường, sử dụng hết toàn lực,
hạ một quyền xuống khu vực này. Linh Lung nói. Được. Trần Đức gật đầu, tiếp đó, cánh tay lấy đà, đột nhiên hung hãn nhắm ngay một quyền dưới mặt đất. Ầm. Sức mạnh một quyền này của anh cực kỳ khủng khiếp, dù không có chồng lên cực cảnh, tự tại thần ma công cũng đủ giết bất cứ một người nào đó trong nháy mắt. Một quyền đi xuống, thiên địa chuyển động, trong nháy mắt mặt đất liền sụp đổ, tan rã, nứt ra thành từng đường rãnh, phân tách sâu đến 10.000 mét. Sau đó, rõ ràng có thể thấy, trong các khe nứt kia xuất hiện từng trận sáng mờ, ánh sáng vô cùng huyền ảo, từng đường phù văn lóe sáng xen lẫn. Trận pháp, dưới đất này lại giấu trận pháp. Lý Thiên Cương cách gần nhất không khỏi kêu lên một tiếng, đạo gia cực kỳ cao thâm về trình độ trận văn, còn hơn ta thân là cường giả thế hệ trẻ của đạo gia, lúc trước lại không hề phát hiện ra bất kỳ trận văn nào ở đây, hắn ta cực kỳ kinh ngạc. Không chỉ hắn ta, Thích Thiện, Khống Lâm Sinh, Hoắc Hạo, An Như Yên và mấy chục ngàn võ giả tại đây đều rất kinh ngạc. Lẽ nào cái này có liên quan đến cách rời đi? Chắc vậy. Cuối cùng đã có cơ hội rời đi rồi. Sau khoảng thời gian ngắn yên lặng, khu vực này lập tức bộc phát ra tiếng nghị luận đầy kích động, từng ánh mắt giống như nhìn thấy chân bảo hiếm thấy, ánh sáng vang dội. Ầm ầm. Mặt đất không ngừng run rẩy, rất nhanh bụi rơi dưới đáy sâu vô tận, ánh sáng tản đi, tiếp đó giống như bị tiếp xúc với thứ gì, dần dần dâng lên một tế đài. Tế đài giống như một ngọn núi cao khổng lồ, bát ngát, giống như cối xay, quanh thân khắc chẳng chịt phù văn, giống như tiên đoán cổ xưa, hoặc chữ viết kỳ quái nào đó. Nhưng, đợi rất lâu, tế đài không chút phản ứng. Yên tĩnh, vắng lặng. Giống như di vật văn hóa đặt trong viện bảo tàng. Trần Đức đi vòng quanh nhìn một hồi, nửa chữ cũng không nhận ra, Linh Lung, tế đài này chính là đại trận của cầu Nại Hà. Nhưng, đại trận này mở thế nào? Không được, đại trận quá cổ xưa, chạm đến ngoài vùng hiểu biết của bổn cô nương. Trong thức hải hỗn độn, Linh Lung lắc đầu, cô ta cũng nhìn không hiểu phương thức khởi động của đại trận, khả năng chỉ có đọc hiểu chữ viết phía trên mới có thể hoàn toàn khởi động trận pháp. Mấy người có ai biết chữ phía trên không? Quay đầu lại, Trần Đức nhìn về đám người tu la. Tử, Lý Thiên Cương, Khổng Lâm Sinh, Thích Thiện. Từng người nhìn chằm chằm vào tế đàn hồi lâu, rối rít lắc đầu. Muốn rời khỏi đảo Khốn Long thì phải mở đại trận này, nếu không mở được, e rằng chúng ta sẽ không ra được. Sắc mặt Trần Đức nặng nề, không hề dễ nhìn. Làm sao vậy, có ai biết không? Nhanh, có ai biết chữ viết và ký hiệu trên tế đài không? Mau đến xem đi. Đám người Lý Thiên Cương, Khổng Lâm Sinh, Hoắc Hạo, An Như Yên đều hoảng hốt, vẻ mặt khó coi đến mức sắp chảy nước. Trong ánh mắt tràn đầy hốt hoảng. Tôi hiểu. Đúng lúc này, trên thang trời, đột nhiên một dáng người gầy nhó mang theo vài phần sợ hãi, anh ta chậm rãi đi ra. Cảnh giới của anh ta không cao. Dáng vẻ cũng khoảng hóa đạo tam trọng tứ trọng, thân hình gầy gò nhìn qua có vẻ hơi ốm yếu, trong tròng mắt lộ ra chút sợ hãi. Suy cho cùng, những người trước mặt đều là cường giả hàng đầu, tùy tiện một người cũng có thể đè anh ta xuống đất, một ngón tay có thể nghiền ép chôn vùi mình, anh ta không hoảng hốt được sao? Anh tên gì? Gì? Trần Đức chủ động đi lên trước, trên mặt hiện lên vẻ nhu hòa, trước tiên cũng không hỏi anh ta trên tế đài có cái gì, mà hỏi tên anh ta, đây là tôn trọng cơ bản với một người. Lưu Mặc Làm. Người đàn ông này mang theo vẻ kính sợ sâu đậm với Trần Đức, trong mắt anh ta, Trần Bát Hoang lúc này chính là một vị thần, thần của đảo Khốn Long. Được, anh Lưu, xin anh giúp đỡ mọi người, thức tỉnh tế đài. Trần Đức lấy ra một loại quả từ trong tiểu thế giới, trái cây này lấy được từ thang trời, trước đó Trần Tử Phi sở dĩ có thể đến cảnh giới hỗn nguyên cửu giai, chỉ vì hắn ta ăn được cây leo và hoa. Tinh hoa đều ở trong quả này, tôi nguyện ý lấy nó làm thù lao, mời anh mở trận pháp. Cái gì? Lời Trần Đức vừa dứt, mấy chục ngàn võ giả tại đây đều bối rối, chấn động. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ quả kia. Nhất thời không biết nói gì. Quả âm chi? Đúng. Tên loại quả trong tay Trần Đức chính là âm. Đây là tài liệu công khai trong không gian tin tức, trước đó Trần Tử Phi đoạt được hoa và cây leo, có người nhận ra, trên cây leo sẽ ra quả. Quả đó tên là âm chi. Theo như sách cổ ghi lại, quả âm chi 300.000 năm mới nở hoa, 300.000 năm mới kết quả, 300.000 năm mới có thể trưởng thành. Cây leo và hoa của nó có thể giúp võ giả đề thăng thực lực, cảnh giới,
Trần Tử Phi chính là một ví dụ điển hình. Quả thì càng không cần phải nói. Người cảnh giới hóa đạo như Lưu Mặc Lâm có thể luyện hóa, chỉ ít đạt được đến cảnh giới quy nguyên hoặc cảnh giới thiên nguyên. Tấn thăng 2 đến 3 cánh giới lớn. Điều này tương đương với một bước lên trời, chim sẻ hóa thành phượng hoàng. Nhưng, sau khi Lưu Mặc Lâm nhìn chằm chằm quả âm chi hồi lâu, anh ta lắc đầu, công tử, tỏi không cần quả âm chi, tôi chỉ có một thỉnh cầu, hy vọng anh có thể đồng ý. Mặc dù Lưu Mặc Lâm rất muốn quả âm chi, những chí cường giả có mặt tại đây như Lý Thiên Cương, Khổng Lâm Sinh, Thích Thiện đều có chút ghen tị. Loại bảo vật này vạn năm khó gặp. Có thể có được một quả, chính là phúc phận 10 kiếp tu luyện được. Nhưng, Lưu Mặc Lâm từ chối. Mặc dù không nỡ, nhưng vẫn từ chối dứt khoát và quả quyết. Ngay cả Trần Đức cũng rất bất ngờ, anh hỏi, không biết anh muốn tôi đồng ý anh cái gì? Anh Trần, tôi muốn có trong danh sách rời khỏi đảo Khốn Long. Lúc này, Lưu Mặc Lâm nói thắng ra ý nghĩ của mình. Quả âm chi quả nhiên là quan trọng, sau khi ăn vào không chỉ có thể khiến anh ta đề thăng thực lực, còn có thể thay đổi thế chất của anh ta, tiền đồ tương lai vô hạn. Nhưng, tất cả những thứ này đều đặt ra dưới điều kiện tiên quyết có thể tiếp tục sống. Ăn quả âm chi, cần phải luyện hóa. Với cảnh giới, thiên phú và tốc độ luyện hóa của anh ta, làm không tốt thì phải 10 ngày, nửa tháng, thậm chí nửa năm. Anh ta có thể ở trên đảo Khốn Long này nửa năm sao? Hiển nhiên không thể. Chết ở đảo Khốn Long, nhận quả âm chi thì có tác dụng gì nữa? Ách, là tôi sơ sót. Trần Đức có chút choáng váng, theo như suy nghĩ của anh, sau khi Lưu Mặc Lâm ăn quá lâm chi, thực lực được đề thăng, sau đó làm sao có thể rời khỏi đảo Khốn Long đây? Anh quên mất không phải ai cũng giống mình, có thể nhanh chóng chiếm đoạt, luyện hóa những thứ này. Ngược lại anh có mấy phần khen ngợi Lưu Mặc Lâm. Đối diện với cám dỗ to lớn như vậy, vẫn còn có thể cân nhắc rõ ràng lợi và hại trong đó, đúng là một người thông minh. Được, cho anh vào danh sách, chỉ cần có Trần Bát Hoang tôi ở đây thì sẽ bảo toàn để anh rời đi. Trần Đức hứa, ngoài ra, nếu quả thật anh có thể khởi động được trận pháp, quả âm chi tôi cũng tặng anh. Loại chân bảo hiếm thấy như quả âm chi, theo lý mà nói Trần Đức sẽ không lấy ra, suy cho cùng. Không có số mệnh nghịch thiên thì không có khả năng. Anh có thể mang quả ảm chi ra làm thù lao. Ngoài việc Lưu Mặc Lâm có thể khiến anh rời khỏi nơi này, còn có một nguyên nhân sâu xa hơn. Vì, là Linh Lung đề nghị. Cỏ ta nói, tương lai Lưu Mặc Lâm không đơn giản đâu. Có thể đế lại một thiện duyên. Sau này có lẽ mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ. Cho nên Trần Đức mới có thể lấy ra thứ đồ quý giá như vậy, phải biết rằng. Người có thể khiến Linh Lung nói không đơn giản không nhiều. Rất ít. Cho dù là Tu La Tử, Độc Cô Huyền, Lý Thiên Cương, Linh Lung cũng đánh giá họ tương đối tầm thường. Đa tạ anh Trần. Lưu Mặc Lâm mừng rỡ khôn xiết, hành lễ với Trần Đức vô cùng cung kính, nếu như không phải Trần Đức lấy nguyên khí ngăn cản anh ta, e rằng anh ta cũng sắp quỳ ngay tại đây. Được rồi, đi theo tôi. Trần Đức ôn hòa nói. Sau đó... dẫn Lưu Mặc Lâm đến trước tế đài. Lưu Mặc Lâm hơi do dự, anh ta đi về phía tế đài. Khi anh ta qua đó, tất cả mọi người đều hồi hộp dõi theo, nhìn chằm chằm vào anh ta. Một cái hít thở, 10 cái hít thở, nửa canh giờ, một canh giờ. Lưu Mặc Lâm chậm rãi đi quanh tế đài rộng lớn, giống như đang đọc lấy tin tức, mà trong quá trình 3 canh giờ ngắn ngủ, anh ta đột phá rồi. Đột phá không nhiều, 2 cảnh giới nhỏ. Nhưng cái này cũng đủ khiếp người. Phía trên rốt cuộc viết cái gì? 3 canh giờ 2 cảnh giới nhỏ, bao nhiêu người cả đời cũng không làm nổi thành tựu như vậy. Không ai dám đi hỏi anh ta, cũng không ai dám ngăn cản anh ta, bởi vì Trần Bát Hoang vẫn luôn đứng canh ở nơi đó, lúc này ai muốn đi lẻn, chính là đối nghịch với Trần Bát Hoang. Trần Đức không nóng nảy, mà từ từ chờ đợi. Đồng thời, anh cũng tìm thấy Tô Y Y ẩn núp trong đám người. Vết thương của Tô Y Y còn chưa khỏi, mặt đẹp vẫn hơi trắng. Nhưng, thực lực của cô ta lại đề thăng. Người có dấu ấn thiên đạo thật sự rất nghịch thiên. Tu hành một ngày, tương đương với người bình thường tu hành một năm, 10 năm, thậm chí 100 năm, trong nửa tháng ngắn ngủi không gặp, Tô Y Y đã từ cảnh giới quy nguyên đạt đến thiên nguyên. Cách cảnh giới hồn nguyên cũng không xa. Cô tiến bộ thật sự kinh khủng. Trần Đức không khỏi cảm khái.
phải biết rằng Tô Y Y không có được bất kỳ cơ duyên nào, chính là tu luyện một cách phổ thông. Có thể đạt tốc độ nhanh như vậy, tuyệt đối siêu cấp yêu nghiệt. Anh đang cười nhạo tỏi sao? Tô Y Y liếc Trần Đức, cái tên này thật là... Loáng cái từ hợp đạo tăng lên hồn nguyên, còn giết Trần Từ Phi hồn nguyên đỉnh phong trong giây lát, lại còn nói cô nhanh sao? Khụ. Trần Đức ho khan, cái đó, lần trước cảm ơn cô đã liều mình giúp đó. Trả anh một mạng thôi. Giọng nói của Tô Y Y không có gì lay động, cô ta lại khôi phục lãnh đạm thường ngày, nếu không phải anh, tôi đã chết lâu rồi. Vậy, Trần Đức đang muốn nói gì đó. Đột nhiên, rắc, phía tế đài truyền tới một tiếng vang giòn giã. Cùng lúc đó, rõ ràng có thể thấy trên tế đài, tay của Lưu Mặc Lâm đã ấn xuống phủ văn hoặc văn tự trên đó. Tiếp đó, anh ta lại nhấn 7-8 cái. Cắt cá ngón tay, nhỏ máu tươi xuống một vài nơi đặc biệt, ấn quyết trong tay lún xuống, toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, cũng chỉ mười mấy giây. Sau đó, xoạt, trên đài, từng đường ánh sáng sán lạn thoáng chốc lóe lên, giống như cửu thiên ngân hà rơi xuống, chiếu sáng bầu trời, ánh sáng sán lạn rực rỡ khiến mọi người trói không mở nổi mắt. Từng ký tự trên tế đài giống như sống lại, nháy lên sáng loáng, đồng thời diền hóa ra từng đường hư ảnh cổ xưa. Những hư ảnh này nhìn không chân thực, nhưng từ đường nét phân biệt được ra có người có thú, vô cùng to lớn, giống như thiên binh thiên tướng. Lưu Mặc Lâm đứng giữa trung tâm tế đàn, như đứng đầu thần binh, đầu ngón tay kích thích, giống như đang sắp xếp ký tự, lại giống như đang thi triển môn pháp gì đó. Hô hô, cùng giây đó, cuồng phong nổi bốn phía khắp thiên hạ, hạ xuống như bão cấp 100, nếu đối thành một người bình thường, vốn không có cách nào hô hấp. Dù có mặt tại đây đều là cường giả tu võ, bọn họ vẫn cảm thấy trên mặt giống như có dao xoẹt qua, gây nên đau rát. Phụt! Đột nhiên! Trên trời hạ xuống một đường thần lôi, rơi vào biển khơi phía trước thang trời. Trong phút chốc, giống như thần kinh chạm vào biển khơi, đại dương mênh mông vô biên, trong nháy mắt trở nên điên cuồng mãnh liệt, từng tầng sóng biển dâng cao trên ngàn mét chục ngàn mét, âm thanh của sóng thần giống như hồng hoang dã thú gầm thét. Điếc tai nhức óc, thậm chí mang theo công kích với thần hồn. Một vài võ giả yếu hiện giờ hai lỗ tai ứ máu, không nhịn được phát ra kêu thảm thiết. Lâm Tử Huyên và La Văn Sơn cũng cực kỳ khó chịu, sau khi Trần Đức phát hiện, anh dâng lẻn một cái lồng phòng ngự, lúc này hai người mới dễ chịu hơn nhiều. Tí tách, trong nháy mắt lại có mấy đường lôi thần rơi xuống, sóng biến mãnh liệt thêm, giống như có người gây sóng gió dưới đáy biển. Sau chút thời gian đạp về phía sóng lớn ngoài biển khơi, Lưu Mặc Lâm giống như có thần lực bảo vệ cơ thể, cũng không chìm xuống, theo sóng biến cùng dâng lên độ cao vạn trượng, từ trên cao nhìn xuống biển khơi, tay vung lên mang theo sức mạnh quy luật, anh ta lớn tiếng hô. Cầu Nại Hà, lên! Kèm theo tiếng quát lớn của Lưu Mặc Lâm, trong phút chốc, nước biển bắt đầu cuồn cuộn, tiếng sóng thần ngày càng cao, từng vòng xoáy hiện lên. Trong vòng xoáy nứt ra từng đường thần mang nước biến khó mà che giấu. Dưới cái nhìn hồi hộp của mọi người, rất nhanh, đi cùng với sóng thần ầm ầm, đáy nước có thứ gì đó xuất hiện. Cầu Nại Hà. Tổng cộng có 30 cây cầu nối lên từ đáy nước, toàn bộ thân cầu màu đen. Trên thân cầu có nhiều vết nứt, giống như có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, cũng không biết đã xây bao nhiêu năm rồi, tràn đầy khí tức cổ xưa. Cầu dài vạn vạn dặm. Một đầu sông thẳng tới đường chân trời, đầu còn lại cách Trần Đức và mấy chục ngàn võ giả trên ngàn mét. Dưới cầu, sóng biển cuồn cuộn giống như ác thú nuốt người, tương đối khiếp sợ và kinh khủng. 30 cây cầu lớn mang phong cách cổ xưa, lại tràn đầy khí tức thần bí, đứng lẳng lặng trên biển lớn, hiển lặng vững chắc, không có bất kỳ khí tức nguy hiểm tồn tại, giống như so với biển lớn là hai thế giới, hình thành khác biệt rõ rệt. Việc đã đến nước này, rất rõ ràng. 30 cây cầu này chính là đường thông ra ngoại giới. Nhưng, vấn đề đến rồi, cầu này, bọn họ có thể đi lẻn thế nào? Phải biết rằng cầu kia cách bọn họ còn có ngàn mét. Nếu ở ngoại giới, đại thiên thế giới, khoảng cách 1.000 mét đối với bọn họ không tính là gì, trong thời gian ngắn có thể đi qua, nhưng nơi này là đảo Khốn Long, biến khơi trước mắt không phải chưa có người thử nhảy qua, người thử trước đó đều chết hết, không một ngoại lệ. Mà lúc bọn họ thử, biển khơi còn rất tĩnh lặng. Bây giờ còn nguy hiểm gấp vạn lần so với lúc trước. Sóng lớn mãnh liệt như dã thú man dợ ăn thịt người.
ai dám đi qua? Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Xong rồi, cầu này vốn không qua nối đâu. Đường ra ngoài ở ngay trước, lẽ nào không thể đi qua sao? Không có ai suy nghĩ 30 cây cầu kia có tồn tại nguy hiểm gì hay không, bởi vì thân là tu sĩ, bọn họ có thể cảm nhận được nguy hiểm. Mà trên cầu Nại Hà chỉ cho người ta cầm giác yên bình, tĩnh lặng. Huống chi? Trước đó, Trần Bát Hoàng cũng đã nói, anh biết cách rời khỏi đảo Khốn Long, 30 cây cầu trước mắt này chính là con đường rời đi của bọn họ. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là bọn họ nên đi thế nào? Ầm ầm. Lúc mọi người còn đang nghi ngờ. Đột nhiên, bên bờ, nước biến cuồn cuộn mở ra một trận sóng biến cực lớn, cao trên ngàn mét, giống như một thành tường dày, trong sóng biển thấy rõ ràng 30 chiếc thuyền từ dưới đáy hiện lên theo sóng. Trong chớp mắt, sóng lùi lại, 30 chiếc thuyền đậu sát bên bờ. Mà quỷ dị hơn là, mỗi một chiếc thuyền còn có một bóng người. 30 người, mỗi người đều khoác áo tơi, đầu đội nón lá, tay cầm mái chèo. Mà điều kỳ quái hơn là dưới lớp nón lá không phải một khuôn mặt, chỉ có hai đám lục mang yếu ớt giống như ma quỷ địa ngục, toàn thân trên dưới lộ ra vẻ âm u trấn nhiếp tâm hồn người khác. Dù là người đến từ tộc Tu La như Tu La Tử, nhìn thấy bọn họ cũng không tự chủ mà lạnh run lên. Hiện ra vẻ kiêng kỵ. Cho đến lúc này, cuối cùng Trần Đức đã hiểu, tại sao chỉ có thế có ba chẵng người rời đi. 30 chiếc thuyền. Mỗi chiếc thuyền tối đa chỉ có thể chờ 10 người. Đương nhiên đây vẫn chưa phải nguyên nhân cuối cùng. Suy cho cùng, phải biết rằng người có tiểu thiên địa như Trần Đức, dù trong tiểu thiên địa mang theo mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy chục ngàn người thì cũng sẽ chỉ chiếm không gian của mình anh thôi. Nguyên nhân chí mạng nhất, trực tiếp nhất vẫn là trên chiếc thuyền kia có gì đó đặc biệt. Rất rõ ràng, dù là tu sĩ cảnh giới hóa đạo hoặc dưới hóa đạo cũng có thể cảm nhận rõ ràng một loại áp chế. Nói thế nào nhỉ, giống như một loại quy tắc giữa trời đất, trong khoảnh khắc 30 chiếc thuyền xuất hiện, tất cả mọi người đều đã biết, mỗi chiếc thuyền chỉ có thể chứa 10 người. Mà 30 chiếc thuyền này sẽ đưa bọn họ đi thông đến cầu Nại Hà, rời khỏi đảo Khốn Long. Chúng ta đi. Trán Trần Đức hơi nhăn lại, không chút do dự. Chọn một chiếc thuyền gần nhất, anh vận chuyến nguyên khí đưa mấy người bao gồm La Vân Sơn, Lâm Tử Huyên, Dư Tư Vũ, Tô Y Y, Cơ Tuyết, Lưu Mặc Lâm lên thuyền. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ ai dám cản. Càng không có bất kỳ ai dám nói nửa chữ, suy cho cùng anh hiện là cường giả mạnh nhất đảo Khốn Long, không ai sánh bằng. Thêm Linh Lung, thú nhỏ Tiểu Y và cả Trần Đức, tổng cộng 9 người. Chỉ còn lại một vị trí, Tu La Tử, Độc Cô Huyền, hai người các anh có một người có thể đi cùng tôi. Trần Đức nhìn hai người, đưa ra lời mời. Ngược lại anh không lo lắng hai người không có cách rời khỏi đảo Khốn Long, với thực lực của bọn họ thì vẫn có thể chiếm một chỗ ngồi riêng. Vậy thì đế tôi. Tu La Tử như Phật Thích Ca, cười khanh khách rồi nhảy lên thuyền. Khốn Long, không ai sánh bằng. Thêm Linh Lung, thú nhỏ Tiểu Y và cả Trần Đức, tổng cộng 9 người, chỉ còn lại một vị trí. Tu La Tử, Độc Cô Huyền, hai người các anh có một người có thể đi cùng tôi. Trần Đức nhìn hai người. Đưa ra lời mời. Ngược lại anh không lo lắng hai người không có cách rời khỏi đảo Khốn Long, với thực lực của bọn họ thì vẫn có thể chiếm một chỗ ngồi riêng. Vậy thì đế tôi. Tu La Tử như Phật Thích Ca, cười khanh khách rồi nhảy lên thuyền. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Độc Cô Huyền luôn đi một mình, không có nói nhiều, hắn ta xoay người đi về phía một chiếc thuyền khác. Cùng giây đó, Lăng Nhất Hải cũng di chuyến. Hắn ta dẫn theo người làm của mình chọn một chiếc thuyền rồi xông lên. Đoàn Phong Trần, Hoắc Hạo, An Như Yến, Trương Đình Ngọc dẫn theo người của mình lần lượt chiếm cứ 4 chiếc thuyền, đương nhiên. Người bọn họ dẫn theo rất nhiều, đâu phải chỉ 8-9 người, như Hoắc Hạo dẫn theo chẽn trăm người đến đây. Nhưng, những người đó đều bị hắn ta buông bỏ, chọn 9 người mạnh nhất đi theo hắn ta. Mấy người còn lại tự nghĩ cách. Đoàn Phong Trần, An Như Yến cũng vậy. Bọn họ rất rõ, mặc dù mình mạnh, nhưng người trên một chiếc thuyền có giới hạn, nếu chiếm hết tất cả thuyền, mấy chục ngàn võ giả tại đây tuyệt đối sẽ mất đi lý trí, liều mạnh quy ra tay với bọn họ. Bọn họ, không phải Trần Đức, không có thực lực trấn áp tất cả mọi người, làm không tốt, đến lúc đó sẽ khó bảo toàn mạng sống, tự rước họa vào thân. Trong 30 chiếc thuyền chỉ còn lại 23 chiếc.
những cường giả hạng 2 hạng 3 bỏ mặc tất cả tùy tùng, cùng nhau liên minh, chiếm cứ 4 chiếc thuyền, bắt đầu khởi động mô hình tự vệ. Gần như cùng lúc, xông tới, nhanh, cướp vị trí. Mẹ nó, liều mạng, nhất định phải sống sót rời đi. Đảo Khốn Long điên cuồng, 40-50 ngàn võ giả như cá giết vượt biển, đồng thời xông về 18 chiếc thuyền còn lại. Mỗi chiếc thuyền 10 người, 40-50 ngàn người, cuối cùng chỉ có 180 người có thể rời đi. Cộng thêm cả 9 vị trí ở chỗ Độc Cô Huyền. 189 người. Số còn lại đều sẽ bị bao vây tại ổ đây, ở lại đảo Khốn Long, thời gian dài sẽ chết. Thiên Sát Tông tôi chiếm một chiếc thuyền, người đến mau lui về phía sau. Đờ em, Thiên Sát Tông là cái quái gì mà dám phách lối như vậy? Đùng, ầm ầm. Trong nháy mắt, Thiên Sát Tông chạy về phía trước, vừa lên thuyền, người nói kia đầu rơi xuống đất, vừa rơi liền bị đạp nát bét, giống như dưa hấu vỡ tan tành, não bắn tung tóe, thần hồn bị chôn vùi, người còn lại của Thiên Sát Tông ngay cả thi thế cũng không còn, trực tiếp nổ tung, rơi xuống biển sâu, trong nháy mắt bị nuốt chửng. Giết! A! À. Đi đôi với tiếng giết, hỗn chiến liền bùng nổ. Các loại vũ khí, quyến trục, võ kỹ vào lúc này. Được từng võ giả thi triển ra không hề giấu giếm. Trời đất đại loạn. Ánh sáng rực rỡ sán lạn mang theo máu bân ra, trời đêm nhuộm thành màu đỏ, mùi máu tanh kèm âm thanh chém giết chói tai. Bố, mẹ, con cái bất hiếu, không thể quay về báo hiếu hai người. Cứ thế chết ở đây sao, không cam lòng, tôi không cam lòng đâu. Đứa trẻ, ngốc, con nhất định phải giành được một con đường để rời đi. Mày, Ly Nhỉ, mày phản bội tao. Ha ha, anh cho rằng tôi thật sự yếu anh sao, chẳng khác nào ngâm trong nước tiểu của chính mình, đừng liên lụy đến tỏi, cút đi. Trong đám người, hết tu sĩ này đến tu sĩ khác ngửa cố hét lớn, người bị thương nặng, chỉ đế lại một câu cuối cùng rồi ngã trong vũng máu, cơ thể nhanh chóng bị tu sĩ khác xông lẽn đạp thành bùn lầy. Có người lấy tính mạng làm người mở đường. Có người lấy tính mạng người khác đế mở đường cho mình. Trận chiến giữa mấy chục ngàn võ giả còn kinh khủng hơn nhiều so với chiến tranh của người bình thường, từng đám mây hình nấm dâng lén, không gian liên tục đứt gãy, giống như vải rách đang đong đưa trước mũi, trở nên trừu tượng, vặn vẹo. Từng bóng người xông lên, lại biến thành từng thi thể rơi xuống, thậm chí trực tiếp hóa thành mưa máu, thịt nát, nhìn mà giật mình. Ai? Trần Đức thở dài, anh đã nhìn thấy chiến tranh quá nhiều, bản thản chính là đi ra từ trong đống người chết. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc này, nội tâm vẫn có chút khó chịu. Nhưng anh không phải thánh màu, trong tình hình này, anh chỉ có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Những cái khác, anh không quản được, chỉ có thể nhìn. Tánh tượng này cũng chỉ là loại cánh tượng. Nhỏ không thể nhỏ hơn trong đại thiên thế giới. Giọng nói của Linh Lung chậm rãi vang lên trong đầu Trần Đức, đại thiên thế giới, một tông môn thế lực hơi lớn chút đều có mấy chục triệu người, trên trăm triệu người. Đấu tranh và chiến đấu giữa tông môn còn thê thảm hơn nhiều so với trước mắt, anh phải làm quen đi. Đám cường giả Lý Thiên Cương, Khổng Lãm Sinh, An Như Yên, Đoàn Phong Trần, Lăng Nhất Hải rõ ràng đã nhìn thấy thường xuyên, vẻ mặt không hề có bất kỳ thay đổi, giống như xem kịch hay, theo dõi tất cả những thứ này. Cho dù là Lưu Mặc Lâm, Dự Tư Vũ, Cơ Tuyết, Tô Y Y, Lâm Tử Huyên cũng tỏ ta rất bình tĩnh, thế giới của võ giả chính là tàn khốc như vậy, người mạnh sống. Người yếu chết. Mỗi một cường giả đều từ trong biến máu xông ra. Không trải qua máu tươi, không coi là cường giả. A-di-đà Phật. Vẻ mặt Thích Thiện hiện lén thương xót, miệng tụng Phật hiệu, sau đó miệng môi cùng cử động. Như đang niệm kinh, từng chữ ngưng tụ trào ra từ trong miệng hắn ta, giống như đang siêu độ vong hồn. Giữa thiên hạ tràn đầy chém giết. Trong mơ hồ vang dội tiếng niệm kinh của Thích Thiện. Sát khí. Máu tanh trong không khí cũng vì vậy mà bớt đi rất nhiều, một vài tu sĩ giết đến đỏ mắt cũng thanh tỉnh từ trong tàn sát. Đáng tiếc, nã khủ nu vừa ô sách láu, ủ 110 hò sách bàn ô vẽn tiếu thu vết ná vê ra ra đim chế tác phá trãi hãnh, chưa? Đối mặt với sinh tử, đối mặt với tàn sát quy mô lớn như vậy, hiệu quả niệm kinh của hắn ta có hạn, cực kỳ nhỏ, tàn sát vẫn đang tiếp tục. Đoàng, ầm ầm, trời đất loạn lạc. Đất đai sụp đổ, hư không sôi trào, quy luật và đạo văn cùng gào thét, đao kiếm tranh giành, súng búa di chuyến, máu tươi như mực, nhuộm đỏ đất đai. Trận chiến này đánh đến mức trời đất tối tăm hỗn loạn.
dưới 18 chiếc thuyền, không biết đã chết bao nhiêu người. Nơi đó giống như chỗ quy tụ sinh mạng, trong giây phút ngã xuống đã trở thành cõi vĩnh hằng của vô số người. Rào. 2-3 canh giờ sau. Biến lớn. Đột nhiên gào thét. 30 chiếc thuyền chuyển động. Giống như nghe thấy lời hiệu triệu gì đó, 30 bóng người đồng loạt lướt mái chèo, bắt đầu chậm rãi rời khỏi bờ biến. Không. Mau lên thuyền, mau lên thuyền. Trong phút chốc, các tu sĩ còn lại đã phát điên, bọn họ điên cuồng đuổi theo con thuyền, chỉ tiếc là phần lớn số người không thể lên thuyền. 18 chiếc thuyền. Vốn dĩ có 180 người rời đi. Nhưng cuối cùng, bởi vì tranh đấu, không ai chịu nhường ai, chỉ có hơn 100 người đi lên, trên thuyền, mỗi một vị trí đều có máu. Rào 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 rào. Sóng biển nhấp nhô, biển lớn dâng cao, rất nhiều võ giả liều mạng đuổi theo thuyền, vô tình chìm xuống biển, bị nước biển nuốt chừng. 30 chiếc thuyền. Chậm rãi rời đi, biển lớn dâng lẻn một lớp sương mù dày đặc quỷ dị, biến mất trong hơi nước. Đám người Trần Đức đến trước cầu Nại Hà, lần lượt đi lên. Khi bọn họ rời đi, 30 chiếc thuyền đã vỡ, hóa thành gò vụn, chìm vào đáy biển. A-di-đà Phật, khóe mắt Thích Thiện chảy xuống một giọt nước mắt, hắn ta khác với đại đa số tín đồ Phật giáo, từ khi ra đời cho đến bây giờ, hắn ta chưa từng giết ai, càng không muốn có ai chết, lòng mang đại thiện. Hôm nay lại nhìn thấy mặt u ám của các loại nhân tính, các loại máu tươi và sự tàn sát, trong lòng cực kỳ khó chịu. Đi thôi. Đến trước cầu Nại Hà, mọi người không kịp chờ đợi tiến vào hành trình. Hành trình rất dài chẽn đảo Khốn Long. Cuối cùng đã kết thúc. Trên mặt mỗi người đều mang theo thoải mái, thở phào nhẹ nhõm. Trần Đức cũng mang theo vài phần khao khát, cuối cùng có thể nhìn thấy cố hương của Linh Lung Đại Thiên Thế Giới một cách chân chính. Gầm, gầm. Long Vương mà Lý Thiên Cương và Độc Cô Huyền Thu Phục cũng đi ra, phát ra từng tiếng gầm thét. Con Long Vương mà Trần Tử Phi kế thừa, Trần Võ Si bắt cũng bị Hoắc Hạo lấy được, lúc này cũng xuất hiện, ba con Long Vương gầm dài, giống như đang hô hoán cái gì. Đồng thời, Trần Đức nhìn thấy bên bờ khác của biển khơi, từng con khủng long cao lớn chạy như điên tới, khi bọn chúng xuất hiện, đáo Khốn Long sấm chớp rền vang, sét đánh trùng trùng. Có vẻ bọn chúng đi đến bên bờ, giống như đưa tiền ba con Long Vương đang gầm thét. Y nha! Cùng giây đó, trong thiếu thế giới của Trần Đức, thiếu y tỉnh giấc, một tiếng xoẹt liền xuất hiện, nó đứng trên vai anh. Dường như rất tức giận, người đứng thắng, 10 ngón tay chỉ trỏ vào một con Long Vương, giống như đang mắng bọn chúng quấy rầy giấc ngủ của mình. Trong nháy mắt, ba con Long Vương đang gầm thét liền im lặng, bò lốm ngốm trên đất, run lấy bấy. Lập tức, tất cả mọi người ném ánh mắt cổ quái về phía thiếu y. Tẻn nhóc này có lai lịch gì? Thậm chí đến cả Long Vương cũng sợ. Trên thực tế, không chỉ như vậy, khi thiếu y chỉ trỏ, ngay cả khủng long bên bờ biển cũng đều im lặng, sấm chớp vốn rền vang bầu trời, đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng. Cảnh tượng quỷ dị này khiến tất cả mọi người cực kỳ kinh hãi. Dù là Trần Đức cũng vô cùng bất ngờ. Thiếu y, rốt cuộc là loại gì? Sau một trận, y nha, thiếu y liền quay về thiếu thiên địa, lại chìm vào giấc ngủ. Tất cả khủng long bao gồm cả ba con Long Vương cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì. Bên ngoài đảo Khốn Long, sương mù dày đặc đã bao phủ hơn 3 tháng, trên Tây Hải, một vùng mờ mờ, nhìn cái gì cũng không chân thực. Sương mù dày đặc bao quanh, chẽn mặt biến, từng hòn đảo, cung điện, thuyền lớn đứng vững, thậm chí còn có lâu đài giống như tiên cảnh ngoài biển, vây quanh ngoài ngàn mét trong sương mù dày đặc. Đây đều là những căn cứ địa tạm thời mà các thế lực xây dựng ở đây, như nhà họ Trần, như hải tộc Tây Hải, như nhà họ Đoàn, còn có các tông môn khác, v.v. Bọn họ ở đây chính là để đón những người quay về từ đảo Khốn Long. Hôm nay, Oao Khôn Long Yên TMS 3 thân, óp nhiên soát hiên ba mirai cây cao. Ba mirai cây siêu tô ra ơn sang trôi loi, dài dao lô sang, than bi quy DJ. Ba mirai cây ô này lấp tai kinh rông đen nghe đi cất đỡ y tớp lôn và xét gia tộc y ông CSD DPA dây. Trên tiếng hồn dâu, cung diên, thuyền y 6N, triền ham, bông ngai cao vắt, khi tai sơ ảng dai tràn ngấp ra, chân nhớp lòng nghe đi, nhìn châm châm vào tiếng cây CO. Mà trong dâu, cô mốt hồn dâu Red Dark Beer. Trên dâu, mốt lớ co giang bay phát phôi. Trên la sơ, mốt CSCA chân gian sen tung hoành.
dưới cờ có 3 người. Một người chết, 2 người sống. Người chết là một lão giả tóc hoa râm, trên người ông ta không hề có bất kỳ vết thương, nhưng đã chết. Rất rõ ràng, người giết ông ta đã dùng một chiêu chí mạng. Người còn sống là một nam một nữ. Nếu Trần Đức ở đây, nhìn thấy bọn họ, nhất định sẽ nhận ra. Người nam không phải ai khác chính là kẻ thù giết bố anh, Trần Nguyên Vũ. Mà nữ, dáng người tuyệt đẹp, cách ăn mặc không khác gì so với thế tục địa cầu, mặt mũi mỹ lệ xinh đẹp, mang nét đẹp phương Đông, lại có nét tươi đẹp của phương Tây, trong thần thái có mấy phần giống với Tống Ngữ Yên. An Nhã Hy, người đó là người phụ nữ Trần Đức yêu nhất KSL còn làm quân nhân. Người đó vốn dĩ phải cùng chết với anh em của anh. Có lẽ, trên thế giới này, người nhớ đến An Nhã Hy không nhiều, người biết về An Nhã Hy lại càng ít. Cỏ ấy xuất hiện trong thế giới của Trần Đức quá sớm. Sớm đến mức chỉ có những người anh em đã mất của anh và những chiến hữu cũ ngày xưa mới biết, cô ấy từng là người phụ nữ anh yêu nhất, người đã từng khiến anh cai rượu. Vốn dĩ phải giống những người anh em của anh, chết trong trận tàn sát kia. Nhưng, cô ấy lại mất tích, không có để lại bất kỳ tung tích nào ở giới thế tục địa cầu và trong giới võ giả. Lúc này, cô ấy lại xuất hiện rồi, đứng bên cạnh kẻ thù. Giết bố Trần Đức, Trần Nguyên Vũ. Dáng người sexy tương đối chọc giận người khác, khiến ai cũng phải liếc mắt nhìn, rất khó rời đi, khuôn mặt xinh đẹp hết sức thu hút. Chỉ là không ai dám nhìn lâu. Bởi vì, người đàn ông ngồi xếp bằng chẽn hư không ở bên cạnh cô ấy quá mạnh. Mạnh thế nào? Mạnh đến mức cùng là người nhà họ Trần, ông ta vừa đến liền giết cường giả cảnh giới hỗn nguyên trên đảo trong nháy mắt, toàn bộ quá trình chỉ dùng một ánh mắt. Ông chắc chắn, anh ta đến rồi. Trên mặt đẹp của An Nhã Hy mang theo vài phần phức tạp, bao năm không gặp, người đàn ông ngày xưa cuối cùng đã đến đại thiên thế giới rồi sao? Không sai đâu. Giọng nói của Trần Nguyên Vũ mang theo 3 phần thản nhiên, 3 phần lạnh lùng, 3 phần vô tình, Trần Tử Phi chết trong tay hắn, mệnh hồn bài chiếu đến hình tượng và khí tức gia tộc, 100% là hắn. Vậy, chủ nhân, lần này ông muốn giết anh ta sao? An Nhã Hy thận trọng dò hỏi. Vấn đề này Trần Nguyên Vũ không trả lời cô ấy, giống như không nghe thấy, trực tiếp coi thường, đôi mắt kia nhìn về phía 30 cây cầu kia. Cầu Nại Hà xuất hiện rồi. Giống như một kíp nổ thổi bùng lén, khiến vô số tu sĩ nâng cao 200% tinh thần, dù là cung điện, hòn đảo, chiến hạm hay là từng chiếc thuyền lớn cũng vậy thôi, lúc này người đứng chật ních, nhìn chằm chằm vào cây cầu phía trước. Có động tĩnh. Đúng lúc này. Trong hư không, không biết ai quát lẻn một tiếng. Sau đó, rõ ràng có thể thấy được. Trên 30 cây cầu Nại Hà mờ mờ trong sương, xuất hiện từng bóng người quét mắt tới, tổng cộng không tới 200 người. Lý Thiên Cương, Thích Thiện, Khổng Lâm Sinh, An Như Hèn, các cường giả bước vào đảo Khốn Long lần lượt đi ra. Nhưng, người đi ra ngoài quả thực quá ít. Mấy trăm ngàn người tiến vào, cuối cùng, chỉ có hơn 200 đi ra, phần lớn trong đó còn bị thương nặng, kế cận cái chết. Bọn họ trải qua trận chém giết tàn nhẫn mới giành được một chỗ cuối cùng, rời khỏi đảo Khốn Long. Xoạt, 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 từng bóng người giống như sao rơi. Xoẹt qua không trung Tây Hải, trải qua mấy tháng khó khăn. Cuối cùng bọn họ đã quay về, ai nấy đều mừng đến rơi nước mắt. Cuối cùng đã ra được rồi. Đúng vậy, hu hu. Ha ha ha, tôi đã sống sót trở về. Các võ giả kích động không thôi, ngứa mặt lên trời hét lớn, chuyến đi này không thể nghi ngờ, bọn họ là may mắn trong may mắn, không chỉ là còn sống rời đi, thực lực còn được đề thăng tăng vọt. Trần Bát Hoang. Lần sau lại uống rượu của anh. Độc Cô Huyền đến bên cạnh Trần Đức, sau khi nói một câu từ giã, hân ta chắp hai tay sau lưng, cùng người bạn Long Vương rời đi, người như cầu vồng. Rất nhiều người cũng thấy Độc Cô Huyền, nhìn thấy cả Long Vương bên cạnh hắn ta. Nhưng, không ai dám ngăn cản. Dù hắn ta chỉ là một tẽn bỏ đi nhà Độc Cô, với tính cách bao che của nhà Độc Cô, ở đại thiên thế. Giới, ngoại trừ trí cường giả chân chính. Rất hiếm có người dám động đến hắn ta, huống chi còn dưới con mắt của mọi người. Trần Bát Hoang, hắc hắc, cậu cũng phải cẩn thận, đã có rất nhiều người chú ý đến cậu. Tu La Tử cười hắc hắc, tay cầm dao phay, mặt tươi cười. Khi nói chuyện, sau lưng hắn ta bỗng xuất hiện một cánh cửa,
sau cửa tràn ngập khí tức vô cùng kinh khủng, rét lạnh, u ám. Lời vừa dứt, Tu La Tử đã tiến vào, trong nháy mắt biến mất, không còn tung tích. Tôi đã rất cẩn thận mà, phải không? Trong nháy mắt rời khỏi đảo Khốn Long, Trần Đức đã che giấu khí tức của bản thân mình. Nhưng vẫn còn có rất nhiều người chú ý đến anh, từng đường thần thức phong tỏa trên người Trần Đức. Những thần thức này không một ngoại lệ, đều vô cùng mạnh, so với những võ giả trên đảo Khốn Long, mạnh đến mức không phải chí một chút. Tiểu thư, chúng ta cũng nẻn quay về báo cáo gia tộc thôi. Chẽn mặt La Văn Sơn mang theo vẻ tang thương, mệt mỏi. Mấy ngày nay, ông ta không hề thoải mái một giây phút nào, lúc này, việc đầu tiên phải làm sau khi rời khỏi đảo Khốn Long chính là tránh xa chỗ thị phi này. Ông ta rất rõ. Sở dĩ nhà họ Lâm có thể đến đảo Khốn Long, không phải bởi vì Lâm Tử Huyên mạnh, chỉ là vì gia tộc của bọn họ ở thành Thiên Hải, cách đảo Khốn Long rất gần. Lúc này, người còn sống nhìn qua quá ít, nếu tiếp tục ở lại, rất có thể sẽ rước lấy thị phi, vì bọn họ yếu lắm rồi. Không chịu nổi thêm những tranh chấp không cần thiết. Lâm Tử Huyên cũng biết đạo lý này, cô ta khẽ vuốt cằm, đôi mắt trong trẻo rơi lẻn người Trần Đức, anh. Trần, tôi phải về nhà báo bình an, từ biệt tại đây. Được. Trần Đức gật đầu, ấm áp nói, chú ý an toàn, chú La, về sau gặp phải khó khăn gì, nhớ đến thạch phù tôi cho, chỉ cần thôi thúc nó, tôi sẽ nhận được tin. Yên tâm. La Văn Sơn nói, tên nhóc Trần, tiếp theo, cậu nhất định phải cẩn thận mọi chuyện. Sau lời chào tạm biệt ngắn ngủi, hai người rời đi. Dư Tư Vũ cũng không ở lại lâu, cô ta biết vì được chú ý nhất ở đảo Khốn Long, Trần Đức sẽ gặp một vài khó khăn. Cô ta ở lại đây không chỉ không giúp được gì, còn gây cản trở. Cho nên, không có một chút xíu lưu luyến. Đại thiên thế giới thủ đoạn khác nhau, một khi thoát khỏi nơi đặc thù như đảo Khốn Long, sự chênh lệch giữa võ giả Vân Tiêu giới và bọn họ sẽ được thể hiện ra. Như Dư Tư Vũ, chỉ xua tay một cái, quăng một truyền tống trận tương tự máy móc, một bước đi vào trong, cửa lớn đóng lại. Tô Y Y thì càng khoa trương hơn. Trong nháy mắt từ đảo Khốn Long đi ra, phù. Văn trên quần áo nở rộ, tiêu diệt tất cả khí tức của cô ta, giống như một người bình thường đi giữa đám người, sau ba bước dần dần trở nén vô hình, lại mất tăm. Ngoại trừ số ít cường giả, đại đa số người đều rời đi với tốc độ nhanh nhất. Tuyết Nhi, chúng ta cũng đi thôi, đến thảm nhà cô. Giúp cha cô điều trị vết thương. Trần Đức cười ôn hòa. Xia. Cơ Tuyết đỏ mặt, khẽ gật đầu, trong tay kết ấn, đột nhiên dưới chân xoay tròn nước biến Tây Hải, xuất hiện một vòng xoáy, đây là thông đạo của gia tộc, Trần Đức, theo tôi. Cơ Tuyết nắm tay Trần Đức, muốn đi vào trong. Chờ chút. Trần Đức gọi cô ta, sau đó, một lát sau đứng chặn trước mặt Đoàn Phong Trần, anh, theo tôi một chuyến. Lúc này, Đoàn Phong Trần đang giao thiệp với một võ giả, lão giả kia là người đến đón hắn ta, rất mạnh, dáng vẻ hồn nguyên tám giai. Nhìn thấy Trần Đức qua đỏ, hắn ta hơi ngấn người, sau đó quát, tên khốn, anh là ai, muốn chết hả? Dám! Bốp! Lời hắn ta còn chưa dứt, Trần Đức liền tát một phát lên mặt hắn ta, cường giả hỗn nguyên tám giai, trực tiếp bắn xa 400-500 mét, rơi xuống mặt nước, hàm răng cũng bị rớt. Ngay cả khuôn mặt cũng máu thịt mơ hồ. Bị thương nặng. Một cái tát của Trần Đức trực tiếp đòi nửa cái mạng của hắn ta. Con mẹ nó mày là cái đếch gì, ông đây muốn chết đấy, động vào tao thử xem. Trần Đức lạnh lùng quét mắt nhìn hân ta, nói. Cũng đúng, dù sao nơi này cũng là Tây Hải, nhà họ Đoạn cách nơi này không xa, khá là gần, chỉ cần nửa canh giờ là có thể đến nơi. Nếu Trần Bát Hoang không sợ, không nhát gan thì mới là lạ. Phản ứng của Đoàn Phong Trần khiến Trần Đức hơi ngẩn người, không hiểu tên này lấy đâu ra dũng khí, nụ cười trở nên cứng đờ, ngạc nhiên. Vẻ mặt của anh càng khiến Đoàn Phong Trần tin tưởng chắc chắn với suy nghĩ của mình, biểu cảm trở nên ngông nghênh, hung dữ. Ha ha, Trần Bát Hoang, sao thế, không nói gì hả, có giỏi thì mày giết Đoàn Thương Hải đi, sao thế, không dám giết hả? Mày cũng biết sợ, biết kiêng dè sao? Huệ Nhược Vân cũng hoàn hồn lại. Thấp giọng nói, Trần Bát Hoang, anh rất lợi hại mà. Tôi nói cho anh biết, nơi này là Tây Hải, thành trì gần Tây Hải nhất tên là thành Thiên Hải. Trong thành Thiên Hải, nhà họ Đoàn đủ khiến anh tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Khi Huệ Nhược Vân nói, cũng hơi lạc giọng,
cắn răng cắn lợi kèm theo vẻ ghê tởm gay gắt, khó khăn lắm cô ta mới từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, suýt nữa thì vì Trần Đức mà biến trở lại thành chim. Sẻ đáng ghét, hiện giờ, cuối cùng cô ta lại nhìn thấy hy vọng, chỉ mong Trần Đức chết ngay lập tức. Ngu dốt! Nghe xong lời của hai người, cuối cùng Trần Đức cũng hiểu tại sao bọn họ ngạo mạn như vậy, không khỏi bĩu môi. Trong lúc nhả ra hai chữ ngu dốt, Trần Đức lật tay trực tiếp tát vào mặt Đoàn Phong Trần, Đoàn Phong Trần cảm thấy trời xoay đất chuyển, chết ngất ngã thẳng xuống đất. Hắn ta ngã xuống, đồng thời nước dưới người đông cứng lại. Không cho hắn chìm xuống. Cũng đúng lúc này, chân của Trần Đức trực tiếp dẫm lên mặt của hắn ta, một luồng nguyên khí ép thần thức của Đoàn Phong Trần, trong phút chốc, khiến Đoàn Phong Trần tỉnh lại. Không có sự cho phép của anh, ngay cả quyền ngất đi, Đoàn Phong Trần cũng không có. Đoàn Phong Trần mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh của Trần Bát Hoang, hắn ta chỉ cảm thấy toàn thân băng lạnh, cả người không khó chịu. Nếu mày bảo tao giết con chó già đó, tao cho mày toại nguyện. Trần Đức nhàn nhạt nhìn Đoàn Phong Trần, cũng không quay đầu, đưa một ngón tay ra, chỉ về phía Đoàn Thương Hải. Toàn thân Đoàn Thương Hải băng lạnh, cả người tuyệt vọng, hầm hầm trừng mắt nhìn Đoàn Phong Trần, mẹ kiếp. Mày muốn thể hiện thì thể hiện, việc vì phải mang cái mạng của tao ra để thể hiện. Ông ta hận không thể xông lên cắn chết Đoàn Phong Trần. Chỉ đáng tiếc đã hết cơ hội. Ngay sau đó, xoạt, một tia nguyên khí bắn ra từ đầu ngón tay của Trần Đức như chớp điện, ép Đoàn Thương Hải. Gần như cùng lúc, Đoàn Thương Hải chết. Ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, nơi chân mày xuất hiện một lỗ máu, ngã thẳng xuống. Không còn chút hơi thở. Đoàn Phong Trần và Huệ Nhược Vân đều thôn người. Lần này hai người họ hoàn toàn bị Trần Bát Hoang trấn áp, toàn thân băng lạnh, thậm chí Huệ Nhược Vân bên cạnh trực tiếp sợ tè ra quần, đúng quần ướt sũng, trên trán từng giọt mồ hôi rơi xuống, sắc mặt như sơn một lớp sơn trắng, còn khó coi hơn người chết. Đoàn Phong Trần mở to đôi mắt, sâu trong đồng tử tràn đầy kính sợ, khủng hoảng và sợ hãi sâu sắc. Còn xung quanh, một số tu sĩ cũng vô cùng chấn hãi. Kẻ điên. Tên nhóc đó tuyệt đối là kẻ điên. Dám giết người của nhà họ Đoàn chẽn địa bàn của Tẩy Hải. Quá điên cuồng rồi. Điên cuồng đến mức khiến người ta không dám. Một số chuyện của Trần Đức trên đảo Khốn Long sớm đã được người ta truyền đến khắp đại. Thiên, có rất nhiều người ở đây đều biết. Bọn họ biết Trần Bát Hoang rất mạnh, nhưng không ngờ anh cuồng ngạo, không hề kiêng sợ như vậy. Một số người vốn muốn, mời, anh về, có ý đồ với anh, lập tức thu lại suy nghĩ không thực tế này. Bởi vì kẻ tẽn Trần Bát Hoang này đã khiến họ chấn hãi. Cuồng ngạo như vậy, nhất định có bối cảnh rất lợi hại, nếu không, tuyệt đối không dám ra tay với người nhà họ Đoàn ở Tây Hải này. Bây giờ, mày có đi theo tao không? Khóe miệng Trần Đức cong lên một nụ cười tuyệt đẹp hỏi. Nụ cười này rơi vào trong mắt Đoàn Phong Trần chẳng khác gì nụ cười ma quỷ, hẳn ta nuốt nước miếng, mới gật đầu một cách khó khăn, tôi đi theo anh, coi như anh thức thời. Trần Đức thu bàn chân lại. Ngay sau đó, anh lại đến trước Lưu Mặc Lâm, âm thầm giao quả âm chi cho anh ta, nói. Lần này mở cầu Nại Hà, chắc hẳn anh có được không ít cơ duyên và được tăng cấp, lần sau gặp lại anh, hy vọng có thể có bất ngờ. Cảm ơn anh Trần. Lưu Mặc Lâm chắp tay với Trần Đức. Trần Đức vỗ vai anh ta, mau đi đi, nơi này đông người phức tạp, tôi sợ có một số người có thể sẽ ra tay với anh. Được, anh Trần, có duyên sẽ gặp lại. Lưu Mặc Lâm bái tạ Trần Đức lần cuối cùng, ánh mắt cảm kích sâu sắc, sau đó, rời đi với tốc độ nhanh nhất. Trần Đức và Cơ Tuyết, Đoàn Phong Trần cùng đến nhà họ Cơ. Huệ Nhược Vân đứng tại chỗ, giống như bị mất hồn, chân tay luống cuống. Vốn không có ai quan tâm đến cô ta. Những người trước đó muốn ra tay với Trần Đức, muốn mời anh về, cũng không có ai dám ra tay, chẳng còn cách nào, lần này người của các gia tộc lớn, người của các gia tộc, thế lực phái đến đều không mạnh, nhiều nhất cũng chỉ là hồn nguyên đỉnh phong, còn Trần Bát Hoang thì sao, bá đạo, một cái bạt tai đã tát chết Đoàn Thương Hải. Hơn nữa, anh hoàn toàn không thèm nhìn đến các thế lực, tông môn phía sau đó. Bất kể mày đến từ đầu. Giết chết đã rồi tính, với tình hình như vậy, mẹ kiếp, ai dám ra tay? Trên thực tế, đây cũng là nguyên nhân Trần Đức cuồng ngạo, bình thường, nếu người khác không chọc vào anh vẫn rất khiêm tốn, thân thiện. Lần này lại không được, ở đảo Khốn Long,
anh trở thành trung tâm của sự chú ý, nếu không trấn áp những người đó, e rằng sẽ chuốc họa lớn. Cùng Cơ Tuyết đi vào thông đạo được hình thành từ nước biển, khoảnh khắc anh định bước ra. Bước cuối cùng, như cảm ứng được điều gì, cơ thể bỗng khựng lại, nhìn về hướng đông nam. Ở đó có một hòn đảo. Trên đảo, một người đàn ông trung niên ngồi khoanh chân trong hư không đang nhếch nụ cười khinh miệt, quan sát nhìn về hướng đám người Trần Đức. Trần Nguyên Vũ. Khi nhìn rõ dáng vẻ người đó, đôi đồng tử của Trần Đức mở thật to, cả người cứng đờ như đá. Chỉ với cái quay đầu nhìn lúc đó, Trần Đức đã nhìn thấy trên hòn đảo có người đàn ông trung niên ngồi lơ lửng trên không trung. Lập tức cả người Trần Đức cũng đông cứng. Lần đầu tiên, anh đứng tại chỗ như tượng băng, trong đôi mắt liên tục lóe lên mấy loại cảm xúc khác nhau. Từ nghi hoặc đến tức giận, rồi đến luồng sát ý đáng sợ, chỉ trong chưa đến 3 giây. Sát ý trên người Trần Đức dường như hóa thành chất rắn, lấy anh làm trung tâm, dao động khủng bố. Kéo dài lan rộng như động đất, trời rung đất chuyến. Trần Nguyên Vũ. Đúng là Trần Nguyên Vũ. Trần Nguyên Vũ, người mà anh ngày đêm trăn trở, bình thường nằm mơ cũng muốn giết. Trần Nguyên Vũ đáng chết, không chỉ giết chết bố của anh, mà còn là kẻ đầu sỏ hại chết anh em của anh. Lúc này, khoang mắt Trần Đức đỏ bừng, khoảnh khắc này, anh mất đi lý trí, nguyên khí sôi sục, cả người muốn nhảy lẽn sông về phía Trần Nguyên Vũ. Cũng may, anh còn chưa kịp hành động, một luồng hồn lực nặng như biến ngăn anh lại. Cùng lúc đó, Linh Lung cất giọng 3 phần gấp gáp, 6 phần vất vả, truyền vào trong đầu của anh, Trần Bát Hoang, anh không được đi qua đó, hiện giờ anh không phải là đối thủ của ông ta. Linh Lung, cô đừng ngăn tôi. Sắc mặt Trần Đức âm lạnh, sát ý đáng sợ đã trào ra, đám người Cơ Tuyết, Đoàn Phong Trần bên cạnh, không ai là không dâng lên nỗi sợ hãi từ trong. Linh hồn, Bát Hoang, sao thế? Cơ Tuyết nghi hoặc. Đôi mặt thanh tú cũng nhìn về hướng Trần Nguyên Vũ. Nhìn thấy chữ Trần tung bay trên đảo. Sắc mặt Cơ Tuyết khẽ thay đổi. Trần, đương nhiên là nhà họ Trần, thế gia viền cổ vang danh khắp nơi, phóng mắt nhìn khắp thế giới đại thiên, họ cũng được liệt vào hàng đầu. Còn Trần Bát Hoang, mới đây thôi còn giết Trần Võ Sĩ, Trần Tử Phi. Anh và nhà họ Trần, coi như đã kết mối thù sống chết. Lúc này, Trần Nguyên Vũ nở nụ cười thỏa mãn. Không hề kiêng sợ, đảo quét nhìn Trần Đức. Nhưng An Nhã Hy vốn luôn bên cạnh ông ta lại không có mặt, chỉ có một mình ông ta. Ánh mắt ông ta nhìn Trần Đức giống như nhìn một món báu vật, một món đồ nghệ thuật, ánh mắt thưởng thức, tham lam, đương nhiên cũng có khiêu. Khích rõ ràng. Giống như đang nói, mày nhìn thấy tao thì đã làm sao? Đến giết tao đi, ra tay với tao đi. Vẻ mặt hống hách, cuồng ngạo. Trần Bát Hoang, anh phải nhẫn nhịn. Bây giờ không phải thời cơ để anh báo thù, cảnh giới của ông ta vượt qua hỗn nguyên, chẽn phản hư. Linh Lung ngăn cản Trần Đức bằng hồn lực, nhưng Trần Đức hiện giờ đã không phải là Trần Đức ban đầu, cô ta ngăn cản khá là vất vả, hốn hến nói. Trần Nguyên Vũ, cảnh giới của ông ta vượt xa phản hư, ít nhất đã là cảnh giới Lăng Thiên, bây giờ anh qua đó chính là nộp mạng. Lăng Thiên, vượt hơn phản hư 4 cảnh giới lớn. Phản hư, cố bản, khai thiên. Đạp thiên, đăng thiên, lãng thiên. Nếu nói chênh lệch thực lực của hai đại cảnh giới phản hư và cố bán là 1 vạn, vậy thì giữa cố bản và khai thiên là 1 triệu. Đối với tu sĩ, cảnh giới sau khai thiên lại là một vùng trời khác. Nói thế này đi, trước cổ bản, đột phá, chỉ là đột phá đơn giản, nếu nói trong lúc đó sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì, khả năng lớn nhất chính là tẩu hỏa nhập ma, nhưng nếu đạt đến cảnh giới khai thiên thì lại là chuyện khác. Kể cả trong thế giới đại thiên, trong 100.000 người cũng chỉ có 1 người đạt đến cảnh giới khai thiên. Tuy có rất nhiều người có thể đột phá từ cố bản lên khai thiên, nhưng lại không dám. Tại sao? Bởi vì sau khai thiên sẽ có lôi kiếp. Một khi đạt đến khai thiên, sẽ dẫn đến trời giáng lôi kiếp, loại lôi kiếp này không phải là điện giật bình thường, mà là đại đạo giáng hình phạt. 50-60% số cường giả đột phá từ cố bản lên khai thiên đều chết. Bị lôi kiếp đánh chết, tan thành cho bụi. Đột phá rất khó khăn, nhưng lợi ích có được cũng là điều dễ thấy, từ cố bản đến khai thiên, chênh lệch sâu như biển cả, lớn như vùng trời. Trần Nguyên Vũ lại ở cảnh giới Lăng Thiên. Trần Đức có tự tại thần ma công, có thể tiến vào cực cảnh, cũng chẳng làm gì được. Anh có thể tiến vào cực cảnh, Trần Nguyên Vũ có thế không?
anh có tự tại thần ma công, Trần. Nguyên Vũ có đan dược, còng pháp, võ kỹ có thể tăng chiến lực không? Dù sao thế gia viễn cố, tất cả đều có khả năng. Cho nên, Linh Lung có chết cũng tuyệt đối không để Trần Đức xông qua đó. Trần Bát Hoang, nếu anh muốn lên chiến một trận, thì lấy mạng của tôi. Để trả giá đi. Giọng Linh Lung nứt đoạn, giống như sắp không trụ nổi nữa. Được, được, tôi không qua đó, Linh Lung, cô mau thu hồn lực đi. Cuối cùng Trần Đức từ bỏ. Thứ nhất, anh biết rõ khoảng cách chênh lệch của Lăng Thiên và Hỗn Nguyên. Thứ hai, anh không muốn mất Linh Lung. Cả đoạn đường, Linh Lung đã trở thành thầy tốt bạn hiền của anh, nếu chỉ vì anh muốn báo thù mà khiến Linh Lung chết, anh không làm được. Hầy! Linh Lung biết Trần Đức đã nói ra thì tứ mã nan truy, cuối cùng thở nhẹ nhõm, dần thu hồi hồn lực. Nhưng cô ta vừa được nhẹ nhõm, đang định bảo Trần Đức mau đi đi. Đột nhiên, không hề báo trước, một bóng hình xuất hiện trước mặt Trần Đức, xuất hiện trong nhận thức của cô ta. Trần Nguyên Vũ. Ông ta thực sự quá mạnh, một giây trước còn đang ở cách ngàn mét, một giây sau đã hai tay khoanh trước ngực, xuất hiện gần phía trước Trần Bát Hoang như u linh, không có chút hơi thở. Đôi mắt tra xét, quan sát Trần Đức. Lúc này, bất luận Trần Đức, Cơ Tuyết, hay Đoàn Phong Trần, tất cả những người gần đó đều dựng hết lông tóc, thậm chí một số người lùi lại mấy bước theo bản năng, phục một tiếng, quỳ xuống đất, không thể chịu được khí tức này. Còn Cơ Tuyết, cô ta trực tiếp bị bắn đi, rơi xuống đất như hòn đá, cơ thể truyền ra tiếng xương cốt rạn nứt, trong tích tắc, máu tươi nhuốm đỏ áo của cô ta, bị thương nặng. Trần Nguyên Vũ quá mạnh, mạnh đến quá đáng, cho dù cường giả như Đoàn Phong Trần cũng chỉ chống cự được 5 giây, 5 giây sau, bỗng quỳ xuống. Hoàn toàn bị áp chế. Đối diện với Trần Nguyên Vũ, hắn ta có một cảm giác sợ hãi gấp 10 vạn lần so với khi đối diện với Trần Đức, trong thần thức, hắn ta cũng không cảm nhận được người khác, chỉ có Trần Nguyên Vũ, dường như, Trần Nguyên Vũ là vị thần trong trời đất. Dưới hai gối vốn là mặt nước. Nhưng vì Trần Nguyên Vũ xuất hiện, mặt nước đã đông cứng lại, đừng nói con người, kể cả 1 triệu chiếc xe tăng cũng sẽ không chìm xuống đáy biển. Trần Đức ở gần Trần Nguyên Vũ nhất. Kể cả là anh cũng cảm nhận được áp lực tạo thành uy hiếp đến tính mạng của anh, ngay cả trái tim cũng đập nhanh, dường như đều không chịu kiểm soát, như có một mảnh trời sập xuống, một ngôi sao rơi xuống, đè lên vai anh, muốn bắt anh khuỵu gối quỳ xuống. Nhưng, anh không quỳ. Chống lại. Nhìn chằm chằm Trần Nguyên Vũ, chống cự. Nhưng tất cả chỉ là uy lực của bản thân Trần Nguyên Vũ tạo thành, ông ta không cố ý muốn thi triển áp lực. Đương nhiên, ông ta cũng không áp chế. Thu lại khí tức của mình, có ý muốn lấy khí tức chân áp Trần Đức. Nhưng điều khiến ông ta bất ngờ là Trần Đức không quỳ xuống. Ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, dường như không chịu ảnh hưởng quá lớn. Đừng kiên trì nữa, quỳ xuống đi. Trần Nguyên Vũ cất giọng rất thản nhiên, giống như vị thần cao cao tại thượng, phán quyết số phận của Trần Đức. Ông ta vừa dứt lời, khí tức phát ra từ trong cơ thể ông ta lập tức mạnh hơn. Khí tức mạnh hơn một chút. Mà một chút này chỉ là với một mình Trần Nguyên Vũ thôi. Trên thực tế, chút uy thế cường mạnh này chỉ vụt lên trong tích tắc, xương hai đầu gối của Đoàn Phong Trần ở bên cạnh Trần Đức phát ra tiếng rắc rắc, đầu tiên là gãy xương, sau đó ép thành bùn, cả phần trên cơ thể phủ phục xuống, run rẩy. Trần Đức lại càng như có sao băng rơi lên người anh, cùng với tiếng rắc rắc, dưới chân anh ngưng thành chất rắn, mặt nước biển vô cùng dày nặng, nước tại chỗ, hai bàn chân trực tiếp lún xuống. Lập tức, Trần Đức tiến vào cực cảnh, nếu không, với áp bức như vậy, anh ở trạng thái thông thường sẽ không thể chống cự. Mặc dù vậy, dưới bàn chân anh, băng nước dày nặng cũng rạn nứt lan rộng như mạng nhện. Không hổ là nhà họ Trần, mạnh quá. Đúng thế, tên Trần Bát Hoang đó dám giết người nhà họ Trần trên đảo Khốn Long, đúng là tìm cái chết. Rốt cuộc người đó là ai, thực lực như vậy, cho. Dù ở nhà họ Trần cũng rất lợi hại đấy. Rất nhiều người không nhận ra Trần Nguyên Vũ, dù sao phần lớn số người đến đây, tuy cùng ả thế giới đại thiên, nhưng không sống trong cùng môi trường, cùng đẳng cấp với Trần Nguyên Vũ, hoàn toàn là người ở hai thế giới. Giống như người bình thường thu nhập hàng tháng 3.000, mãi mãi không tiếp xúc được đến thế giới của nhà giàu, một số nhà giàu giấu mình khiêm tốn, thậm chí cũng chưa từng thấy, không biết tên của họ, cả đời cũng không tiếp xúc được đến. Trần Nguyên Vũ là loại người như vậy. Đối với tu sĩ bình thường của thế giới đại thiên, ổng ta giống như người trong suốt, rất ít khi lộ diện.
nhưng trong giới cường giả, có ai mà không biết Trần Nguyên Vũ? Ông ta chỉ hơn 100 tuổi, trong giới tu sĩ cũng coi là rất trẻ, nhìn khắp nhà họ Trần, những người 100 tuổi, không có ai có thể vượt qua ông ta. Kể cả tính tất cả người nhà họ Trần, ông ta cũng đứng trong top 50. Còn những người xếp thứ 51, 5, 12, thậm chí sau nữa, phần lớn cũng 1-2 ngàn tuổi, thậm chí có lão hóa thạch sống 3-4 ngàn năm. Nghĩ cũng biết, Trần Nguyên Vũ mạnh đến mức nào, biết đâu có một ngày, thành tựu của ông ta sẽ khiến ông ta xếp thứ nhất nhà họ Trần. Đương nhiên, chuyện này tu sĩ bình thường không thể hiểu được, bọn họ chỉ biết Trần Nguyên Vũ rất mạnh, mạnh đến mức chỉ khí tức thôi đã khiến bọn họ run rẩy. Còn không quỳ. Trong đôi mắt Trần Nguyên Vũ hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó lại phóng khí tức mạnh hơn. Ầm ầm. Lúc này, đoàn phong Trần trực tiếp bị bắn đi, trong bán kính 500 mét, ngoại trừ Trần Đức, không ai còn đúng. Kể cả là Linh Lung ẩn nấp trong một vùng trời nhỏ bé của Trần Đức, cũng vô cùng căng thẳng, cảm nhận được áp lực đáng sợ tuyệt thế, còn Thiếu Y cũng tỉnh dậy. Nhưng khoang mắt Trần Đức đỏ bừng, cố gắng chống áp lực cuồng bạo. Nhìn chằm chằm Trần Nguyên Vũ, nhưng lại cong lên nụ cười tàn khốc, khàn khàn nói. Quỳ, quỳ cái đầu ông. Kẻ điên. Từ đầu đến đuôi, kẻ điên hoàn toàn. Tất cả mọi người nhìn Trần Đức, kinh hãi đến mức không thốt ra lời, mí mắt co giật. Dám ăn nói như thế với người nhà họ Trần, không phải kẻ điên thì là tên ngốc, không biết trong đầu chứa cái gì. Bọn họ đều hận không thế xông lên giết chết tên nhóc Trần Bát Hoang này, thực sự quá cuồng ngạo. Vô cùng cuồng nạo, vô cùng ngu dốt. Rắc 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 rắc. Gần như cùng lúc, hai tay Trần Đức trực tiếp lúc vào trong nước biến, cơ thịt toàn thân giống như bị cối xay, bị máy nghiền nát, méo mó, biến dạng, xương cốt trong cơ thể vang lên rắc rắc, hủy dần. Nhưng cuối cùng anh vẫn không quỳ. Muốn anh quỳ trước kẻ thù giết bố, anh thà chết còn hơn. Trần Nguyên Vũ, mẹ kiếp, có giỏi thì ông giết tôi đi. Khóe miệng Trần Đức rỉ máu. Nụ cười tàn khốc mang theo vẻ chế nhạo, từng chữ từng câu như bom đạn, vang lên bên tai tất cả mọi người. Sau khi tiến vào cực cảnh, anh không còn sử dụng tự tại thần ma công nữa. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, tự tại thần ma công, coi như con át chủ bài của anh, không thể tùy tiện đế lộ. Thứ hai, anh đoán Trần Nguyên Vũ sẽ không giết anh, còn về tại sao không giết, Trần Đức cũng không biết, nhưng từ đầu đến cuối Trần Nguyên Vũ dùng khí tức áp chế anh, khiến anh chấn hãi. Nhưng không ra tay, thì chắc chắn có nguyên nhân. Bây giờ sử dụng tự tại thần ma công, đồng nghĩa với lộ ra con át chủ bài, đến lúc đó, nếu Trần Nguyên Vũ thực sự muốn ra tay, khi con át chủ bài đã bị lộ, anh sẽ không còn cơ hội nào. Chưa đến tình huống bất đắc dĩ, anh phải giữ con đường lui. Vừa dứt lời, Trần Đức vẫn nhìn chằm chằm Trần Nguyên Vũ, rất rõ ràng, từ trong ánh mắt của Trần Nguyên Vũ, anh nhìn thấy sát ý, tức giận. Loại sát ý và tức giận này chỉ vụt hiện lên liền bị ép xuống, nhưng Trần Đức cũng nhìn thấy rất rõ. Anh càng chắc chắc với suy đoán của mình. Đây chính là con trai của Trần Giang Lăng sao, quả nhiên ngang bướng. Trần Nguyên Vũ rất muốn giết Trần Đức, từ trên người Trần Đức, ông ta nhìn thấy bóng dáng của Trần Giang Lăng. Năm đó, Trần Giang Lăng là người duy nhất có thể sánh vai với ông ta. Nhưng vì một số nguyên nhân... Cuối cùng Trần Giang Lăng trở thành đứa con bị ruồng bỏ của nhà họ Trần, bây giờ nhìn thấy Trần Bát Hoang, bóng dáng của Trần Giang Lăng lại hiện lên trong đầu. Ha! Trần Đức cười lạnh lùng, tôi đoán, ông sẽ không giết tôi, đúng không? Loại rác rưởi như mày, mà xứng để bản tôn ra. Tay! Trần Nguyên Vũ lạnh lùng lướt nhìn Trần Bát Hoang, đúng thế, anh đã đoán đúng. Hiện giờ, ông ta vẫn không thể giết chết Trần Bát Hoang. Ít nhất, Trần Bát Hoang không quỳ. Nếu anh quỳ xuống, thì giờ đã là một xác chết, không, ngay cả cái xác cũng không còn, tan thành cho bụi từ nay, trên đời không còn Trần Bát Hoang. Trần Bát Hoang không quỳ, ông ta lại không thể giết. Tại sao? Bởi vì trong lòng ông ta ẩn giấu một bí mật mà không ai biết. Năm đó, nhà họ Trần truy giết Trần Giang Lăng, ông ta chủ động đến địa cầu, với thực lực của ông ta. Muốn giết một người địa cầu thực sự là chuyện đơn giản không thể đơn giản hơn, chỉ một cái đập thì có thể hủy cả địa cầu. Nhưng từ đầu đến cuối ổng ta không làm như vậy, một mặt vì có Trần Giang Lăng kiềm chế, mặt khác, trên người Trần Giang Lăng có một bí mật. Bí mật to lớn. Trần Giang Lăng có ấn ký thiên tâm. Cứ cách vạn năm,
thế giới đại thiên sẽ có mấy người được ông trời lựa chọn xuất hiện, những người được ông trời lựa chọn này chính là người có được ấn ký thiên đạo, mà những ấn ký thiên đạo này có 1/100 triệu khả năng sẽ tiến hóa thành ấn ký thiên tâm. Ấn ký thiên tâm có thể nói là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đừng nói vạn năm, cho dù 10 vạn năm, mấy chục vạn năm cũng khó gặp được. Nhưng Trần Giang Lăng lại có được. Trước nay huyết mạch nhà Trần Giang Lăng vốn chỉ là một chi phụ, sau khi Trần Giang Lăng xuất hiện, lập tức được coi trọng, thực lực tiến bộ vượt bậc. Huyết mạch bên ông ta lập kế hoạch nổi dậy, đánh tàn phế Trần Giang Lăng để cướp đoạt ấn ký thiên tâm, nhưng Trần Giang Lăng đáng chết lại trốn đến địa cầu trong tình trạng bị thương nặng. Điều quan trọng nhất là Trần Giang Lăng đáng chết lại tặng ấn ký thiên tâm, cấy vào trong cơ thể Trần Bát Hoang. Ấn ký thiên tâm mạnh hơn ấn ký thiên đạo không biết bao nhiêu lần. Nói một cách không hề khoa trương, người có được ấn ký thiên tâm có thể cùng tồn vong với thế giới đại thiên, chỉ cần thế giới đại thiên phồn thịnh, thì thiên phú tu hành của người có ấn ký thiên tâm sẽ càng yêu nghiệt đến nghịch thiên. Sở dĩ Trần Nguyên Vũ mạnh như vậy, chính là vì ban đầu ông ta đã nuốt chửng thần hồn của Trần Giang Lăng, có được một chút tàn dư của ấn ký thiên tâm để lại. Còn Trần Bát Hoang có ấn ký thiên tâm hoàn chỉnh. Chỉ có điều ấn ký thiên tâm vẫn chưa được kích hoạt, còn ẩn giấu trong huyết mạch của anh. Nếu Trần Bát Hoang còn là sơ sinh, thì lúc đó, ấn ký thiên tâm chuyển sang không lẩu, vẫn chưa hoàn toàn dung hòa, ông ta có thể dễ dàng cướp đoạt. Nhưng bây giờ thì khác, ấn ký thiên tâm đã hoàn toàn hợp với Trần Bát Hoang thành một thể, nhưng Trần Đức Vân chưa phát hiện ra, vẫn chưa kích hoạt. Kích hoạt ấn ký thiên tảm sền thời gian nhất. Định, sự trải nghiệm và trưởng thành nhất định. Chỉ có kích hoạt lại, mới có thể cướp đoạt, di rời ấn ký thiên tâm. Muốn kích hoạt ấn ký thiên tâm, điều kiện cơ bản nhất là trái tim bất khuất và không thể phá vỡ. Nếu Trần Đức bị ép đến phải quỳ xuống, vậy thì anh mãi mãi không thể kích hoạt được ấn ký thiên tâm, cũng không cần thiết phải sống tiếp, Trần Đức không quỳ, coi như một khảo nghiệm của Trần Nguyên Vũ. Anh đã vượt qua khảo nghiệm này, và cũng giữ được tính mạng. Trần Nguyên Vũ khao khát có được ấn ký thiên tám nhiều năm, đương nhiên sẽ không giết Trần Bát Hoang vào lúc này. Trần Bát Hoang, tao biết mày muốn báo thù, ha ha. Đáng tiếc, bây giờ mày quá yếu. Trần Nguyên Vũ cười lạnh lùng, truyền ảm bằng thần thức, nói. Cho dù bản tôn đứng ở đây, mặc cho mày giết, mày cũng không làm tổn hại được một cọng lông của tao, nhớ kỹ, mày và bố của mày, mãi mãi, mãi. Mãi chỉ có thế bị tao dẫm dưới chân. Trần Nguyên Vũ nói xong là bước đi. Đi rất chậm. Bóng hình to lớn giống như đang cố ý khiêu khích Trần Đức. Trần Đức bốc cơn lửa giận, đôi mắt đầy tia máu, trầm giọng nói, Trần Nguyên Vũ, không giết tôi, sẽ là việc ông hối hận nhất cả đời này. Ha! Trần Nguyên Vũ cười lạnh lùng, không quay đầu, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt, với ông ta, Trần Bát Hoang có mạnh đi nữa, không kích hoạt ấn ký thiên tâm thì chỉ là rác rưởi, phế vật. Một khi anh kích hoạt ấn ký thiên tảm, Trần Nguyên Vũ sẽ lập tức giết anh, lúc đó, Trần Bát Hoang chưa kịp trưởng thành, cũng sẽ không phải là đối thủ của ông ta. Trần Nguyên Vũ đi xa dần, trở về hòn đảo, trong tích tắc, hòn đảo đó giống như tàu sân bay, đột ngột bay xa, sau khi đã cách một khoảng xa, bóng dáng xinh đẹp của An Nhã Hi xuất hiện phía sau Trần Nguyên Vũ, cẩn thận nói, người mà nhà họ Trần phái đến báo thù thay Trần Tử Phi bị ỏng giết, quay về phải ăn nói thế nào? Không cần có lo lắng. Trần Nguyên Vũ thản nhiên nói. Quay đầu nhìn chân trời, Trần Đức vẫn đứng tại chỗ, An Nhã Hi thở dài. Một người địa cầu làm sao có thể đấu được với Trần Nguyên Vũ? Đi thôi, về nhà họ Cơ. Trần Đức nhanh chóng kìm nén hận thù với Trần Nguyên Vũ, bất luận hiện giờ anh muốn giết Trần Nguyên Vũ thế nào, chênh lệch thực lực giữa hai người vẫn quá lớn, cho dù nhân lúc ông ta không đề phòng, lấy ra tất cả con át chủ bài để đánh lén, Trần Đức tự nhận không có đến 1% khả năng giết được ông ta. Mà điều này vẫn phải dựa trên tình huống anh rất có khả năng phải trả giá bằng tính mạng. Không vì gì khác, cảnh giới Hỗn Nguyên và cảnh giới Lăng Thiên thực sự chênh nhau quá xa. Thù, buộc phải báo. Nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Anh vẫn cần thời gian. Ngày đó sẽ không quá xa. Sau khi cho Cơ Thuyết uống mấy viên đan dược, hồi phục thương tích cho cô ta, đoàn người Trần Đức bước vào thủy môn. Nhà họ Cơ còn có cái tên khác là hải tộc. Tổ tiên nhà họ Cơ là một con động biển sâu ở biển sâu. Kết làm vợ chồng với con người, con cháu đời sau đều thành con người, nhưng mặc dù vậy, nhà họ Cơ vẫn chiếm một vùng biển của Tây Hải, sống trong biển sâu.
thế giới đại thiên không chuyện kỳ lạ gì là không có. Sống dưới biến sâu cũng không phải kỳ lạ. Trên thực tế, bất kỳ một tu sĩ nào của thế giới đại thiên muốn tiến vào biển sâu cũng không khó, nhưng muốn khai hoang một nơi đế định cư dưới biển sâu, thì không phải ai cũng có thể làm được. Cả thế giới đại thiên, ngoại trừ hái tộc thì không còn ai sống dưới đáy biển. Đứng trong thủy môn, Cơ Tuyết vừa mở trận pháp, vừa nói những chuyện liên quan đến hải tộc và nhà họ Cơ cho Trần Đức. Còn Đoàn Phong Trần lại lặng lẽ theo sau, cũng không dám thở mạnh. Hải tộc sống dưới đáy biển sâu vạn trượng, áp lực của đáy biển quá mạnh, cho nên từ trước tới nay, ngoại trừ kiểm soát nước, còn nghiên cứu một số thuật hư không, trình độ về mặt không gian cũng rất cao, thuật hư không mà em truyền cho anh chính là một trong số đó. Mấy hôm nay hải tộc đang mở cuộc thi đấu trong tộc mỗi năm một lần, hôm nay vừa hay là trận chung kết, nhà em mới không có ai đến đón em. Cơ Tuyết vừa dứt lời, đôi mắt Trần Đức bỗng bị che phủ bởi hào quang màu xanh. Sau đó cảm giác một luồng lực truyền đến, cảm nhận rõ ràng họ đang tiến đến với tốc độ khủng bố. Khẽ ổn định tinh thần, thi triển con mắt xuyên thấu, đôi mắt ngự thú, Trần Đức mới nhìn rõ, thì ra họ đứng ở trong quả cầu nước khổng lồ, bên ngoài quả cầu nước có mấy con động vật biển giống như hải mã, toàn thân hào quang đan xen, to gần bằng xe tảng, phi điên cuồng, tốc độ cực nhanh, đưa bọn họ đột phá không gian, đi xuyên trong hư không. Lúc này, Tiểu Y vọt ra từ vùng trời nhỏ, nó đã hoàn toàn hấp thụ quả âm chỉ, trông càng thần kỳ. Hơn, đôi mắt lóe lên ánh rực rỡ như pha lê, đứng trên bả vai Trần Đức, hiếu kỳ quan sát xung quanh. Khoảng 4-5 phút sau, đột nhiên, Trần Đức chỉ cảm thấy thân hình cứng lại, bỗng nhiên cầu nước xung quanh tan ra, biến mất, ngay sau đó một canh cửa khổng lồ giống như lối vào hiện lên trước mắt Trần Đức. Cánh cửa cao đến trăm trượng. Viên ngọc màu xanh trên đỉnh phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu khắp bốn phương. Sau cánh cửa khổng lồ là một cung điện dưới nước hùng vĩ, nơi đó và bẽn ngoài cánh cửa dường như là hai thế giới, vô cùng phồn thịnh. Nhìn ra xa ngoài ngàn mét, trên một quảng trường lớn có rất nhiều người, truyền ra tiếng hò hét, tiếng hô cố lên vang vọng. Ở giữa quảng trường có hai người đang chiến. Đấu. Một người tóc đỏ như lửa, dựng ngược như kiếm, trên người phủ đầy lớp vảy. Giống như chiến giáp, cơ bắp dưới lớp vảy vạm vỡ, tay cầm kích ba đầu, mỗi một hành động đều khuấy đảo hư không long trời lở đất, dưới kích ba đầu của hắn, một. Người đàn ông sấp xỉ tuổi hắn bại lui liên tiếp. Người đàn ông tóc đỏ như đang chơi đùa đối phương, mỗi lần sắp thắng đều cố ý thu chỉ yêu. Tiếng hô xung quanh đều đang hỗ trợ cho người đàn ông tóc đỏ. Hắn tên là Cơ Sung, là người mạnh nhất nhà họ Cơ và trong cả thế hệ trẻ của hải tộc. Chỉ thiếu nửa bước thì sẽ đến cảnh giới hồn nguyên, được coi là hy vọng của hải tộc. Cơ Tuyết giới thiệu cho Trần Đức. Chỉ thiếu nửa bước thì sẽ đến cảnh giới hồn nguyên sao, rất khá, mạnh hơn Đoàn Phong Trần không ít. Trần Đức âm thầm đánh giá, chuyến đi đến đảo Khốn Long lần này, anh cứ tưởng rằng những người đến đủ mạnh rồi, bây giờ xem ra, những người đó mạnh thì cũng mạnh, nhưng không phải cường giả thực sự. Nghĩ cũng phải, lần đầu đảo Khốn Long xuất hiện trên thế giới đại thiên. Không ai hiểu biết về nó, hơn nữa một số gia tộc lớn sớm đã biết chỉ có 300 người có thể ra khỏi, đương nhiên phải để lại đường lui, sẽ không phái người mạnh nhất đến. Cơ Tuyết dẫn Trần Đức tiến vào hải tộc, thuận buồm xuôi gió, cuối cùng đến quảng trường đông đúc, đi đến gần, Trần Đức mới phát hiện quảng trường đó không nhỏ như bề ngoài nhìn thấy, phóng mắt nhìn khắp, xung quanh có ít nhất 20-30 triệu người theo dõi cuộc đấu, hơn nữa, chỗ ngồi khá thoải mái, đúng là tráng lệ rộng lớn. Trong lòng Trần Đức cũng phải cảm khái. Hải tộc cũng không được coi là gia tộc lớn ở Tây Hải, một trận đấu gia tộc, đã có 20-30 triệu người theo dõi, thì những đại gia tộc, đại thế lực, thế gia viễn cổ đó, phải có bao nhiêu người đạp. Tuyết muội muội, anh Đoạn, hai người về rồi. Đúng lúc này, Cơ Sung đang đấu võ nhìn thấy Cơ Tuyết, đá đối thủ ra khỏi võ đài, cũng chẳng nhìn đối phương một cái, trực tiếp hạ xuống trước mặt Cơ Tuyết. Nhìn dáng vẻ như rất cung kính với Đoàn Phong Trần. Khi hắn đi đến, ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả mấy ông lão mặc gấm vóc lụa là ngồi trên vị trí chủ nhà cùng mấy người trông như trung niên đều nhìn sang bọn họ, Cơ Sung nhanh chóng nhìn sang Trần Đức, ánh mắt sững lại, tỏ ra âm trầm, ấy, anh là Trần Bát Hoang. Tuy Trần Bát Hoang chưa từng đến nhà họ Cơ, chưa từng đến hải tộc, nhưng trong hải tộc, anh lại rất nổi tiếng. Cả hải tộc từ trên xuống dưới. Hầu như ai cũng biết anh. Sau khi Cơ Tuyết về đến hải tộc,
nhiều lần nhập đến Trần Bát Hoang, dùng nguyên khí để ngưng tụ thành dáng vẻ của anh cho mọi người biết mặt. Vào ngày quyết định hôn lễ của Đoàn Phong Trần và Huệ Nhược Vân, Đoàn Phong Trần đã thề trước mặt huynh trưởng, trưởng bối hai nhà họ Đoàn và Cơ, Trần Bát Hoang khống đến thì thỏi, nhưng nếu dám xuất hiện trước mặt hắn, thì sẽ xé xác anh thành ngàn mảnh, thần hồn tiêu tan. Hơn nữa, còn sai người đi gửi thiệp mời cưới cho Trần Bát Hoang. Cho nên Cơ Sung vừa nhìn thấy Trần Đức, thì đã nhận ra anh, ánh mắt cực kỳ không thân thiện, âm trầm, nhìn chằm chằm Trần Đức, giống như nhằm vào một con mồi. Cảm nhận được ác ý của hắn, Trần Đức cũng hơi khó hiểu. Hình như anh chưa từng đắc tội, thậm chí còn chưa từng gặp Cơ Sung mà. Thêm nữa trước đó anh vốn đã bất mãn về việc nhà họ Cơ đưa Cơ Tuyết đi làm bồi giá, cho nên cũng hơi tức giận. Nhưng dù thế nào nơi này cũng là gia tộc của Cơ Tuyết, bất kể thế nào, vẫn phải nể mặt Cơ Tuyết, lập tức khẽ nhếch khóe miệng, nở nụ cười, thân nhiên xác nhận thân phận của mình, đúng thế, tôi là Trần Bát Hoang, có lẽ là người mà anh nói. Trần Bát Hoang gật đầu thừa nhận, lập tức tiếng xì xầm bàn luận không ngớt sáu xung quanh truyền vào tai. Anh ta chính là Trần Bát Hoang mà tiểu công chúa ngày đẽm mong nhớ đó sao? Tôi không cảm nhận được nguyên khí dao động trên người anh ta, quả đúng là cặn bã. Anh ta đến hải tộc chúng ta làm gì? Nếu không phải anh ta, tiểu công chúa sớm đã thành thản với anh Đoàn, khiến nhà họ Cơ tiến thêm một bước. Nếu không phải anh ta, địa vị của tiểu công chúa sẽ không bị hạ thấp đến không bằng cả Huệ Nhược Vân. Đúng thế. Sau một hồi bàn tán, trong đám đông, cũng không biết là ai đột nhiên hét lớn, Trần Bát Hoang, cút ra khỏi hải tộc. Cút khỏi hải tộc. Cút khỏi hải tộc. Cút khỏi hải tộc. Mấy chục người đồng loạt hét lớn sẽ thành thế nào? Trong tích tắc, tiếng gầm thét như sóng biến, nước biến bên ngoài hải tộc cũng phải dập dần nổi sóng, gào thét, cuồn cuộn vì tiếng hô gào. Sắc mặt Cơ Tuyết lập tức sầm xuống, chỉ sợ. Trần Đức nổi giận, còn Trần Đức lại như không nghe thấy, ngồi vững trên đài, ung dung như thường. Quả đúng là mày, không ngờ loại kiến hôi như mày cũng có thể đến thế giới đại thiên, xem ra trước khi Tuyết muội muội của ta về đã giúp mày không ít. Cơ Sung cũng trừng to mắt, sắc mặt đỏ bừng, hung dữ. Địa cầu là nơi thế nào? Với hẳn, hoàn toàn chí là một thế giới thấp kém không thể thấp kém hơn, người đó xách giày cho hẳn, hắn cũng cảm thấy nhục thay đôi giày. Người ở nơi như thế, dựa vào bản lĩnh của mình, đừng nói thế giới đại thiên. Kể cả thế giới thấp kém của thấp kém hơn thế giới đại thiên, cũng không thể nào đến nối, càng đừng nói đến thế giới đại thiên. Nếu không phải có Cơ Tuyết giúp đỡ, Trần Bát Hoang chắc chắn không thế nào có cơ hội đến nơi này. Anh Đoạn, sao anh lại đi cùng tên rác rưởi như này? Cơ Sung tỏ vẻ hận sắt không thành thép, giọng hiệu âm hiểm tức tối, ngày đó ở trước mặt bố mẹ, huynh trưởng của anh đã nói phải chém chết Trần Bát Hoang, anh quên rồi ư? Tôi... Đoàn Phong Trần muốn nói lại ngừng, hận không thể tiến lên tát Cơ Sung mấy cái, mẹ kiếp, mày không nhìn ra tình hình hiện giờ hả? Trần Bát Hoang, mày đi khắp thiên hạ dựa vào cái mặt dày này hả? Bao nhiêu người kêu mày cút khỏi hải tộc, mà còn không cút đi? Cơ Sung mắng chửi ngang ngược, sỉ nhục nói, ở đây không phải chỗ mày nên ở lại. Cơ Sung, cuối cùng Cơ Tuyết không nhịn được, ngắt lời Cơ Sung, anh đừng nói nữa, Trần Bát Hoang đến để cứu bố tôi. Cứu hải tộc, anh còn nói nữa, đừng trách tôi không khách sáo. Cứu hải tộc, dựa vào anh ta. Đúng lúc này, mười mấy bóng hình ngồi trên vị trí cao nhất hạ xuống trước mặt mọi người. Người dẫn đầu là một ông lão, râu tóc bạc phơ, già nua lọm khọm, chống một cây trượng gỗ còn cao hơn người, khí tức của kẻ bề trên tỏa ra. Ông ta chính là tộc trưởng hiện nay của nhà họ Cơ, Cơ Trường Vân. Ông ta đi đến, cuối cùng tiếng hò hét, mắng chửi cũng im dần. Tộc trưởng, Cơ Sung khẽ cúi người, nhường đường cho ông ta. Cơ Tuyết cũng hành lễ, lão tộc trưởng. Cơ Tuyết, cô là tiểu công chúa hải tộc, phải tự biết thân phân, vạch rõ ranh giới với những người không đàng hoàng, để tránh gảy họa cho hải tộc, ngay cả điều này mà cô cũng không hiểu sao. Cơ Trường Vân cất giọng ba phần trách mắng, ba phần tức giận, ba phần giáo dục. Lão tộc trưởng, Cơ Tuyết muốn nói gì đó, nhưng Cơ Trường Vân lại không để ý đến cô ta. Quay sang nhìn Đoàn Phong Trần, thái độ chuyển từ nghiêm khắc với Cơ Tuyết thành tôn kính, mềm mỏng, cậu Đoàn vẫn khỏe chứ, lần này đến đảo Khốn Long, nhất định có thu hoạch lớn phải không? Đoàn Phong Trần bĩu môi, sắc mặt lúc đen lúc trắng, không dám thốt ra nửa chữ.
hải tộc Tây Hải cũng từng là gia tộc xếp hàng đầu trong thế giới đại thiên, hiện giờ sa sút đến mức này, cũng không phải không có lý. Đúng lúc này, Trần Đức từ nãy không nói gì, cuối cùng cũng lên tiếng, có một tộc trưởng như vậy dần dật, không sa sút mới lạ đó. Trong thời gian ngắn, từ trong không gian đại thiên, anh đã tìm hiểu qua về hải tộc, tìm hiểu những thông tin công khai mà mọi người đều biết. Hải tộc có lịch sử khá dài. Có đến 80.000 năm lịch sử. Phóng mắt nhìn khắp thế giới đại thiên, không có nhiều gia tộc lâu đời như vậy mà vẫn tồn tại được. 10.000 năm trước, hải tộc cũng còn có quyền lên tiếng khá cao trong thế giới đại thiên, trước mặt hải tộc, nhà họ Đoàn cũng phải quỳ, mà 10.000 năm nay, lại dần dần lụi bại sa sút đến mức còn không bằng nhà họ Đoàn. Bây giờ xem ra, tộc trưởng Cơ Trường Vân này không thoát khỏi liên can đến việc này. Thằng nhãi, mày nói cái gì hả? Lập tức, khuôn mặt già của Cơ Trường Vản sầm xuống. Không nghe rõ ư? Trần Đức cười, vậy được, tôi nói lại một lần, tôi nói nhà họ Cơ có một tộc trưởng mù mắt, ngay cả điều cơ bản nhất, thông tin bén ngoài cũng không theo dõi, càng không biết quan sát sắc mặt, chỉ biết cậy già lên mặt như ông dẫn dắt, không sa sút mới lạ đây. Ngoài ra, tôi bổ sung thêm một câu. Trần Bát Hoang, mày muốn chết hả? Trần Đức còn chưa nói hết, Cơ Sung muốn ra tay từ lầu cuối cùng không nhịn được, lắc kích ba đầu trong tay, từng đường vân đại đạo vần quanh, khí tức cuồng bạo lập tức khiến không gian trong vòng bán kính 10 dặm cũng bỗng rung lèn. Tất cả sức mạnh đều tập trung ở một điểm, kích ba đầu như một viên đạn, mang theo sức mạnh. Khủng bố đâm về phía chân mày của Trần Đức, nhưng ngay sau đó, kích ba đầu khí thế bừng bừng lại dừng lại hỉ. Chỉ thấy không biết Trần Đức đã giơ hai ngón tay kẹp chặt đầu kích của kích ba đầu từ lúc nào. Tang! Sau đó hai ngón tay của anh khẽ búng nhẹ. Kích ba đầu như bị điện giật, bỗng rung lên. Bành! Sau đó vỡ tan. Kích ba đầu nứt 4-5 mảnh như khối bằng dạn nứt, tan rã như pháo nổ, nổ tung từng đoạn. Cũng vào lúc này, Cơ Sung như tôm khô, cong người bị bắn ra xa, đập về phía võ đài, sau một tiếng ầm vang, cả võ đài sập đổ. Toàn bộ sân đấu võ cao đến trăm trượng, chu vi rộng ít nhất trăm dặm, chẽn đó còn khắc không ít trận văn và đường vân. Lúc này lại ầm ầm sụp đổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.